Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Khánh Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé khi vũ hồn mạnh nhất trong đấu la không phải hạo thiên truy mà là long văn côn của ngươi ngươi chỉ là nhẹ nhàng đi tới một nơi trăm dặm xung quanh hồn thú đều quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hướng phía trước một chỉ hồn sư dưới hồn đế còn phải cúi đầu xương thần chỉ vì ngươi đạt được truyền thuyết thần thoại đến từ lam tinh hoa hạ một trong tứ đại thánh thú đông phương thanh long truyền thừa đến lúc này hoa văn trên long văn côn không còn là tiểu tạp long ở dị thế giới nữa mà là thanh long văn của dòng dõi thánh long chân chính không chỉ thanh long côn có thể hấp thu hồn phách hoàn để tăng lên niên đại hồn hoàn của ngươi còn có thể bảo hộ tinh thần thức hải của ngươi phòng ngừa lúc hấp thu vạn niên hồn hoàn bị oán niệm của hồn thú công kích lúc này tác thác thành lý gia hôm nay là ngày vui bởi vì lý gia tam thiếu gia sắp thức tỉnh võ hồn rồi lão gia chủ lý gia ở tác thác thành rất có uy vọng dưới gối chỉ có một quân cờ vị nam đinh này chính là gia chủ đương nhiệm đáng tiếc thiên phú lại không được tốt lắm tu luyện hơn 30 tuổi mới miễn cưỡng bước vào cánh cửa hồn tông cho nên bây giờ lý gia có thể hưng vượng hay không còn phải xem đứa nhỏ kế tiếp này lúc này phía sau núi lý gia ngươi để trần cánh tay cột cương đứng trung bình tấn dưới vải bố tu luyện thể phách cơ bắp trên người tuy nhỏ nhưng nhưng mỗi một khối cơ bắp gân cốt đều tràn ngập cường đại vượt qua tuổi 6. ngươi đi vào thế giới này 6 năm rồi cũng rèn luyện 5 năm tiếp theo chính là thời điểm chứng kiến thành quả toàn bộ lý gia mạnh nhất chính là long văn côn nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta thức tỉnh. Võ hồn khẳng định cũng là Long Văn Côn, chỉ cần có hồn lực thì ta đây sẽ liều mạng tu luyện, tranh thủ tân phá phong hào đấu la trở thành ta. Lý ra đấu la cường giả đầu tiên, ngươi nội tâm nghĩ đến, đi tới địa cầu này 6 năm rồi, ngươi một tuổi đã biết chữ, biết nói chuyện, người ta gọi gia tộc là thần đồng. Ngôi sao hy vọng có thể thay đổi hiện trạng của Lý gia, từ 2 tuổi đã bắt đầu chú trọng tu hành thân thể, bình thường ăn cũng rất dinh dưỡng hồn thú, thịt và hồn thú rau quả không thể thiếu, nghĩ tới đây ngươi kết thúc tu hành mặc quần áo tử tế xong hắn nhanh chóng xuống núi đi về phía tiền viện của gia tộc bước tiến của ngươi ổn trọng gập ghềnh như dẫm trên đất bằng nhưng dù vậy tại thế giới chú ý huyết mạch này không trở thành hồn sư ngươi có ngưu bức cũng là rác rưởi trừ phi có thể đem thân thể luyện thành có thể sánh vai hồn sư nhưng cái này ở đấu là thế giới chưa từng xuất hiện tiền lệ cường giả thuần thân thể không có ai thành công qua đi vào tiền viện đã có ba người chờ đợi lấy xung quanh là tôi tớ của lý gia lão gia chủ phu nhân thiếu gia đã đến nữ bộc từ thanh thanh nói ra tiểu phi ngươi huấn luyện xong rồi mau đến hôm nay gia gia tự mình chủ trì vũ hồn giác tỉnh cho ngươi kết quả không cần đoán võ hồn nhất định là long văn côn truyền thừa của lý gia ta chỉ xem hồn lực là bao nhiêu chỉ cần không phải không có hồn lực vậy được lý úc tùng lý kiến quốc ba người tô lan đều vừa nói vừa cười trò chuyện vừa tiến đến ngươi liền chào hỏi bọn họ một câu nhìn anh tuấn có khí phách như thế cháu trai lý úc tùng rất hài lòng hắn lộ ra nụ cười hòa ái tiến lên nhéo nhéo cơ thể của ngươi không tệ hai đông sáu tuổi có khí chất như thế thể phách và khí lực đã vượt qua rất nhiều người cho dù là hai tử vượt qua tuổi ngươi cũng không có lợi hại bằng ngươi lý úc mở miệng nói ra nếu như ngươi có hồn lực gia gia sẽ mang ngươi tiến vào sử lai khắc học viện học tập ở đó có hai hồn thánh những người đó là bạn tốt trước kia gia gia cùng nhau lịch luyện quan hệ rất tốt là lão bằng hữu lão huynh đệ chúng ta sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi đối với việc tiến vào sử lai khắc học viện học tập kỳ thật ngươi cũng không có phòng khách hoặc là không nguyện ý dù sao mọi người chán ghét chính là đường tam cùng ngọc tiểu cương không phải sử lai khắc học viện sau khi tiến vào học viện tự học của mình đi chỉ cần đường tam cùng ngọc tiểu cương không đắc tội mình vậy ngươi cũng lười đi để ý đối phương hơn nữa băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong tiên thảo cái hách lớn nhất này ngươi cũng là người thèm nhỏ dãi đã lâu sử lai like khác thất quái có thể ở trung kỳ rất nhanh cuột khởi cũng may nhờ có tiên thảo trợ giúp bằng không chỉ bằng tư chất nguyên bản của những người kia căn bản không có khả năng thành thần đạt tới phong hào đấu la cũng quá sức đường tam có khí vận gia trì mà hắn vừa vặn có thể lợi dụng điểm này trợ giúp chính mình nhanh chóng trưởng thành ra ra tốt, tới đây đi, ta đã đợi 6 năm rồi. Ngươi hít sâu một hơi, gật đầu nói, hảo hảo, ngươi chính là thần đồng lý gia ta, tương lai hy vọng quật khởi. Đến đây, đứng ở trong lục mang tinh trận đi, Lý Úc Tùng gật gật đầu, ngươi đứng ở trong lục mang tinh trận đã sớm vẽ xong, Lý Úc Tùng ném ra mấy viên đá giác tỉnh, dưới sự trợ giúp của hồn lực, bọn chúng, có thứ tự, nó trôi nổi xung quanh ngươi bao vây ngươi một giây sau lục mang tinh trận tản ra ánh sáng nhạt ngươi cảm thấy một cỗ lực lượng đem ngươi kéo lên rơi khỏi mặt đất trôi nổi ở tầng trời thấp ngay sau đó một cỗ cảm giác huyền diệu khó giải thích bắt đầu xuất hiện từ lý trên tay phải úc tùng hiện ra đầu tiên là có chút ngừa ngáy sau đó một cây gậy xuất hiện ánh mắt ba người ngưng tụ trên cây gậy nhỏ trong tay ngươi lập tức mắt bốc lên kim tinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, xác nhận là Long Văn Côn, không có sai sót, kế tiếp chính là kiểm tra xem có hồn lực hay không. Nói đến đây, mọi người thả lòng tâm tình lại nhấc lên, mà ngay khi ba người bọn họ đang nói chuyện, đồng thời, ngươi lại là yên lặng ở trong tinh thần hải của mình. Ở trước mắt ngươi, xuất hiện một đạo thanh quang, nha dùng đồ dùng nhà núi tư quốc dĩnh, sinh mệnh một hơi thở, một con trường long màu xanh to lớn xuất hiện trước mắt ngươi, sừng sững trên bầu trời, nhìn xuống ngươi, uy thị của thanh long này rất đáng sợ, Tuyệt đối không phải vật phàm, ngươi là Đông Phương Thanh Long." Trong lòng ngươi âm thầm suy nghĩ, nhưng ngươi vừa nhìn đã nhận ra ngay, long này là cái gì, mỗi một người hoa hạ không thể không biết. Trong thần thoại của Ngưu Phục, mua vận chính là định công như vậy, Thiên Chi Tứ Linh, trong miệng đám người hậu thế có nói Đông Phương Thanh Long trong Tứ Đại Thần Thú, đây chính là đứng đầu Tứ Đại Thánh Thú, tồn tại mạnh nhất, truyền thuyết Đông Phương Thanh Long chính là do hết thảy, linh khí mộc thuộc tính ngưng tụ mà đến. Sinh khí, sinh mệnh chi khí Ngươi cảm thấy kích động, xem ra ngươi chính là kim thủ chỉ của ta. Thế nhưng thế giới này có thể thừa nhận sự tồn tại của ngươi sao? Thế giới này đúng là không thể thừa nhận chân thân của ta. Bây giờ ngươi chỉ thấy một trong ức vạn phân thân của ta. Dù vậy, cũng đủ để phá vỡ thế giới này. Ngươi muốn trải qua chư thiên vạn giới, trở thành trí cường, mới có thể đi tới trí cao vị diện gặp mặt bản tôn của ta. Ngươi chờ mong ngày đó cùng ngươi gặp mặt. Hoa hạ, người cố hương của ta, như bị chọn chúng, trở thành truyền nhân của ta, tiếp nhận sức mạnh của ta, từ nay về sau ngươi chính là truyền nhân của rồng. Đông Phương Thanh Long thanh âm giả nua mà cổ xưa, ta đang ở trong tinh thần hải của ngươi, một giây sau, toàn bộ long thể trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể của ngươi, cùng lúc đó, tất cả thuộc tính mục xung quanh nhà ngươi đều xuất hiện, linh khí nhanh chóng hội tụ trong cơ thể của ngươi, làm cho nó phát quang xanh biếc, một màn này khiến cho tất cả mọi người lộ ra thần sắc khiếp sợ cùng không hiểu, lão la, đây là tình huống gì, con ta làm sao biến thành màu xanh rồi lý kiến quốc và tô lan đều chừng to mắt vẻ mặt ngơ ngác ngươi hỏi ta ta hỏi ai ta cũng không biết à lý úc tùng lắc đầu rồng màu xanh rốt cuộc tình huống như thế nào ba người khiếp sợ không thể hiểu được sự nghi ngờ của hắn một tiếng rồng ngâm vang lên trên người ngươi một hình ảnh thanh long khổng lồ xuất hiện dung nhập vào trong mặt bọn họ long văn côn trên tay phải của ngươi long văn trên đó cũng biến thành màu xanh so với long văn cổ xưa càng có lực chấn nhiếp hơn chẳng lẽ là vũ hồn biến dị hơn nữa nhìn trận thế không giống như là biến hướng theo phương hướng xấu lý úc tùng mắt già chừng lớn khiếp sợ lại mừng như điên đây là trời phù hộ lý gia nha sau khi thức tỉnh võ hồn thân thể của ngươi càng cường tráng hơn cơ bắp càng thêm phát triển nhưng lại không phải khối lớn mà là thoạt nhìn tràn ngập lực lượng cảm giác loại rất cân đối kia chiều cao của ngươi cũng dài đến một m năm khí chất non nớt trên mặt trước đó cũng ít đi rất nhiều trong mắt ba người lý úc tùng lý kiến quốc và tô lan thân thể của ngươi tràn đầy lực lượng hùng hậu võ hồn hoàn tất giác tỉnh thân thể của ngươi chậm rãi rơi xuống đất nhìn cây gậy màu xanh trên tay phải của ngươi còn có cây gậy vô cùng tinh xảo kia nữa thanh long tràn ngập uy lực mắt của ngươi bỗng nhiên sáng ngời từ trong trí nhớ biết được hiện tại vũ hồn không còn là long văn côn mà là vũ hồn biến dị thuộc về thanh long côn mà long văn phía trên chính là thanh long phương đông xương cốt thân thể huyết nhục gân mạch làn da, thể chất đều đã bị Đông Phương Thanh Long cải tạo qua, đạt được lần đầu tiên thăng hoa cực hạn, có sinh mệnh lực vô cùng cường đại cùng năng lực khôi phục, thiên phú tu luyện càng là cực dài, long uy mà ngươi mơ hồ phát ra có thể chấn nhiếp hết thảy, vì sao không bằng sinh mệnh của Đông Phương Thanh Long? Thanh Long côn càng là có được khắc chế hết thảy, chấn nhiếp hết thảy võ hồn thần năng, nếu như gặp phải vũ hồn thuộc loại binh khí thì sẽ gặp phải vũ hồn, loại kiềm chế và uy nhiếp này càng mạnh hơn, binh khí nhỏ yếu càng không cách nào bị hồn sư triệu hoán ra không có võ hồn gia trì hồn sư ngay cả hồn kỹ cũng không phóng thích ra được, chính là một cái xác không, giống như người bình thường, có thể dễ dàng bị giết chết. Bây giờ Thanh Long Côn, cấp độ thuộc về võ hồn trí cao, Lý Úc Tùng vẻ mặt nghiêm túc, phóng xuất khí tức hồn đế ra, khuếch tán ra ngoài. Ngươi, vừa mới rồi đã xảy ra chuyện gì? Lý Kiến Quốc và Tô Lan cũng rất tò mò. Đại, nhắn lưỡi, cố gắng kiên trì xong định thời gian thích hợp nhất, chính là lúc mạnh mẽ. Đại, hơn nữa hiện tại võ hồn cũng biến sắc, tuyệt đối là võ hồn biến dị. Hơn nữa, Người dân mạng bọn họ đã khai phá ra một máy bay cấp thấp khắc chế đối với cấp hòa, cây gậy cảm nhận được cảm giác áp bách mãnh liệt cùng cảm giác sợ hãi, đây là chuyện khiến bọn hắn vô cùng giật mình, hoàn chúng hữu hán, bất động, chính Hoàn Sang, Quang Minh, đến nơi, Hoàng Danh học Nhật Lạc nên thay trung chính Long Hào Tâm đến trung tâm kinh tâm, hoàn chúng liên hán hữu đài nhạc chính thuật, đang vô tự trung kinh tâm, đến, biến dị này rốt cuộc là cái gì cấp bậc võ hồn nghịch thiên? vũ hồn của ta phát sinh biến dị trận vừa rồi chỉ là hiệu quả do vũ hồn biến dị của ta mang lại bây giờ hoa văn trên cây gậy của ta không phải là hoa văn hình rồng cổ xưa mà là một đầu long văn tên là đông phương thanh long cây gậy của ta bây giờ có thể gọi là long văn côn ngươi mở miệng giải thích đi một ít liên quan đến đông phương thanh long quá nhiều ngươi không có ý định nói ra tin tức hôm nay côn của ngươi tiếp tục gọi long văn côn cũng không sai bởi vì mặt ngoài đông phương thanh long này chính là long văn khác ở mặt ngoài cây gậy bên trong và trong cơ thể ngươi có hai nơi bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển hơn nữa khi gặp được người mạnh mẽ hơn mình rất nhiều thời điểm địch nhân gấp bội đánh không lại ngươi có thể giải phóng trong thời gian ngắn để đông phương thanh long đi ra giúp ngươi nhưng mà đối với ngươi tiêu hao cũng là phi thường lớn dù sao cấp bậc của ngươi bây giờ còn quá thấp không chịu nổi thì ra là thế như vậy đi đối ngoại ngươi nói võ hồn của ngươi là biến dị long văn côn không nên nói với người khác là thanh long nói như vậy cũng không đến mức gây ra công kích quá lớn nhất định phải phòng bị người có tâm dù sao thực lực của ta cũng không phải vô địch chỉ có lục hoàn hồn đế mà ba ba ngươi cũng chỉ là hồn tông không cho ngươi quá nhiều nắm chắc cho nên sử lai khác học viện chúng ta phải đi hai lão huynh đệ kia của ta là hồn thánh trượng nghĩa từng có qua lý úc tùng dừng một chút tiếp tục nói nhưng cũng không thể nói quá nhiều chuyện cho bọn họ biết chỉ nói cho bọn hắn biết cây gậy của ngươi gọi thanh long côn và hình xăm biến hóa là được rồi ngươi gật đầu ta biết rồi ra ra tìm một cơ hội làm việc đạt ba việc nhỏ mà an tiểu xuyên thăm dò các ngươi cũng không nên đem sự tình nói ra hắn là hy vọng lý ra chúng ta quật khởi lý úc tùng cũng nghiêm khắc dặn dò đôi vợ chồng này yên tâm đi lão phu sao ta có thể nói lý kiến quốc cùng tô lan nói ra ta biết ta biết chỉ là nhắc nhở một chút đến đây tới kiểm tra đo lường một chút hồn lực lý úc tùng lấy ra một quả cầu hồn màu lam ngươi đem bàn tay nhỏ bé đặt lên trên vừa đụng vào liền có thể phát hiện ra ông lam sắc quang mang mãnh liệt tử trong quả cầu lộ ra hào quang trói mắt đây chẳng lẽ là tiên thiên mãn hồn lực trong truyền thuyết lý úc tùng lý kiến quốc Tô Lan ba người vui mừng quá đỗi, ngươi thì là rất bình tĩnh, ngược lại có chút thất vọng. Đông Phương Thanh Long, tỉnh không có ban cho ta hồn lực trên vũ hồn tăng lên sao? Nội tâm ngươi nói thầm lấy, hiện tại vũ hồn của ngươi thuộc về trí cao cấp biệt, mà thần cơ của Thiên Nhận Tuyết chính là tiên thiên cảnh khẩu cấp, nhưng ngươi chỉ là tiên thiên cấp 10, trong lòng có chút không cân bằng, bất quá nghĩ nghĩ cũng không sao. Toàn bộ tiểu nhân đến từ một bao nhạc trực danh Đạt Tâm Quốc, vàng chỉ vào. Toàn bộ nhỏ đến mứ xe vĩnh bao tín danh y quốc thành nhập vàng chỉ, còn có bộ công pháp giáp ất mộc khẩu quyết kia đột phá khẩu cấp z cũng chỉ là chuyện vô cùng đơn giản dù sao giáp ất mộc khẩu quyết là một trong những công pháp truyền thừa của đông phương thanh long cũng gọi là đông phương thanh long quyết chính là một bộ công pháp song tu cường hãn nhục thể cùng linh hồn cụ thân chúng ta nhanh đi săn bắt đệ nhất hồn hoàn cho phi nhi đi lý kiến quốc lập tức nói có hai người này đi theo săn giết người đầu tiên trên dưới trăm năm hồn hoàn tô lan vẫn rất yên tâm ta chỉ cần dẫn ngươi đi là được chỉ là hồn thú trăm năm không đủ gây sợ hồn thú có được huyết mạch long tộc thích hợp với ngươi nhất nhưng mà cũng không dễ tìm cho nên ta định gọi hai lão huynh đệ kia của ta tới dù sao đều là nhờ thành trì rất gần ta mang ngươi qua vừa lúc để các ngươi lần đầu gặp mặt quen thuộc lý úc tùng còn ký thác hơn cả hai người hắn đã coi ngươi trở thành hy vọng duy nhất bảo bối tâm can lớn nhất cháu trai này của hắn tuyệt đối có tư chất phong hảo đấu la lý kiến quốc và tô lan liếc nhau gật đầu nói các ngươi đi đi người trong nhà chúng ta nhìn xem sau đó lý úc tùng dẫn theo ngươi ngồi lên xe ngựa nhanh chóng lên đường hướng về phía sử lai khắc học viện bên trong thành sở nhờ và tiến đến lúc mỗi tuấn gạo nhét đầy nguyên vật công đo tiền mua hàng lúc hấp dương phương tuấn thì viện đại mễ sung tử vật công kiểm tra tỉnh nhàn rỗi một người là tứ nhãn miêu ưng phất lan đức một bên là đại lực kim cương hùng triệu vô cực mà các lão sư còn lại thì được nghỉ ngơi trở về nghỉ ngơi bởi vì sử lai khắc học viện lần này cuối cùng học sinh tần minh đã đi rồi sử lai khắc học viện không có đệ tử nào có thể dạy dỗ Tiểu tử tần minh kia đi rồi, ta hiện tại rảnh đến Hoàng A. Nghe nói tiểu tử kia bị người của chiến đội học viện Đậu Nành chọn chúng, tiến vào bên trong dạy học. Sau này ngày tháng đều sẽ tốt lên, lão đại không còn học sinh nào nữa, học viện chúng ta có phải giải tán hay không? Lão tiểu tử Lý Úc Tùng kia trở về chủ trì, cháu trai của mình thức tỉnh võ hồn, thẳng định cũng là Long Văn Côn. Nếu như hồn lực thiên phú cao tốt, đó cũng là một hạt giống không tệ có chuyện làm cũng không đến mức nói dối nhàn dỗi như vậy. Triệu vô cực cùng Phất Lan Đức nằm trên mặt đất, nhìn trời xanh mây trắng, ngươi một câu ta một câu trò chuyện, năm nay học sinh cũng không sai biệt lắm. Ta tính đi ra xem một chút, có thể tìm hai học sinh trở về hay không. Học viện bên này ngươi hỗ trợ chiếu cố. Lý Úc Tùng bên kia, nếu như cháu trai của hắn có thiên phú tốt, nhất định sẽ chủ động mang tới. Không cần chúng ta quan tâm. Tân nhiên Phất Lan Đức mở miệng nói, được ngươi đi đi triệu vô cực gật đầu bất quá đúng lúc này phía trước xuất hiện một chiếc xe ngựa một ra một trẻ từ trên xe ngựa đi xuống là lão lý kia tiểu tử kia hẳn là cháu trai của hắn đích thân mang tới đây xem ra tiểu tử này thức tỉnh hồn lực không thấp a à. triệu vô cực cùng phất lan đức nhất thời tinh thần phấn chấn không phải tới đây là để sống sao lão lý đã trở về triệu vô cực đi lên phía trước nhiệt tình chào hỏi thanh âm rất là thô khoách phất lan đức cười nói lão lý vị này là cháu trai của ngươi a à. kết quả giác tỉnh như thế nào tiểu phi vị này là sử lai khắc học viện viện trưởng phất lan đức chính là hai vị lão huynh đệ gia gia nói với ngươi hai người này chính là hồn thánh lão phất lão triệu vị này chính là cháu trai của ta hắn chính là tương lai của lý gia ta lý úc tùng cười ha ha nói phó viện trưởng triệu phó viện trưởng ngươi cũng đang tò mò đánh giá hai người bộ dáng cùng thân hình hai người kia thật sự không khác gì mấy với anime trong phim hoạt hình đừng khách khí như vậy nếu ngươi đã là cháu trai của lão lý gọi phất thúc cùng triệu thúc chúng ta đi chân chính luận tuổi tác chúng ta còn không lớn bằng gia gia ngươi đâu phất lan đức cùng triệu vô cực cười ha hà nói lão lý nói thử xem ngươi không khả năng vô duyên vô cớ dẫn hắn tới đây là định cho chúng ta một bất ngờ đi phất lan đức nói hai người lần đầu tiên nhìn thấy ngươi chỉ cảm giác đối phương rất không bình thường toàn thân cao thấp đều tản ra lực lượng hùng hậu thể bất ra là tâm tử miễn tỉnh này cac bon phẩm đa hài đứa con trai thứ hai không nhà là một đứa con trai được miễn trang điểm này theo thể nội gia định nội miễn nhã chính bát 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 công tử căn bản không giống như là tâm tử thấy tỉnh người này là có nhiều phẩm chất đình đình thật sự là một kinh hỉ lớn Tôn Nhi ta ngươi có tư chất phong hào đấu la, Lý Úc Tùng ưỡn ngực kiêu ngạo nói, thiệt hay giả vậy, lão Lý không nghĩ tới sau khi ngươi trở về một chuyến, đều học được cách nói đùa cùng lão huynh đệ, phong hào đấu la nào có dễ dàng tu luyện tới như vậy, bằng không chúng ta đều cam lòng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nghe xong đều cười ha hả đứng lên, đều cho rằng Lý Úc Tùng này đang nói đùa với bọn họ. Ông nội khiêm tốn một chút, ngươi nhắc nhở hắn, không nghĩ tới biểu hiện của gia gia mình bây giờ, cùng trong gia tộc hoàn toàn là hai cái bộ dáng, hảo hảo ta cũng không thừa nước đục thả câu lý úc tùng điều chỉnh giọng điệu một chút tiếp tục nói vũ hồn long văn côn của tôn nhi ta lúc thức tỉnh đã phát sinh biến dị lành tính tỉnh lại tiên thiên đầy hồn lực lần này tới đây chính là muốn các ngươi cùng ta dẫn hắn đi rừng giật săn bắt một con hồn thú có huyết mạch long tộc thích hợp làm đệ nhất hồn hoàn thuận tiện để cho hắn nhập học sử lai khắc học viện thế nào đứa cháu trai này của ta xem như quái vật rồi phù hợp với yêu cầu chưa sinh sớm của sử lai khắc lý úc tùng chậm rãi nói võ hồn gì chứ điện ảnh tiên thiên mãn hồn lực phất lan đức cùng triệu vô cực nghe xong lộ ra vẻ khiếp sợ tiểu phi chúng ta muốn dùng vũ hồn của ngươi sau đó ánh mắt hai người nhìn về phía ngươi tay phải ngươi khẽ động triệu hồi ra cây gậy màu xanh cây gậy vừa xuất hiện phất lan đức cùng triệu vô cực trong cơ thể võ hồn dĩ nhiên xuất hiện dị động cảm giác như sợ hãi xảy ra chuyện gì hai người đều không hiểu nổi nội tâm vừa khiếp sợ lại vừa nghi hoặc chẳng lẽ võ hồn đối phương quá mạnh mẽ thật ra ngay khi cây gậy màu xanh này đi ra ngoài hai người bọn họ cũng cảm giác được cây gậy này uy lực vô cùng kinh khủng tuyệt đối bất phàm bình thường mà nói chúng ta nhất mạch này long văn côn thượng diện những cái được khác đều là long văn phong cách cổ xưa nhưng tôn nhi của ta một đầu long văn này không được rồi cô ý là một đông phương thanh long chưa từng nghe nói qua mặc dù chưa từng nghe nói qua như nhìn từ trên uy thị cùng phương diện biến dị đến xem, đây tuyệt đối là Long văn đỉnh tiêm, dẫn đến cả cây gậy của hắn đều là màu xanh lá, hơn nữa long uy và lực chấn nhiếp vô cùng cường đại, tiên thiên mãn hồn lực của hắn cũng bởi vì võ hồn biến dị mà có được, Lý Úc Tùng còn kích động hơn ngươi, trước tiên giới thiệu, thật là một cây gậy lợi hại, những thứ có dính dáng đến rồng đều không đơn giản. Lão Lý các ngươi lý ra quật khởi có hy vọng, sử lai khắc học viện ta lại thêm một gã quái vật thiên tài phất lan đức cùng triệu vô cực vui mừng quá đỗi từ trong lời nói có thể đoán được hai người đều tán thành chuyện quái vật của ngươi nhập học việc này không nên chậm trễ phất lan đức gật đầu nói việc này không nên chậm trễ chúng ta mau lên đường thôi tốt trước khi đi phất lan đức để thôn dân hỗ trợ xem học viện một chút dù sao nơi này không có gì đáng giá sau khi dặn dò xong xuôi bốn người lên xe ngựa đi tới tinh đấu đại xâm lâm về phần liệp hồn xâm lâm bên trong thành nhờ vả muốn tìm được một đầu hồn thú ẩn chứa huyết mạch long tộc kỳ thật một chút cũng không dễ tìm nếu là bản thân lý úc tùng hắn cũng chỉ có thể mang theo ngươi đi vào thử thời vận nhưng hiện tại có hai gã hồn thánh cùng một chỗ vậy thì không đi chỗ đó nữa tự nhiên muốn đi tinh đấu đại xâm lâm đại lục này chủng loại hồn thú nhiều nhất diện tích lớn nhất là địa phương có thể tìm ra chỗ đó mới càng có cơ hội lớn gặp được huyết mạch loài rồng hơn nữa số lượng cũng không ít lộ trình không gần cúp người trong nhóm người không ra người làm vật liệu trong công nhân sa di thập bát lâm sinh trưởng tinh đấu đại sâm lâm phi thường lớn tiến vào bên trong săn giết lính đánh thuê và hồn sư cũng có rất nhiều một số người tìm kiếm hồn thú thích hợp vận khí tốt thì một ngày có thể tìm được tiểu phi hồn hoàn đầu tiên của ngươi định hấp thu bao nhiêu năm phất lan đức dò hỏi bốn người tiến vào trong rừng rộng, phất lan đức ở phía trước lý úc tùng ở bên trái triệu vô cực ở phía sau ngươi đi lại ở giữa ở ngoại vi hắn còn đang giả vờ hơi phóng xuất ra khí tức hồn đế và hồn thánh hồn thú trăm năm tuổi và ngàn năm đều không dám tới gần cũng coi là rất an toàn hơn nữa hồn thú đạt đến vạn năm tuổi bình thường đều sẽ không đến khu vực ngoại vi bởi vì đồ vật bên trong khu vực bên ngoài không thích hợp với bọn họ hơn nữa khoảng cách cũng vô cùng xa ngươi nắm chặt nắm đấm trầm ngâm một lát nói ra quan điểm của mình bởi vì vũ hồn biến dị đông phương thanh long văn tiến hành cải tạo thân thể của ta đã là xưa đâu bằng nay ta cảm thấy mình có thể hấp thu một nghìn năm làm đệ nhất hồn hoàn trong lịch sử hồn thế giới từ xưa đến nay đều không có người xuất hiện qua trước kia cũng có người kiên trì thử nghiệm kết quả bị năng lượng trùng kích bạo thể mà chết quá nguy hiểm không bằng chúng ta đem tuổi của mình giảm xuống một chút hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chết rồi thì thật sự không còn nữa phất lan đức cùng triệu vô cực đã cảm giác được phương án này không quá tốt bọn họ không muốn nhìn một người có khả năng trở thành thiên tài của phong hào đấu la cứ như vậy vẫn lạc từ nhỏ đã bồi dưỡng ra một vị phong hào đấu la đây chính là chuyện có cảm giác thành công cỡ nào a à? sau này khoác lác cũng có thể thổi lên trời người khác còn chưa thể phản bác ngươi bởi vì vải bố hắn không làm được chỉ có ngươi làm được lý úc buông miệng ra nói cháu của ta khác hẳn với người thường là chân chính quái vật không thể đánh đồng với hồn sư tầm thường cường độ thân thể hắn phỏng đoán cẩn thận đã đạt đến cấp độ hồn tôn cao cấp cực kỳ tiếp cận hồn tông ta tin rằng ngươi có thể ngươi nghe xong có chút định dị nguyên lai like tưởng rằng da da của mình cũng sẽ hòa phất lan đức hai người đồng dạng cự tuyệt ngươi nếu như thực sự không có biện pháp vậy cũng chỉ có thể hấp thu hồn hoàn trăm năm tương lai lại nghĩ biện pháp tăng lên hồn hoàn niên hạn cũng không lùi bước trong lòng ngươi nghĩ như vậy nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài phất lan đức cùng triệu vô cực nắm lấy cánh tay của ngươi cảm thụ một chút cũng lộ ra vẻ khiếp sợ con mẹ nó thật đúng là ta có một người bằng hữu yêu sủng châu đệ nhất từ hoàn giả thượng công hạn định 4 năm trắng một tô quàng quần áo vòng ở phía đông của châu yêu cường là mã số hạn định của thượng công năm bạch hồn hoàn thứ hai bảy trăm sáu một ngàn năm là tiêu chuẩn hấp thu của hồn tôn phất lan đức mở miệng nói bất quá trình độ nhục thể của ngươi thật là hồn hoàn có thể chịu đựng một ngàn năm kết thúc ta sẽ phá vỡ cái lý luận của bằng hữu kia của ngươi ngươi từ tốn nói đi đệ nhất hồn hoàn ta muốn hấp thu một ngàn năm chết thì tính cho ta không liên quan gì đến các ngươi. Ngươi biết người mà Phất Lan Đức nói chính là Ngọc Tiểu Cương, danh tiếng của người này cũng không tốt, thân là người xuyên Việt, ngươi không hiểu thấu. Đối với hắn có một loại tâm lý rất phản cảm, rõ ràng chỉ là một phế vật mà thôi, tri thức cũng là từ trong vũ hồn điện trộm được, hơi sửa sang lại một chút liền nói là của mình. Rõ ràng chỉ là một phế vật không cách nào đột phá cấp 30, kết quả lại đi khắp nơi khoa tay múa chân, cho là mình rất nghiêu bức sao, thế giới này không có hắn thì sẽ không chuyển giống như tốt một ngàn năm hồn hoàn, chúng ta sẽ điên cuồng một phen với ngươi. Ba người bọn họ đều là đại nam nhân, cũng không có tiếp tục nét mực nữa. Tìm kiếm một tuần lễ, nửa đường gặp được không ít hồn thú, trên cơ bản đều không có giết chết, toàn bộ dọa dạ chạy hết rồi. Trong đó cũng gặp vài đầu ẩn chứa, một ít hồn thú mang huyết mạch long tộc, nhưng mà niên đại quá thấp chỉ là mấy trăm năm cho nên ngươi từ bỏ ý định nếu đã dẫn theo hai vị hồn thánh và hồn đế tới đây vậy thì phải tận lực săn bắt tốt nhất một ngày này ba người các ngươi tiến vào khu vực trung quốc đi tới dưới một thác nước nham thạch cao chót vót miếng lân phiến này không phải vải rắn mà là vải rồng từ khi tức ẩn chứa trên vải rồng để phán đoán ít nhất là cấp bậc ngàn năm ngươi nhặt lên một khối lân phiến màu đen trên mặt đất ngươi đối với rồng đặc biệt mẫn cảm đây cũng là sáu thành quả sau khi đông phương thanh long cải tạo thân thể vải rồng dưới nước này chẳng lẽ có một con rồng phất lan đức triệu vô cực ông nội ngươi lý úc tùng đều rất vui vẻ tìm một tuần lễ cuối cùng cũng tìm được đối tượng thích hợp không kích động đó là giả ông nói đúng ra cái giếng này không phải chân long mà là thuộc về giao long ở vào xà cùng long giữa hình thái lúng túng ngươi lắc đầu nói là một con giao long tiểu phi chúng ta đều không cần phất lan đức tò mò hỏi ngươi nói sau khi võ hồn biến dị ta rất nhạy cảm với hồn thú khi ta tiếp xúc với khối lân phiến này Tin tức liên quan tới đầu hồn thú này cũng xuất hiện trong đầu ta, vũ hồn biến dị còn có hiệu quả như vậy. Lý Úc Tùng, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực ba người nghe xong khiếp sợ, hay lắm, đây cũng là một năng lực rất quan trọng. Phất Lan Đức hài lòng gật đầu, ầm ầm, tân nhiên nhiên, mặt đất chấn động, nước hồ phía trước nhấp nhô trong sóng lớn, một con toàn thân màu đen, vảy trải rộng, giống rồng mà không phải rồng, con hồn thú như rắn mà không phải rắn vọt ra từ dưới nước, mở ra miệng lớn, hướng phía các ngươi công tới, nó muốn một ngụm nuốt chừng các ngươi, cẩn thận triệu vô cực triệu hồi ra võ hồn đại lực kim cương hùng ngăn ở phía trước thất lan đức mang theo ngươi bay lên khu vực an toàn ông nội của ngươi lý úc tùng thì triệu hồi xuất võ hồn cũng xông tới trong mắt ngươi lóe ra quang mang màu xanh tin tức về đầu hồn thú trước mắt này thoáng cái đã chuyển tới liên truyền đạt đến trong đầu ngươi đây là tin tức mà đông phương thanh long đưa cho ngươi đây là một đầu hắc thủy huyền giao 1999 năm toàn bộ chiều dài đạt đến 1.000 mét huyết mạch long tộc nồng đậm nhược điểm của nó là bảy tắc. Ra ra, hai vị thúc thúc, ta chỉ muốn con hồn thú này làm hồn hoàn đầu tiên của ta. Ngươi mở miệng nói đi, mặc dù rất bất ngờ về tri thức dự trữ của ngươi, nhưng sau khi biết được muốn con dao này, ba người cũng cẩn thận ứng đối. Mặc dù Hắc Thủy Huyền Giao chỉ có 1999 năm, nhưng thực lực lại rất mạnh, bất quá tại Phất Lan Đức, triệu vô cực cùng ngươi, ông nội Lý Úc Tùng ba người hợp lực hạ xuống, rất nhanh đã chấn áp xong, quản nó mạnh bao nhiêu, chỉ cần năm không đủ, trước mặt hai vị hồn thánh và một vị hồn đế, cũng chỉ là tiểu lâu la mạnh hơn một chút mà thôi. Cuối cùng, điện Ma Hắc Thủy Huyền Văn bị đánh lập tức biến mất, nằm trên mặt đất, Tiểu Phi, ngươi phải nghĩ cho kỹ, tuổi này đã nhiều hơn 999 năm rồi, một khi ngươi bắt đầu hấp thu, đã không còn đường quay đầu lại, hấp thu thất bại, ngươi sẽ nổ tan xác mà chết, Phất Lan Đức lại một lần nữa nhắc nhở, ta nghĩ kỹ rồi, ngươi gật đầu, ý niệm khẽ động, hắn mở lòng bàn tay phải ra, thanh long côn xuất hiện trong nháy mắt biến lớn lập tức khi chất cả người ngươi liền trở nên không giống lúc trước trên thanh long côn để cho nằm sấp trên mặt đất còn muốn phản kháng hắc thủy huyền giao lộ ra vẻ sợ hãi hai mắt nó nhìn ngươi đang đi về phía mình phảng phất đó cũng không phải là một nhân loại mà là một con chân long màu xanh to lớn huyết mạch long tộc của nó đang run rẩy sợ hãi phảng phất như gặp được chân thần long vạn long thần tổ hai mắt nó trở nên thanh tịnh cung kính thành kính dập đầu đông đông tình huống gì vì sao nó khấu đầu với ngươi một màn này ngươi đem ông nội ngươi lý úc tùng cùng phất lan đức đi ba người triệu vô cực đều nhìn mộng bức con mũi này sẽ không bị chúng ta đánh choáng váng chứ hay là nói đang cầu sinh triệu vô cực gãi gãi đầu đột nhiên hắc thủy huyền giao gầm lên một tiếng vang trời trên người dần dần tản mát ra quang mang năng lượng màu đen một giây sau toàn bộ thân hình rủ xuống triệt để tắt thở thân hình cũng biến thành một vòng hồn hoàn màu tím một màn này khiến mọi người choáng váng nó tự sát không xong ngươi không có giết chết nó vậy hồn hoàn này tính là của ai một cái hồn hoàn thật tốt a à, lãng phí ba người lộ ra vẻ sai lầm vẻ mặt tiếc hận công tỉnh không có lãng phí ta có thể hấp thu ngươi bình tĩnh nói trong lòng cảm thấy một tia kính ý đối với lựa chọn của hắc thủy huyền giao dưới uy áp của đông phương thanh long nó lựa chọn tự kết liễu bản thân đây không thể nghi ngờ là một loại tán thành đối với ngươi ngươi khoanh chân mà ngồi hắn hấp thu hồn hoàn khô gầy này vào trong thanh long côn vận chuyển đông phương thanh long quyết bắt đầu hấp thu luyện hóa một giây sau ngươi cảm nhận được có một cỗ cường kình hung mãnh lực lượng xuất hiện trong thân thể ngươi điên cuồng trùng kích lên xương cốt gân mạch huyết dịch của ngươi mạch máu xương sống thần kinh da thịt vân vân sau khi vượt qua được đều tiến vào lần đầu cực hạn thăng hoa thuế biến một tầng năng lượng hư vô hình thành lớp vỏ ngoài thân thể ngươi bong ra, cuối cùng tiêu tán đi, điều này cũng có nghĩa là ngươi đã hoàn thành quá trình lột xác. Trên thân thể truyền ra phản ứng kịch liệt cũng đã biến mất, hiện tại tiến vào một cái thời kỳ an toàn, ở trên người ngươi xuất hiện một cỗ long uy cường đại hơn, thoạt nhìn chỉ là phát sinh trong nháy mắt, nhưng khoảng cách ngươi hấp thu đã qua nửa ngày, sắc trời đã dần dần tối xuống, tiến vào thời đại hắc ám, đến thời kỳ này rồi. Phất Lan Đức ba người đều tương đối khẩn trương, bởi vì đêm tối chính là thời khắc hồn thú chạm vào săn bắn con mồi, bọn hắn nâng cao tinh thần lên 12 phần, cẩn thận cảnh giác cùng quan sát bốn phía, hôm nay chính là thời khắc quan trọng nhất của người, tuyệt đối không thể bị quấy rầy, may mà nơi này chỉ là chỗ giao giới giữa trung vi và ngoại vi, sẽ không thật sự có hồn thú niên đại quá cao thường lui tới, đều bị khí tức ba người phát ra hù dọa lui, ông, một vòng hồn hoàn màu tím xuất hiện trên người hắn cỗ hồn lực chấn động này vừa ra liền biến mất liên hấp dẫn ánh mắt ba người nhìn lại lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thành công ngàn năm tử sắc đệ nhất hoàn cao hứng nhất không ai qua được ông nội lý úc tùng của ngươi đây chính là cháu ruột của hắn tương lai chính hưng lý ra hy vọng cái miệng nhỏ của ngươi khẽ nhếch phun ra một ngụm chọc khí chậm rãi mở mắt một đạo thanh quang lóe lên lướt qua bây giờ ngươi rất mạnh bởi vì là hấp thu độ khác biệt của hàng có vòng hút hình dáng đây mới là hấp thu gai than có hình dạng đầu vòng hút thật sự là quá lớn còn hồn kỹ đầu tiên của ngươi riêng không phải đến từ hắc thủy huyền giao mà là truyền thừa đến từ chính đông phương thanh long một trong những hồn kỹ thanh long cửu kình mà hồn hoàn niên đại cao thấp cũng có nghĩa là ngươi có thể phát huy ra được một kích này lực lượng bao nhiêu trừ cái đó ra ngươi cũng đã thu được khống thủy dưới nước tự do hô hấp năng lực tự do tiềm hành đồng thời Thực lực tổng hợp trong nước cũng được nâng cao trên diện rộng, một bộ phận năng lực này chính là Hắc Thủy Huyền Văn đưa cho người, thuộc về bị động, chỉ cần rơi xuống nước có thể kích phát ra, rất không tệ kỹ năng, bởi vì có năng lực khống thủy, mặc dù ở nơi không có nước, người cũng có thể khống chế nước bao trùm toàn thân, thẻ này cái bác, tiểu phi Chúc mừng ngươi hấp thu xong xuôi, để kiểm tra xem hồn lực của ngươi tăng bao nhiêu cấp, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã không thể chờ đợi được nữa. Ông nội của ngươi Lý Úc Tùng thì lấy ra, luận hồn cầu đặt ở trước mặt ngươi, ngươi cũng rất tò mò hồn lực của mình đã đạt tới bao nhiêu, vươn tay chạm vào một chút, theo quang mang phát sáng lên, hai con số xuất hiện, cấp 18 ba người cả kinh, chọn vẹn tăng lên cấp 8 hồn lực, bình thường mà nói, hấp thu khoảng trăm năm hồn hoàn đều là tăng lên một cấp, nhiều nhất là hai cấp, nếu như hấp thu chính là hồn hoàn trăm năm trở xuống, cấp độ cũng không thể tăng lên. Nhìn thấy kết quả này, ngươi chỉ lộ ra kinh ngạc ngắn ngủ, cũng không phải quá bất ngờ, bởi vì trong lòng ngươi có chuẩn bị, tiểu phi, có tiện nói với chúng ta một chút ngươi thu hoạch được đệ nhất hồn kỹ không? Lý Úc buông miệng hỏi thăm, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng rất chờ mong, dù sao ba người bọn họ cũng giúp ngươi tìm kiếm một tuần lễ, ngươi cũng định nói cho bọn họ nghe một chút. Hồn kỹ thứ nhất của ta tên là Thanh Long Cửu Kình. Sau khi phát động kỹ năng, toàn bộ thuộc tính của ta đều sẽ được tăng phúc rất lớn. Mỗi một lần chém ra là một kích, vừa là một chiêu thức, căn cứ vào thực lực cơ sở của ta tiến hành biên độ sóng xếp chồng. Hơn nữa còn bộc phát ra Long Uy Cường Hãn. Đối với hồn thú, võ hồn có hiệu quả chấn nhiếp, mỗi một kình đều mạnh hơn gấp đôi so với một kình trước đó bùng nổ toàn bộ thuộc tính. Nói cách khác, hồn kỹ thứ nhất có thể làm cho toàn bộ thuộc tính lực lượng của ta, cuối cùng bộc phát ra gấp 9 lần biên độ tăng trưởng, tổng cộng có 9.100 điểm, Đệ cửu kình toàn bộ thuộc tính tăng phúc 9.100. Cái gì? Có cần phải thái quá như vậy không? Đây mới chỉ là đệ nhất hồn kỹ của người A. Lý Úc Tùng, Phất Lan Đức, ba người triệu vô cực nghe xong, lộ ra biểu lộ thấy quỷ. Phất Lan Đức nghiêm túc nói, Tiểu Phi, chuyện này ngàn vạn lần không nên nói với người khác, chúng ta làm như không nghe thấy. Nếu như bị người khác biết được ngươi đệ nhất, hồn kỹ nghịch thiên như thế tăng phúc hoặc nghĩ biện pháp lôi kéo ngươi. Sự tồn tại của ngươi quá mức siêu cường, võ hồn hồn thánh chân thân cũng thường là loại này, mới tăng lên 100% mà thôi. Về sau hồn kỹ của ngươi cũng không cần nói với chúng ta, cuối cùng hắn bổ sung ta hiểu được bất quá đây cũng không phải là chuyện dễ dàng có thể đánh xong như vậy bởi vì sau mỗi một kình đánh xong đối với ta tiêu hao là phi thường lớn bất quá một chiêu này chờ sau khi ta tu vi hơi cao một chút thật là cửu liên côn pháp rất khủng bố ngươi mở miệng nói đi sắc trời đã tối đen chúng ta mau rời khỏi rừng rậm đi vốn bọn họ dự định nghiệm chứng một chút hồn kỹ cường đại của ngươi bất quá sợ hãi làm ra động tĩnh quá lớn dẫn tới phiền toái không cần thiết cho nên chỉ có thể bỏ qua bốn người các ngươi nhanh chóng rời đi ra ngoài không giống như là đi tìm kiếm hồn thú mục tiêu thống nhất riêng riêng chỉ cần tìm được phương hướng một đường tiến lên có thể ra ngoài được rồi tốc độ tự nhiên không cần lâu như một tuần lễ. Dù sao một tuần lễ này đến nay, bọn họ quanh co lòng vòng thật lâu. Khi đến khu vực bên ngoài, đột nhiên gặp một con gấu đen chặn đường. Từ khi tức đến xem, ít nhất là khoảng 500 năm, cút cho ta. Phất Lan Đức nguyên bản định xuất thủ dọa lui. Bất quá đúng lúc này, ngươi ngăn trở Phất Lan Đức, nơi này là khu vực bên ngoài. Khoảng cách rất gần với khu rừng rậm, ta tính luyện một chút xem sao. Ngươi nói đi, đã muốn triệu hồi ra thanh long côn, bộc phát ra hồn lực. Hướng về phía con gấu đen phía trước vào tới, cũng tốt, ba người chúng ta hộ pháp, nhìn chung quanh, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tùy thời xuất thủ. Phất Lan Đức gật đầu, Triệu Vô Cực và ông nội Lý Úc của ngươi, Tùng rất thuần thục phân tán ra, cung cấp hoàn cảnh chiến đấu an toàn cho ngươi. Muội và gấu đen chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Ngươi đen thanh long côn trên mặt đất mượn lực, toàn bộ thân hình trực tiếp bắn ra ngoài, lại vung lên thanh long côn nện xuống, hi hi, hai bên chiến đấu kịch liệt. Ngươi lần đầu tiên cùng Hắc Hùng chiến đấu, có chút không quen thuộc, cần phải từ từ thích ứng gấu đen thì cảm nhận được long uy trấn nhiếp không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực nó cảm thấy nhân loại trước mắt nói chuyện dị thường cũng sợ cây gậy màu xanh kia. Nếu như không rời đi rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vì vậy nó dự định rời đi. Hồn kỹ thứ nhất, thanh long cửu kình. Hồn hoàn đầu tiên của ngươi sáng lên. Thiên niên hồn hoàn màu tím đặc biệt chói mắt. Quát khẽ một tiếng, thanh long côn trong tay bốc cháy lên khí diễm màu xanh. Thực lực tổng hợp của ngươi trong nháy mắt tăng vọt, tốc độ cực nhanh, hướng phía hắc hùng vọt tới, một gậy nện thẳng xuống đầu, đệ nhất côn ở cơ sở ngươi vốn có, thực lực tăng lên 1.100 điểm, một côn này đánh xuống, nếu như gấu đen bị đánh trúng đầu khẳng định là thập tử vô sinh hắc hùng nổi giận gầm lên một tiếng một trưởng đánh ra cứng mạnh hữu lực thẳng lên rác cho dù thân thể gấu đen cứng rắn hơn hồn sư bình thường tay không này tiếp lấy thanh long côn toàn bộ xương cốt trên bàn tay đều nổ tung huyết nhục bay tán loạn đau đến nó kêu to một giây sau nó cảm giác trước mắt tối sầm ngẩng đầu nhìn lại lập tức hoảng sợ thanh long côn đã nện ở trên đầu của nó, toàn bộ đầu đều lõm xuống, thân thể gấu đen nổ bay ra ngoài, đụng gãy từng cái cây cùng từng khối từng khối tảng đá. T, thật mạnh, xem kịch Phất Lan Đức xem, da da của ngươi Lý Úc Tùng, ba người triệu vô cực hít sâu một hơi, thân hình gấu đen hóa thành một vòng hồn hoàn màu vàng, một côn đã đánh chết, đáng tiếc hồn hoàn 500 năm tốt như vậy, Phất Lan Đức ba người đi tới, cảm thán nói, tân nhiên ngươi tâm có chỗ động, vận chuyển thanh long quyết, thanh long côn trong tay thoát ly, bay qua, đem cái màu vàng hồn hoàn này hấp thu vào bên trong. Một giây sau, đệ nhất hồn hoàn của ngươi đã tăng lên tới, 2499 năm, phát hiện này, để ngươi lộ ra vẻ kinh hỉ tiểu phi, đây là tình huống gì, cây gậy của ngươi làm sao lại hấp thu hồn hoàn như vậy, ông nội ngươi Lý Úc Tùng khó hiểu hỏi ta cũng không biết tuy nhiên hồn hoàn của ta tựa hồ tăng lên một ít năm tháng ngươi ra vẻ không biết lắc đầu võ hồn biến dị thật cổ quái còn có thể hấp thu hồn hoàn tăng lên năm tuổi hồn hoàn phất lan đức sắc mặt trở nên nghiêm túc cái này sự tình ngàn vạn lần không nên để người khác biết về sau ở trước mặt người ngoài cũng ngàn vạn lần không nên làm như vậy nếu không rất có thể sẽ bị người ta bắt nạt ngươi xem như là một hồn sư tà ác mà đối đãi vậy thì tình cảnh của ngươi liền nguy hiểm không nghĩ tới bọn họ lần này thu vị học viên này sẽ khó giải quyết như thế lão lý đứa cháu trai này quả thực không phải là người a quá mức yêu nghiệt ta đã biết phất thúc mong rằng phất thúc và triệu thúc giữ bí mật giúp ta đừng nói với những người khác bao gồm cả đại sư lý luận mà ngài nhắc tới trước đó ngươi gật đầu yên tâm đi ta biết rồi phất lan đức gật đầu ngươi yên tâm miệng lão triệu ta kín đáo nhất triệu vô cực cũng biểu thị tốt rồi chúng ta mau rời đi thôi ông nội ngươi lý úc tùng có chút ưu sầu cháu trai quá mức ưu tú cũng không tốt lắm ban đêm các ngươi thuê bốn phòng trong khách sạn để ở thuận tiện ăn một bữa tối chúc mừng ngươi đặc biệt đói bụng bữa cơm này ăn rất nhiều đồ ăn của người trưởng thành nhưng ba người lý úc tùng nhìn đến ngây người nhiều đồ ăn như vậy đủ cho ta mấy ngày học viện quá nghèo nếu như chỉ có một mình ngươi còn tốt nhưng tương lai nhiều thêm mấy cái mà nói thật sự nuôi không nổi cho nên ta đề nghị ngươi đi so hồn sư của tác thác thành đấu đài bên kia tiến hành một đối một thi đấu không chỉ có thể luyện tập thực chiến thắng còn có thể thu được tiền trợ cấp phí ăn uống của ngươi phất lan đức có chút lo lắng đứng lên dù sao tình huống kinh tế của bọn họ cũng không tốt lắm dựa theo tu vi hồn thánh kỳ thật không nên thiếu tiền mới đúng tùy tiện gia nhập một thế lực liền có thể cuộc sống giàu có không thiếu tiền chỉ là đáng tiếc a à. bọn họ đều là hồn sư tự do tự tại sẽ không gia nhập hay phụ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào của người khác, cho nên chính mình mới sáng lập một cái sử lai khác học viện, gia đình là phí dụng gia đình, học viện là học viện. Phất Lan Đức cũng sẽ không yêu cầu Lý Ba đặt đi, Búc Tùng ở nhà lấy tiền tài trợ, con trai của học đô thập khắc khổ có gia đình riêng phải nuôi, con trai của học đô người khác có gia sản của riêng mình. Con trai của học vấn cấp công nhân khác chính là có gia đình của mình an dưỡng, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai tay nghĩ biện pháp kiếm tiền, yên tâm đi, ta sẽ tự mình đi kiếm tiền ngươi cũng hiểu rõ mình ăn đích xác rất nhiều thứ, không có cách nào. Hiện tại thân thể của ngươi sau khi bị cải tạo, trở nên càng thêm cường đại, nhất là hấp thu xong đệ nhất hồn hoàn, cường đại càng nhiều, đồng thời mỗi một tế bào đều cần đến, năng lượng tiêu hao cũng rất nhiều, vô cùng đói khát. Hơn nữa ngươi cũng hiểu được sử lai khác hiện tại, tình huống kinh tế của học viện không tốt, muốn tốt lên còn phải đợi toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái qua đi đánh nhau để nổi danh sau khi nhận được quảng cáo mới có tiền ta đang đùa giỡn với ngươi chủ yếu vẫn là để ngươi đi qua lịch lãm rèn luyện vấn đề kinh tế ngươi không cần lo lắng phất lan đức đã quyết định phải hảo hảo bồi dưỡng ngươi lên nếu như tương lai trở thành phong hào đấu la vậy bọn họ liền có chỗ dựa rồi hơn nữa còn có thể chém gió thật là có mặt mũi a à, lại nói hắn nhưng mà viện trưởng yên tâm đi ta sẽ từ trong nhà lấy ra ít tiền tài trợ ông nội của ngươi lý úc buông miệng nói đi thôi thật sự không cần lo lắng vẫn là nuôi được đấy ngày mai ta định đi thôn chung quanh nhìn xem có thể thu hai học viên trở về hay không hiện tại sử lai khác học viện chỉ có một người vẫn không ra hình thù gì phất lan đức nói ra kế hoạch của mình vậy được rồi nghỉ ngơi sớm một chút đi các ngươi cơm nước xong liền trở về gian phòng của mình, ngươi tắm rửa một cái thì là khoanh chân mà ngồi, bắt đầu vận chuyển Đông Phương Thanh Long quyết minh tưởng tu hành, càng có thiên phú ngươi càng phải nắm chặt, thời gian nỗ lực tăng cao tu vi mới là chuyện quan trọng, thế giới này mặc dù là cống thoát nước, nhưng ngươi lại tự mình ở chỗ này, có thể trải nghiệm được sự khác biệt, cống thoát nước lại rác rưởi, đó cũng là tồn tại so với mình ngưu bức hơn, đây cũng là một thế giới lấy thực lực vi tôn, cho nên ngươi nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, ít nhất phải đạt tới phong hào đấu la rồi mới nói tiếp. Ngày thứ hai, Phất Lan Đức cùng các ngươi tách ra một mình đi chiêu sinh, triệu vô cực về học viện trước, gia gia của ngươi Lý Úc Tùng dẫn ngươi về tới Lý Gia báo hỉ. Ha ha, tốt quá, cháu ta lại lợi hại như vậy, hồn hoàng thứ nhất hấp thu ngàn năm, thật đúng là mẫu mực giới hồn xưa à, người khai sáng là người khai sáng, cái tên đại sư Ngọc Tiểu Chó Má gì kia, lý luận vừa rồi chính là đang đánh rắm. tôn tử của ta. Lý Phi, có phong hào tư chất, Lý Kiến Quốc và Tô Lan đều rất cao hứng súng lại, đế tiếp, chúng ta muốn đem kinh tế chủ yếu trong nhà lấy ra có khuynh hướng bồi dưỡng tiểu phi trước mắt trong gia tộc bên trên trứng phòng còn có bao nhiêu tiền Lý Úc mở miệng nói ra, ngoại trừ chi tiêu thường ngày, chỉ có 10 vạn kim hồn tệ còn tồn tại. Lý Kiến Quốc nói, tiền này là có thể vượt qua cuộc sống an nhàn phi thường tốt, nhưng bồi dưỡng một gã hồn sư mà nói, cộng thêm tiền dùng trong nhà ngoài tiền, thật ra thật sự không nhiều lắm. Sản nghiệp của Lý gia bọn họ cũng rất ít, chủ yếu vẫn là tại tác thác thành nơi này. Tác thác thành chính là một trong những thành trì trọng yếu của vương quốc Ba Lạp khác. Hồn đế mặc dù cũng là chiến lược trọng yếu, nhưng thật sự không tính là gì, bởi vì hồn đế không chỉ có một nhà Lý Úc Tùng, làm sao lại như thế công thiếu ra này lý úc tùng nhíu mày cụ thân ngươi đã lâu không có quan tâm qua sản nghiệp gia tộc bây giờ cạnh tranh kịch liệt trong khoảng thời gian này chúng ta đều đang đổ tiền ra vì ổn định sản nghiệp của lý gia không đổ bê tông sản nghiệp đang rút lại cơ bản đều đã trở thành sản nghiệp của tịch dương cứ tiếp tục như vậy nữa kinh tế của lý gia chúng ta còn có thể ít hơn nữa lý kiến quốc ưu sầu nói hắn chính là bởi vì thiên phú không tốt quản lý sản nghiệp của gia tộc càng không có thời gian tu hành cho nên chỉ có thực lực của hồn tông đây quả thực là một chuyện phiền phức vật phẩm có quá nhiều tính lặp lại lý úc tùng nghe xong thở dài một hơi có phải chỉ cần làm ra sản phẩm mới hay không có thể giải quyết vấn đề này ngươi nói đi sáu năm này ngươi đều không có quan tâm qua những vấn đề này dù sao đều đang chuyên chú tu hành phụ mẫu gia gia cũng không nói với ngươi những thứ này cho nên đối với sản nghiệp trong nhà biết rất ít đúng vậy bất quá cụ thể có được hay không còn cần thông qua thị trường để nghiệm chứng lý kiến quốc nhẹ gật đầu các ngươi chờ một chút ngươi đột nhiên rời đi đi vào trong thư phòng cầm lấy bút bắt đầu viết tiếp ngươi thế nhưng là thanh niên thế kỷ 21, biết rõ nhiều thứ hiện tại là thời kỳ đấu la đại lục có rất nhiều thứ đều là thiếu hụt mang một vài thứ kiếp trước chuyển tới đây đều có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát vì vậy ngươi viết rất nhiều so sánh kiếp trước ở phía trên có thể dễ dàng chế tạo ra vật phẩm dân dụng còn viết phương pháp chế tác và tài liệu chi tiết rất nhanh ngươi cứ cầm lấy một quyển sách thật dày đi giao cho phụ thân của mình trên này tùy tiện một vật lấy ra bán đều có thể để cho lý do chúng ta không thiếu tiền bất quá lợi nhuận quá lớn quá lời rồi ta nghĩ xem mấy vị lão sư kéo vào kết phường cùng nhau làm kiếm tiền tương đối tốt hơn chúng ta chế tạo ra cho hắn đại lý bán nếu như tương lai thật sự bị người theo dõi cũng có bọn họ có thể cùng nhau ngăn cản áp lực cho chúng ta quyển sách này nhất định phải cầm thật tốt phương pháp chế tác phía trên không nên lưu truyền ra ngoài chúng ta muốn tới đoạn cái nghề này ngươi mở miệng nói đi chỉ có lũng đoạn mới có thể kiếm tiền nhanh hơn mấy thứ này đều do ngươi viết ra tới tiểu phi làm sao ngươi biết những thứ này ly kiến quốc từ khi đến thời kỳ keo kiệt tử duỗi và nhận tam công mua thóc ở công quốc nhao nhao chấn kinh ta chính là thần đồng biết những thứ này không phải rất bình thường sao thế nào có thể được hay không khi chúng ta có đủ tiền tài ta còn có thể chuẩn bị cho các ngươi một chút những thứ khác ngươi nói đi có thể đây tuyệt đối không có vấn đề trên này bất kỳ một cái nào cũng là trên thị trường không có chúng ta dựa vào cái này tuyệt đối có thể kiếm được đầy bồn đầy bát thật sự giống như lời nói phía trên vậy cũng quá mức lãi to rồi lý ra chúng ta đích xác không thể đơn độc làm nhất định phải kéo mấy người nhập bọn cùng chống đỡ áp lực mới được nếu như tìm thành học gia có chấn hoặc phong hào bình đa toàn cũng không đến mức lo lắng như vậy lý kiến quốc thở dài nói việc này không nên lui lập tức tìm mấy người đáng tin cậy bí mật chế tác trước tiên không cầu nhiều tham thì thâm tham thì thâm, phải tiến hành theo chất lượng. Trước tiên lấy ra một cái đã, đưa vào thị trường xem hiệu quả như thế nào. Ta xem cái khăn tay này cũng không tệ, khẳng định là có nhu cầu thị trường rất lớn. Trước kia chúng ta nơi này đều là chất liệu giấy vô cùng thô giáp, vô cùng không thoải mái. Nếu như thứ đồ chơi này thật sự làm ra mềm mại thoải mái như vậy, khẳng định có thể bán được nhiều. Còn có khăn nguyệt sự này, khẳng định là được các nữ tử yêu thích. Nói đến đây, các ngươi liền không thể chờ đợi được, bắt đầu bí mật hành động. Lý ra phát tài thời điểm đến rồi hiện giờ trong sử lai khác học viện chỉ có một mình triệu vô cực ngược lại cũng không cần quá gấp chờ tất cả mọi người trở về lại cùng nhau nói trong khoảng thời gian này tương lai khác học viện còn chưa chính thức khai giảng chiêu sinh đầu, cho nên ngươi tiếp tục ở nhà tu hành bởi vì võ hồn của ngươi có tính đặc thù ngươi có thể không đi ra ngoài triển lộ hồn hoàn là tốt nhất thiên hoàn tiểu thiên ngưu nhạc long nhĩ phẩm dùng định gia cơ thiên hoàn tiểu bình thường nhạc nhất từ hoàn cho đinh cửu minh ăn thiên miễn bình ngưu tiểu phẩm nhạc từ dùng định hải bát tâm cho nên trong khoảng thời gian này ngươi lợi dụng đông phương thanh long quyết ngươi thử xem có thể đem hồn hoàn giấu đi hay không như vậy có thể giảm bớt cho chính ngươi không ít áp lực và nguy cơ trên thế giới này không có chỗ dựa vững chắc thiên phú quá yêu nghiệt cũng là một loại tội lỗi ngươi thở dài nói nếu như ngươi biết thanh long côn có thể hấp thu hồn hoàn để tăng tuổi thọ hồn hoàn của mình lên vậy ngươi tình nguyện hấp thu một quả hồn hoàn màu vàng trăm năm bất quá cũng may cuối cùng ta cũng hoàn thành sau này ta có thể không bại lộ hồn phách Thời điểm hoàn thi triển ra hồn kỹ, một giây sau, ngươi lộ ra nụ cười hài lòng, tiểu phi, ra ra đến đây, Lý Úc buông tay cầm gậy hoa văn rồng vẫn giống như thường ngày, hướng phía ngươi công tới, trên ý của ngươi hiện ra, cầm lấy thanh Long côn, hướng phía trước vào tới, hoa. Một ra một chảy kịch liệt va chạm với nhau ở phía sau núi Lý gia, trước đó thực lực của ngươi vung ra thanh Long, chín kình lực chỉ có thể đạt tới kình thứ nhất, muốn vung vẩy ra kình thứ hai vẫn là tương đối cố hết sức, bất quá cũng may, nhưng vấn đề cũng không lớn. Trải qua một tuần lễ rèn luyện này, ngươi bây giờ có thể huy vũ ra đệ nhị kình, lực bộc phát kinh khủng kia, coi như là Lý Úc Tùng cũng không dám cứng rắn đón đỡ, có một hồn đế miễn phí bồi luyện, điều này đã vượt qua rất nhiều người, Lý Úc Tùng cũng dùng côn của mình, tâm đắc không hề giữ lại báo cho ngươi biết, cơ duyên trên đấu la đại lục vẫn là quá ít, băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta nhất định phải mưu đồ một chút, nếu có tiên thảo thì có thể khiến người trong nhà tăng lên tư chất hạn mức cao nhất, chỉ là chỗ kia là địa bàn của tên độc cô bác kia. Hiện xã lợi dị có ba vị tâm nghiệp tiên nghinh đón không sáng tạo không đội, thẩm xã lợi máy móc lòng dạ các ngươi đều hướng ngoại thư, nếu đã như thế, vậy thì mưu đồ một chút đi kình ra đi. Song phương cắt xong sau đó, ngươi nội tâm nghĩ đến, một tuần sau trôi qua, hồn lực của ngươi cũng tăng lên tới cấp 19 đỉnh phong. Khoảng cách cấp 20, ngươi đã có cảm giác, một đạo khóa liễu đã buông lỏng, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ hai ngày nữa là có thể phá tân thành công. Đông Phương Thanh Long quyết phối hợp với thiên phú tối cao của ngươi bây giờ. Tu hành thật sự dễ dàng như uống nước, một bản xã hội của Tiểu An đến cùng thu được cùng như là, nếu như có thể. Dị đệ loại nhỏ một lần phối với nhĩ tâm hấp la ngưu khai phá, tiểu vệ vui vẻ uống một bát cơm, bao trâu mở lớn tiểu lợi dị nhạc nhất từ nhĩ phàm hút thành bao nhiêu khai phát như sơ không hút thể nghiệp cá heo của nước tên an đánh vạn như thời trang hấp thu nhanh không ra xe trên thân thể an diện lợi còn phải đối mặt với sự đối nghịch của tinh thần lực chờ đột phá cấp 20 hồn lực cường độ thân thể hẳn không phải vấn đề lớn gì có đông phương thanh long ở trong tinh thần hải bảo hộ ta ngược lại cũng không cần lo lắng vạn năm hồn thú oán niệm nói không chừng đến lúc đó còn có thể trở thành làm lớn mạnh chất dinh dưỡng tinh thần của ta đây này ngươi nội tâm âm thầm nghĩ tiểu phi đi thôi đi ăn cơm đêm nay có tin tức tốt lý úc tùng lau mồ hôi cháu trai của mình càng ngư bức hắn càng cao hứng tốt ngươi gật đầu rất nhanh một nhà bốn người vây quanh ở chỗ này ăn cơm ba mẹ hiện tại thị trường bên kia nghiệm chứng như thế nào rồi ngươi tò mò hỏi thăm hay lắm chuẩn bị một vạn phần trải qua ngươi dạy chúng ta phương pháp quảng cáo yêu mến toàn bộ chưa đến trưa đã bán sạch yêu thích, mọi người đều đang đặt cược tình yêu, muốn cướp, tốc độ và hiệu suất của hồn sư đều rất nhanh, mất 6 ngày đã làm ra khăn tay và khăn mặt hàng tháng, ngày thứ bảy liền bắt đầu thử nghiệm buôn bán ở bên trong mỗi sản nghiệp, hơn nữa phương thức quảng cáo mà ngươi dạy bảo cũng không phải là vấn đề lớn, toàn bộ bán sạch quang quang, vô cùng được hoan nghênh, vậy thì tốt rồi, Ta đề nghị chúng ta có thể tìm trong tác thác thành, các thương nghiệp gia tộc còn lại cùng nhau hợp tác, còn có tìm thương nhân khác thay mặt, chỉ cần phương pháp chế tác khống chế ở trong tay chúng ta, còn có gia gia hồn đế cùng sử lai khắc học viện hồn thánh, hồn đế ủng hộ, có cỗ thế lực này, những người kia không muốn chết, đều cần ước lượng thoáng một phát, giai đoạn trước, mọi người hòa khí sinh tài, hiện giờ quan trọng nhất là nhanh chóng, đem sản phẩm của chúng ta bán đi, đổi lấy càng nhiều tiền tài hơn, dùng để mua tài nguyên tu luyện, ngươi nói đi, tiểu phi, ngươi nói không sai trước mặt không có thực lực tuyệt đối đích xác không thể ăn mảnh ta đã có ý nghĩ này đến lúc đó ta sẽ gọi những người trong thành kia lên gia tộc cùng thương nhân thương lượng một chút sử lai khác học viện bên kia cũng phải nhanh một chút làm lên một chút chúng ta muốn trước dùng những người này đến chấn áp một chút lý kiến quốc gật đầu nói không ngờ tiểu phi nhà ta không chỉ có thiên phú cường đại đầu óc buôn bán cũng lợi hại như vậy tô lan dịu dàng khích lệ ngươi yên tâm đi ta nghe được tin tức ngày mai các lão sư sử lai khắc học viện đều trở lại học viện ngày mai ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi nói chuyện với bọn họ một chút lý úc tùng nói được rồi lý kiến quốc gật đầu cụ thân ngươi hỗ trợ lưu ý kình giao một chút nếu như có thể có bao nhiêu thì thu thập bấy nhiêu ngươi nói đi tiểu tử ngươi muốn cái này làm gì ngươi có biết tác dụng của kình giao là gì không lý kiến quốc sắc mặt cổ quái tô lan và lý úc tùng cũng như thế kình giao là dùng để thúc giục tình cảm tiểu tử ngươi muốn làm gì sắc mặt tô lan không tự chủ được đỏ lên có chút oán trách ngươi ngay cả vội vàng giải thích ta ở trên sách cổ từng thấy qua kinh giao dùng nhiệt độ cao hòa tan có thể tinh luyện ra bộ phận tinh hoa có công hiệu cường hóa nhục thể thật sự thế nhưng nhiều năm như vậy vì sao đại lục không có ai biết đồ chơi kia tanh hôi muốn chết lý kiến quốc và tô lan đều lộ ra vẻ nghi hoặc nói nhảm nhiều như vậy làm gì có phải thật vậy hay không mua trước một cái trở về thử một lần chẳng phải sẽ biết sao dù sao cũng chỉ là thúc giục tình cảm cũng không phải tác dụng phụ gì lớn thất bại thì thất bại thôi vạn nhất thành công vậy đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt chuyện này ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài, nhất định phải giữ bí mật. Lý Úc Tùng bưng bát ăn cơm, ăn, không cho là đúng nói, vậy được rồi, ta sẽ lưu ý. Lý Kiến Quốc gật đầu, đúng hôm nay nấu canh, ta đi gọi người bưng tới đây. Tô Lan nói, không cần phải nói, ta đi là được rồi, ngươi đứng dậy đi vào phòng bếp. Mọi người cũng không nghĩ quá nhiều tiếp tục ăn cơm, ngươi tiến vào phòng bếp đi, vừa vặn thấy được bốn chung canh mỹ vị kia, vì vậy ngươi vươn tay, dùng hồn lực bước ra ba giọt máu đầu tim, sau khi đông phương thanh long cải tạo xong máu của ngươi chính là bảo huyết càng đừng nói là tâm huyết sắc mặt ngươi tái nhợt đi bất quá rất nhanh sinh mệnh chi lực cường đại lực lượng sinh phát liền khôi phục lại như cũ đối với ngươi mà nói trên cơ bản không tính là gì ba giọt tâm đầu huyết đều ẩn chứa năng lượng sinh mệnh nồng đậm uống huyết dịch của ta có thể cải thiện thể chất của các ngươi thọ mệnh cũng sẽ kéo dài rất nhiều. Có ta ở đây, người trong nhà sẽ không chết. Ngươi lộ ra nụ cười, đem nó phân biệt nhỏ vào trong ba chung canh tịnh khuấy đều một chút. Sau đó bưng ra ngoài, cho ra ra bọn họ uống. Uống xong chén canh này, ba người cũng cảm giác thân thể có một loại cảm giác không giống nhau. Cảm giác đặc biệt tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực. Ba người đều trở nên trẻ tuổi. Không nghĩ tới hiệu quả của món canh này tốt như vậy, ta cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, không biết có phải ảo giác hay không, ta cảm giác phụ thân tuổi trẻ rồi, trong lúc ba người đang kinh ngạc ngươi cũng gia nhập vào trong đó phối hợp diễn lên một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận cơm nước xong xuôi ngươi đã trở lại hậu sơn thảm thực vật lại trở nên rậm rạp bắt đầu minh tưởng tu hành tranh thủ dùng thời gian ngắn hơn đột phá cấp 20. dưới sự trợ giúp của đông phương thanh long quyết xung quanh năng lượng thuộc tính mục của thảm thực vật nhanh chóng tràn vào trong cơ thể tăng lên hồn lực tinh thần lực cường độ thân thể chỉ cần là thuộc về ngươi ngay cả một người cũng không kéo xuống được sáng ngày thứ hai kết thúc một đêm minh tưởng ngươi định đi ăn sáng thì sao sau đó liền đi sử lai like khắc học viện tập hợp đúng lúc này phụ thân của ngươi lý kiến quốc mang đến một tin tức tốt tiểu phi hôm qua ta đã cho người lưu ý rồi phòng đấu giá tác thác thành vừa vặn có một khối kình giao vạn năm bị ta tiêu tốn một vạn kim hồn tệ mua được lý kiến quốc cười ha hả đi tới từ trong hồn đạo khí chữ vật lấy ra một cái hộp màu đỏ mở ra xem xét bên trong có một thứ gì đó dạng keo một mùi hôi thối nồng nặc ập tới để ngươi cảm giác có chút buồn nôn bất quá một giây sau liền thích ứng được hai mắt ngươi hiện lên vẻ kinh hỉ không nghĩ tới nhanh như vậy liền lấy được hơn nữa còn là vạn năm không nghĩ tới a à, thời kỳ này của đấu la keo giao cách vạn năm không ngờ lại rẻ như vậy, mới một vạn kim hồn tệ, quả nhiên niên đại không biết hàng, đơn sơ là dễ dàng nhất, chờ một vạn năm sau phát hiện bí mật của kình giao, giá của kình giao đã thành giá trên trời rồi. Tiếp theo phải dùng như thế nào? Lý Kiến Quốc hỏi, trực tiếp dùng hỏa diễm nhiệt độ cao thiêu đốt, sau khi đốt mềm một phần đã mềm thành chất lỏng, lấy ra dùng là được rồi. Ngươi nói đi, Tiểu Phi, ngươi muốn dùng bây giờ sao? Lý Úc Tùng đi tới hỏi, đen quán cà phê cho vượng huyễn cốc chủ đã tắt veo kỷ nguyên. Nghiên cứu đài cá, đối với xã hội xã hội xã hội Thiên Mễ huynh tử viện, gia gia, ta tính hiện tại dùng, có thể không thể cùng ngươi đi đến Sử Lai Khắc học viện. Ngươi nói, hiện tại ta cấp 19 đỉnh phong hồn lực, ta có cảm giác, sau khi phục dụng khối kình giao này, ta có thể đột phá cấp 20. Kình giao vốn là không cách nào để cho người ta trực tiếp đột phá hồn lực, chỉ có thể cường hóa thân thể, nhưng nếu như là kình giao niên đại rất cao, phối hợp với tình huống đặc thù, tỉ như có công pháp, vậy có thể làm cho hồn lực của hồn sư hoàn thành một lần tân phá, đột phá cấp 20 đạt. Đây là chuyện tốt, chuyện đi xử lai like khắc khác học viện không nóng này. Ta trước tiên đi qua nói với bọn họ một tiếng, ngươi ở nhà an tâm hấp thu. Lý Úc Tùng nghe xong, hai mắt lóe ra ánh sáng, ra ra tốt, ngươi gật đầu, kiến quốc Ta để ngươi chuẩn bị đồ vật đây. Lý Úc Tùng nhìn về phía con trai mình. Lý Kiến Quốc lấy ra một tấm thẻ. Nói, phụ thân, bên trong tấm thẻ này có 10 vạn kim hồn tệ. Ngươi trước cầm lấy mà dùng. Hôm nay Lý Gia có khăn tay cùng Nguyệt Sự, khăn có thể kiếm tiền với số lượng lớn, chỉ cần một buổi sáng cũng đã đem 10 vạn kim hồn tệ kiếm về. Hơn nữa chi phí vô cùng rẻ tiền, nhưng lợi nhuận rất cao, kiếm tiền thật sự là cạc cạc nhanh, không cần quá lâu. Lý Gia có thể trở thành gia đình phú hào trăm vạn, tương lai càng phải trùng kích ngàn vạn và ức vạn. Được rồi, bây giờ kinh tế sử lai khắc học viện rất khó khăn. Nhà chúng ta bây giờ không thiếu tiền rồi, ta đi qua giúp đỡ một chút. Lý Úc Tùng cầm thẻ, trực tiếp rời đi. Lý Kiến Quốc và ngươi đều không có ý kiến, kế tiếp Lý Kiến Quốc bắt đầu nhóm lửa, loại đốt vô cùng lớn kia, thấy một màn như vậy, tâm tình táo bón đến mức tự định mức của lò tự bảo quản của dịch quý ích, tiểu hoành tâm đến ngựa ba tất điện từ không tự nhiên đến lô. Đấu la đại lục không biết có dầu mỏ hay không, bất quá cho dù có, kỹ thuật tinh luyện và thiết bị cũng là một phiền toái lớn, chờ lý ra có tiền tài của Hải Dương rồi lại, suy xét đến việc thăm dò mỏ dầu đi, đường tam có ám khí, ta đây liền dùng súng lục nếu như ta chế tạo ra vũ khí nóng uy lực cường đại băng hỏa lưỡng nghi nhãn ta có thể sớm chặn đường cướp của gặp phải độc cô bác cũng chưa chắc đánh không chết ngươi thầm nghĩ trong lòng theo thời gian trôi qua dưới nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt kinh dao dần dần hòa tan muội và lý kiến quốc lẳng lặng chờ đợi lão phất lão triệu chúng ta cần sử lai khắc học viện khi phất lan đức cùng triệu vô cực lại một lần nữa lúc nhìn thấy lý úc tùng đều lộ ra vẻ kinh ngạc Bọn họ phát hiện Lý Úc Tùng không gù lưng, tóc cũng đen nhánh tỏa sáng, nếp nhăn trên mặt cũng không còn, cảm giác cả người tràn đầy sức sống bắn ra bốn phía, tràn đầy tinh thần phấn chấn bừng bừng sức sống, hiện tại Lý Úc Tùng cũng không biết làm sao, từ sau khi uống thuốc bổ đêm qua, cảm giác toàn thân trên dưới đều trở nên không giống lúc trước, cảnh giới bị kẹt cũng tăng lên một cấp, đạt đến 64 cấp hồn đế đó là điểm cuối cùng của việc tiềm lực của hắn hao hết cho dù sau này tiếp tục phá tân cũng cần rất lâu đột phá một cấp thậm chí là mấy năm qua tính nhưng không ngờ đêm qua uống một ngụm canh ngủ một giấc không chỉ cả người thần thanh khí sảng tràn ngập sức sống cùng sinh mệnh lực còn trực tiếp tăng lên một cấp điều này làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn không chỉ có hắn lý kiến quốc và tô lan cũng như thế hơn nữa quan trọng nhất là long văn côn của hắn cũng phát sinh biến hóa long văn dường như hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn trước rất nhiều thể chất của bản thân cũng nhận được thăng hoa trên diện rộng cảm giác về sau tăng lên tu vi sẽ càng thêm dễ dàng lão lý một tuần không gặp ngươi tại sao biến hóa lớn như thế có phải ăn thuốc bổ gì không ta cảm giác ngươi trẻ tuổi rồi lão lý ăn cái gì nói cho lão huynh thoáng cái phất lan đức cùng triệu vô cực đều đi tới cẩn thận đánh giá lý úc tùng mở miệng nói ra lý úc tùng liền nói cho bọn họ biết đồ ăn bổ của mình hai người đều tỏ vẻ sau này cũng phải lấy một ít tới nếm thử một chút. Thiệu Hâm và Lô Kỳ bân đầu, Lý Úc Tùng hỏi, ở hậu viện chuẩn bị đồ vật, Phất Lan Đức nói, ngươi lần này đi ra ngoài có thu hoạch gì? Lý Úc Tùng nhìn về phía Phất Lan Đức, Phất Lan Đức nói, vận khí không tệ, gặp hai hạt giống tốt, này, các ngươi tới đây một chút. Hắn quay đầu nhìn cách đó không xa vừa vặn, hai tiểu tử đi tới, một người là mập mạp, một người là gầy tử, lão sư, viện trưởng, hai người đi tới, xưng hô không giống nhau, đây là Mã Hồng Tuấn, từ thôn gà Tây tìm đến, vũ hồn của hắn phát sinh biến dị từ gà tây biến thành hỏa phượng hoàng kia tiên thiên hồn lực cấp 9, đây là áo tư tạp từ thôn lỗ tạp tìm đến võ hồn của hắn là lạp xưởng bất quá lại là tiên thiên mãn hồn lực cộng thêm tiểu phi lần này học viện chúng ta có hai cái tiên thiên mãn hồn lực học sinh phất lan đức mở miệng nói hai người này mặc dù không có tiểu phi thiên phú tốt như vậy nhưng cũng là hạt sống tốt hiếm có vũ hồn biến dị tiên thiên mãn hồn lực hương tràng lý úc tùng nghe xong cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì có cháu của mình hắn cũng không chấn kinh như vậy hảo hảo sử lai khắc học viện ta sẽ càng ngày càng tốt lý úc tùng cười to vị này cũng là lão sư sử lai khắc học viện chúng ta lý úc tùng võ hồn là côn văn rồng là một tên cường công hệ lục hoàn hồn đế phất lan đức giới thiệu cho mã hồng tuấn cùng áo tư tạp về lý úc tùng lý lão sư tốt hai tiểu tử kia rất lễ phép bất quá bọn họ đối với phất lan đức nói tiểu phi rất tò mò bọn họ một người là võ hồn biến dị một tiên thiên mãn hồn lực thiên phú đã rất tốt rồi hiện tại viện trưởng lại còn nói trên bọn hắn có càng tốt hơn hơn nữa còn là một gã tiên thiên mãn hồn lực mã hồng tuấn thầm nghĩ nơi này ta không phải tiên thiên mãn hồn lực, tiên thiên kém cỏi a. À. Được 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 được, lão phất, bên trong tấm thẻ này có 10 vạn kim hồn tệ, là tài chính mà lý gia tài trợ sử lai khắc học viện phát triển, kế tiếp là cải thiện bữa ăn cho con của chúng ta. Còn có, ta đại biểu lý ra có một khoản siêu cấp đại, chuyện làm ăn muốn cùng các ngươi nói một chút, là về việc đại lý thương nghiệp tiêu thụ, ngươi để thiệu hâm cùng lô kỳ bân cũng tới đây đi. Tất cả mọi người đều có phần, có tiền cùng nhau kiếm lời. Lý Húc Tùng lấy ra một tấm thẻ giao cho Phất Lan Đức nói, 10 vạn kim hồn tệ, Phất lan đức, triệu vô cực, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp nghe xong thì nói, tất cả đều hít sâu một hơi khí lạnh, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp lớn như vậy cũng không có lớn hơn, nhìn qua 10 vạn kim hồn tệ bộ dạng thế nào, Phất Lan Đức tên tham tiền con mắt sáng ngời, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nghiêm túc nói, lão huynh đệ, ngươi có tâm này ta hiểu được, nhưng mà 10 vạn kim hồn tệ thì nhiều lắm, sau lưng ngươi cũng có gia đình của mình nuôi sống, hiện tại lý do ta không thiếu tiền, đây cũng là nguyên nhân ta vừa mới nói sau đó tìm các ngươi làm ăn, về sau các ngươi cũng sẽ không thiếu tiền. Vệ Kim Huyễn Nhi tâm dị túc hí nhân, tiên tử nguyên giã. Lý Úc Tùng lắc đầu, nói, Phất Lan Đức rất cảm động, triệu vô cực cũng như thế. Lão Lý, ngươi đã có lòng như vậy, chúng ta sẽ thu nhận, ta sẽ cải thiện thức ăn cho bọn nhỏ. Như vậy, từ nay về sau ngươi chính là phó viện trưởng sử lai khắc học viện. Phất Lan Đức trịnh trọng nói, mặc dù hắn tham tài, nhưng tấm lòng này hắn đã nhớ kỹ. Thế ta đây nhé, triệu vô cực hỏi, hắn phó viện trưởng này có phải hay không là bị sa thải? Ai nói phó viện trưởng chỉ có thể có một người? Phất Lan Đức nói, a à cũng đúng, triệu vô cực bừng tỉnh đại ngộ, bất quá đối phương tài trợ 10 vạn kim hồ tệ, đưa cho phó viện trưởng cũng không quá phận. Tiểu Phi sao không cùng ngươi tới đây? Triệu vô cực hỏi, hắn ở nhà chuẩn bị phá cấp 20. Lý Úc Tùng nói, cái gì? cấp 20 rồi, nhanh như vậy sao? Triệu vô cực cùng Phất Lan Đức cả kinh, lúc này mới qua một tuần mà thôi à, tốc độ cũng quá nhanh đi, đến lúc đó còn phiền toái đi săn hồn hoàn một lần nữa. Lý Úc Tùng nói, đây đều là chuyện nhỏ, vừa vặn cũng cho áo tư tạp một cái, mã hồng tuấn ngươi tranh thủ tu luyện phá cấp 10, nếu như có thể cùng đi săn giết. Phất Lan Đức nói, được rồi, mã hồng tuấn và áo tư tạp gật đầu. Sau đó hai người liền đi huấn luyện, ban tìm nghiệp Á Vân thấy toàn bộ chủ xa một khoảng thời gian, tháng ngày tháng trôi qua sán tìm nghề đón toàn chủ vân công tìm một manh mối có thể tranh nguyệt đi bộ lạc tìm chủ tài vượt mây thấy toàn chủ ưu nhị sơ tìm thời trang tranh tài đi phất lan đức thu hồi thẻ xong vội vàng nói đây mới là trọng điểm đi công tâm thiên nghênh thông đại chính sĩ đài nguyên phẩm hâm cùng hộ bân hai người nhìn thấy lý úc tùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sau khi tiến vào văn phòng lý úc tùng bắt đầu giảng giải cho mọi người thoáng một phát chuyện đại diện thương hội hợp tác còn có vấn đề chia phần những điều này đều là hắn và lý kiến quốc đêm qua đã thương lượng qua một bên khác theo thời gian trôi qua chính giữa kình giao toàn bộ hòa tan chỉ còn lại có một cái vỏ ngoài không cách nào bị hòa tan cái vỏ ngoài này liền vô dụng, chỉ có những thứ hòa tan thành chất lỏng ở giữa mới là bảo bối. Tiểu Phi, ngươi muốn ăn ngay bây giờ sao? Lý Kiến Quốc hỏi, ân, việc này không nên chậm trễ, ngươi lấy tới đây, trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó khoanh chân mà ngồi, vận chuyển đông phương thanh long quyết hấp thu, phụ thân của ngươi. Lý Kiến Quốc thì ở một bên trong coi, bởi vì uống thuốc bổ tối hôm qua, tu vi của hắn từ 49 cấp hồn tông, đột phá đến cấp 50 trở thành hồn vương, chỉ là hiện tại tương đối bận rộn, không có thời gian đi săn giết hồn hoàn thứ năm, cho nên vẫn là tứ hoàn, không chỉ có hắn, phu nhân Tô Lan của hắn cũng là tân phá đến hồn vương, cũng không có thời gian săn bắt hồn hoàn thứ năm, bọn họ dự định đợi sau khi chuyện bên này tiến vào quỹ đạo một chút, lại cùng nhau trì trệ, đến lúc đó lý ra có hai vị hồn vương và một vị hồn đế, còn có một vị thiên tài yêu nghệ đại hồn sư tọa trấn, địa vị ở Tác Thác Thành sẽ càng cao hơn một tầng. Hôm nay thiên phú của ngươi, lý ra là giấu diếm không có công bố ra ngoài bọn họ muốn vụng vụ trộm phát dục sau đó kinh diễm tất cả mọi người phu quân tình huống bên phía tiểu phi thế nào tô lan đi tới hiện tại nàng so với tối hôm qua càng thêm trẻ tuổi mỹ mạo khí chất phi phàm tràn ngập khí tức sinh mệnh phồn thịnh hết thảy những thứ này đều là công lao tâm huyết nàng vừa mới bận rộn hiện tại mới xong việc đi tới vạn năm kình giao đã hòa tan hiện tại tiểu phi đang hấp thu trước mắt xem ra tình huống coi như ổn định ly kiến quốc nói dưới cấp c là đem nguyên văn sửa chữa thành thứ nhất phiên bản góc nhìn của hai người da của ngươi đỏ lên không ngừng đổ mồ hôi nóng hổi ngũ tạng lục sát trong cơ thể ngươi đều đang được tăng cường đây là một hiện tượng bình thường sau khi có đông phương thanh long quyết ngươi có thể triệt để đem vạn năm kình đánh tan hết thảy dược lực của keo hấp thu luyện hóa trở thành lực lượng chân chính của mình một nén nhang đã trôi qua ngươi da cũng không đỏ nữa rồi hết thảy quy về bình tĩnh ly kiến quốc và tô lan cũng thở phào nhẹ nhõm sau khi hấp thu hoàn toàn hồn lực dao động trên người ngươi càng mạnh hơn trước một phần hai mắt ngươi mở ra lộ ra nụ cười tân phá cấp 20 rồi nắm chặt nắm đấm cảm thụ một chút hiện tại cường độ thân thể của ngươi chỉ ít đạt đến hồn vương cao cấp hấp thu vạn niên hồn hoàn hoàn toàn không có vấn đề về phần chấn động linh hồn cái này cũng không cần lo lắng 6 tuổi đã là đại hồn sư cấp 20, trước nay chưa từng có A, con ta quả nhiên có tư chất phong hào đấu la, tương lai lý gia ta nhất định sẽ quật khởi. Ha ha ha, Lý Kiến Quốc và Tô Lan đều đặc biệt cao hứng, kinh giao quả nhiên có hiệu quả, đây chính là bảo bối tốt, nhân lúc người ngoài còn chưa biết, nhất định phải thu mua số lượng lớn mới được, chỗ thuận tiện nhất chính là trực tiếp tiến về bờ biển, thành thị nơi đó khẳng định có rất nhiều. Lý Kiến Quốc hai mắt sáng ngời, đã ngo ngoe muốn động rồi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức tô lan nói hảo hảo lý kiến quốc rất cao hứng mặc kệ tương lai mọi người có biết cá voi không tác dụng của keo vẫn là tự mình dùng đều là một khoản tài phú khổng lồ tương lai giá của kình giao tuyệt đối sẽ tăng lên ba mẹ ta định đi sử lai khác học viện bảo bọn hắn cầm lấy hồn hoàn thứ hai cho ta các ngươi có muốn cùng đi hay không thuận tiện thú lếu lạc đệ ngũ hồn hoàn ngươi hỏi đi vừa vặn chuyện nơi đây ta đã an bài xong nhanh chóng quay về, Ly Kiến Quốc và Tô Lan liếc nhau gật đầu, ba người khởi hành, đi đến Sử Lai Khắc Học Viện, đồng thời là Sử Lai Khắc Học Viện bên này, nghe xong lời nói của Lý Úc Tùng, tất cả mọi người lộ ra vẻ kích động, không có người nào cự tuyệt, toàn bộ đều đồng ý, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực, Thiệu Hâm, bốn người Lưu Kỳ Bân chính thức trở thành, thương phẩm đại lý tiêu thụ của Lý Gia, có hai loại phương thức hợp tác, một loại là trực tiếp dùng nhiều tiền mua số lượng lớn, về sau tiền kiếm được đều là tiền của mình. Loại thứ hai chính là trực tiếp do lý ra cho bọn hắn, sau khi hắn bán đi, tiến hành 4 sáu phần, bọn hắn 4, lý gia lục, mà bọn hắn thì lựa chọn chia phần. Bên này bàn bạc thỏa đáng xong xuôi, Lý Úc Tùng cũng rất vui vẻ, dự định trở về đem sự tình nói cho phụ thân của ngươi biết. Bất quá đúng lúc này, một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa Sử Lai Khắc học viện. Vừa vặn rời khỏi văn phòng, mọi người liền thấy một màn như vậy. Lão Lý đây là nhà ngươi hẳn là tiểu phi tới rồi lúc nói chuyện muội và ba người lý kiến quốc tô lan đã từ trên xe ngựa đi xuống mọi người chào hỏi lẫn nhau một người nắm tay chính thức đạt thành hợp tác vì để phòng vạn nhất lần này sử lai khắc học viện toàn viên đều xuất phát đi khu rừng rậm thố hồn dự định trước cho áo tư tạp một cái lý kiến quốc cùng tô lan săn bắt hồn hoàn lại đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt đệ nhị hồn hoàn cho người đương nhiên nếu như ở trong khu rừng rậm thố hồn gặp được người thích hợp từ vân đan vân sinh ngưu lâm châu sán sán nhất thất tâm lực rồi liệp hồn xâm lâm bởi vậy nên giới về vận chuyển là tổ chức cố dưỡng dùng cho tổ chức của nơi này quảng môn điền quảng môn phủ đạt tổ chức cố hoa phòng hợp bản trên cơ bản mỗi một thành thị đều có một người như vậy dù sao vũ hồn điện vẫn luôn là đánh lấy cơ hiệu giữ gìn hòa bình đại lục làm việc trải qua nhiều năm phát triển như vậy phẩm chủng trong liệp hồn xâm lâm cũng càng ngày càng phong phú nhưng so với tinh đấu đại xâm lâm vẫn là một trời một vực bất quá tìm kiếm long văn côn phù hợp với phụ thân ngươi và lý kiến quốc võ hồn năm hồn hoàn của tô lan vẫn là rất có thể làm được xe ngựa dừng lại ở cửa ra vào phất lan đức xuất ra một cái tại bên trong vũ hồn điện đăng ký huy chương hồn thánh cho hộ vệ canh cửa kiểm nghiệm sau khi kiểm tra thông qua sẽ kiểm tra hộ vệ lộ vẻ cung kính mở cửa bây giờ thời kỳ này một gã hồn thánh hàm kim lượng phi thường cao dù sao đây chính là đại cảnh giới xếp hạng thứ ba trên đại lục a ở thời đại phong hào đấu la này đã ít lại càng ít phong hào đấu la cùng hồn đấu la cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện bên ngoài như vậy hồn thánh chính là quần thể tối đa đi lại bên ngoài rồi không có ai nguyện ý đắc tội với người này mặc dù sau lưng hồn thánh này không có thế lực lớn ủng hộ nếu như ép quá người khác chỉ cần cúi đầu chỉ cần tùy tiện chọn một thế lực lớn gia nhập vào đến lúc đó có chỗ dựa đối phó ngươi vậy thì thật sự không cần quá dễ dàng không có ý của ngươi phất lan đức tựa hồ hiểu được ngươi muốn biểu đạt cái gì lập tức có chút hưng phấn đây chính là đồ ăn cấp bậc hồn đế đường đậu cộng thêm hệ thức ăn của hồn đế rất hiếm có một khi xuất ra đấu giá nhất định sẽ rất cướp tay giá cả cũng có thể được lên đến mức vô cùng cao mặc dù chỉ có 5 ngày cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi nói đi đúng vậy a à, cái này chúng ta trước đó đều không nghĩ tới tiểu phi vẫn là ngươi a, à, quả nhiên là có đầu óc buôn bán, ta thế mà lại đặt một tòa kim sơn mà không tự biết, nếu như ta sớm nghĩ đến, cũng không đến mức nghèo như vậy. Ông trời ơi, trước kia chúng ta đều trải qua cái ngày tháng vất vả nghèo khổ gì à Phất Lan Đức con mắt sáng ngời phi thường đồng ý đề nghị của ngươi, những người còn lại nghe xong cũng là như thế xem ra kế tiếp tiểu tử thiệu hâm này phải chịu tội rồi lưu kỳ bân nói thầm một tiếng sau khi có phương pháp kiếm tiền mới mọi người động lực càng đầy đủ tiếp tục ở giữa thâm bát xâm lâm cáp ngáp sau khi rời khỏi liệp hồn xâm lâm thiệu hâm hát xì một cái kỳ quái ta là hồn đế rồi làm sao có thể sẽ ngáp một cái thiệu hâm nói thầm một tiếng không biết vì sao không hiểu sao lại cảm thấy sau lưng phát lạnh thiệu lão sư tiếp theo chúng ta đi đâu áo tư tạp hỏi đương nhiên là trở về sử lai khắc học viện a bọn hắn lần này đi vào rất có thể phải cần một đoạn thời gian rất dài mới đi ra. Mã Hồng Tuấn, ngươi phải cố gắng tu hành, nhanh lên phá cấp 10 cũng trở thành hồn sư. Thiệu Hâm nói, ân, ta đã biết lão sư thiệu của ta rồi. Mã Hồng Tuấn gật đầu, nhìn áo tư tạp vừa mới thu hoạch hồn hoàn, trong lòng hắn cũng ngừa ngáy, càng thêm kích phát một khỏa nội tâm khát vọng mạnh lên của hắn. Hôm nay trong ba học viên của học viện, hắn còn không phải hồn sư, trên mặt nhiều ít không vượt qua được. Tiêu tâm của thiên hỷ nhất định đủ ra nghiệp định âm chúng cường dương, kỳ cương châu bỏ, cứ như vậy ba người dẫn đầu trở về sử lai khắc học viện một ngày cứ như vậy trôi qua thẳng lên bành khu vực sâu trong rừng rậm liệp hồn giờ phút này đang có một chi tiểu đội cùng một đầu tiểu đội một vạn năm địa long hồn thú đối chiến dưới sự liên thủ vây công của mọi người rất nhanh điện điện giật một hơi thở kiên khuốc mau kết thúc nó hấp thu hồn hoàn trở thành hồn vương đi lý úc mở miệng nói ra giờ phút này địa long đã nằm trên mặt đất cực kỳ suy yếu chỉ có một hơi thở vâng cụ thân thi triển ra đệ tứ hồn kỹ bước nhanh sông tới đã đánh mạnh một kích lên đầu địa long triệt để kết liễu tính mạng của hắn dụ vòng hồn hoàn màu đen xuất hiện nhìn vào viên hồn hoàn này hắn có chút kích động chờ một chút ta cũng muốn muốn hấp thu vạn niên hồn hoàn con mẹ nó cái bức cách này rất cao ly kiến quốc rất nhanh khoanh chân ngồi xuống hấp thu hồn hoàn tiến vào trong cơ thể rất nhanh qua một giờ theo thân thể bành trướng phát nhiệt của hắn tình huống đặc biệt dần dần tỉnh táo lại cũng đại biểu cho việc hắn đã vượt qua cửa ải khó khăn, thuận lợi hấp thu thành công. Ông, một giây sau, vòng hồn hoàn màu đen xuất hiện trên người hắn, ngay sau đó, phía dưới bốn cái hồn hoàn cũng xuất hiện, là hoàng, hoàng tử, tím, đen, vàng, tím nhất, đây chính là hồn vương, quả nhiên lợi hại. Lý Kiến Quốc đại hỷ. hôm nay Lý gia có hai gã hồn vương cùng một gã hồn đế, địa vị tại tác thác thành thẳng tắp bay lên cao, nước lên thì thuyền lên, tương lai Lý gia mặc kệ là thực lực hay là kinh tế đều sẽ không ngừng tăng lên hiện tại hai người các ngươi đều hấp thu xong đệ ngũ hồn hoàn rồi như vậy kế tiếp chúng ta tìm kiếm đệ nhị hồn hoàn cho tiểu phi đi tiểu phi hồn hoàn thứ hai của ngươi muốn hấp thu bao nhiêu năm phất lan đức mở miệng nói nửa ngày trước bọn họ đã đánh bại một đầu vạn năm hồn thú khác để tô lan hấp thu cho nên tô lan trở thành hồn vương sớm hơn lý kiến quốc hôm nay đội hình mấy người các ngươi nơi này cũng là ghê gớm hai gã hồn vương vạn niên hồn thú gặp phải đều muốn quay đầu chạy trốn không dám trêu chọc ta muốn một đầu một vạn năm cùng long thuộc tính hồn thú thứ hai hồn hoàn có liên quan ngươi khiến cho những người ở đây phải chừng to mắt cái gì ngươi muốn hấp thu hồn thú vạn năm làm đệ nhị hồn hoàn của ngươi không được núi quá nguy hiểm bao nhạc viết máy móc hợp thành hình hoa trong vườn số năm chất thiên niên hồn thú ngươi cần thừa nhận chỉ là trùng kích nhục thể nhưng vạn năm hồn thú còn có thể sinh ra tinh thần oán niệm ngươi cần thể dục và tinh thần lực cùng đối kháng nếu tinh thần lực của ngươi không được trở thành phế nhân thậm chí là người chết, sắc mặt Tô Lan có chút kinh hoàng, vội vàng nói: "Tiểu tử này sợ không phải điên rồi, muốn hấp thu vạn năm làm hồn hoàn thứ hai, nghe nói hồn hoàn đầu tiên của hắn là ngàn năm." Lô Kỳ Bân nghe xong cũng có chút khó có thể tin thẩm nghĩ, Phất Lan Đức kiểm tra một chút thân thể của người, lộ ra vẻ kinh ngạc: "Thân thể của ngươi đã đạt đến hồn vương cao cấp, hấp thu vạn niên hồn hoàn không có vấn đề, chỉ là cửa ải tinh thần oán niệm này không dễ chịu, dù sao ngươi cũng chỉ là một cấp 20, cũng là bởi vì bọn hắn đều hiểu rõ vạn năm hồn hoàng cùng hồn hoàn ngàn năm trình lệch, cho nên hắn mới hiểu được tính nguy hiểm, không có chuyện gì không sao, Đông Phương Thanh Long hội của ta sẽ ôm ta. Như Từ Nhĩ lúc tinh thông tâm lõi gắn với cơ thể, dưới trướng, đánh, các ngươi cứ yên tâm đi. Huống chi, sở dĩ vạn năm hồn thú sinh ra tinh thần oán niệm, đó cũng là bởi vì thời điểm đối phương tử vong rất thống khổ. Nếu như chúng ta có thể để một con vạn năm, hồn thú mất mạng trong thời gian ngắn nhất, như vậy tinh thần oán niệm sẽ rất yếu, thậm chí là không có lời của ngươi khiến mọi người rơi vào trầm tư long loại hồn thú mạnh hơn hồn thú bình thường nhiều huống chi còn là vạn năm cho dù chúng ta có nhiều người liên thủ như vậy cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn kết thúc sinh mệnh của đối phương vừa rồi một đầu địa long kia chúng ta liên thủ đều đánh nửa nén hương mới bắt được phất lan đức mở miệng nói vừa rồi ta quên dùng lực lượng của ta trước tiên tìm một đầu hồn thú một vạn năm rồi nói sau ngươi nói hồn hoàng thứ hai của ta phải hấp thu một vạn năm ta có thể cam đoan hấp thu hoàn tất có thể bất quá ta muốn ngươi phải xem ngươi có thể làm được không uy nhiếp vạn năm long loại hồn thú rồi hãy nói tô lan suy nghĩ một chút hơi có chút nhà ra có thể ngươi gật đầu nếu như có thể ngươi tình nguyện một thân một mình tìm đường chết còn hơn bởi vì cùng người tới lại phải nói nhảm giải thích thật sự rất lãng phí miệng lưỡi giống tân nhiên nhiên một tiếng mãnh thú gầm thét vang lên mọi người biến sắc một giây sau đại địa chấn động thú phía trước liền xuất hiện long loại viện không phải của người thứ nhất phía trước xuất hiện tiểu thú sinh không phải tám giờ hóa loại viện trước vạn liền xuất hiện long loại sức chỉ học không phải người thứ 10. Đây là phách vương long, thuộc về á long chủng, so với con địa long vừa rồi, còn lợi hại hơn. Không nghĩ tới rừng rậm thố hồn sẽ xuất hiện, loại long thuộc tính hồn thú cấp bậc này, hình thể và chiều dài. Còn có hồn lực phát ra chấn động để phân tích, ít nhất là một đầu vừa mới đi vào vạn năm không lâu. Phất Lan Đức mở miệng nói, tất cả mọi người phóng xuất ra võ hồn và hồn hoàn. Trong mắt Phách Vương Long lộ ra vẻ kích động, vậy thì chọn quan rồi, ngươi triệu hồi ra thanh long côn trên mặt đất một cỗ còn kinh khủng hơn cả phách vương long long uy từ trên người ngươi xuất hiện đồng tử phách vương long đột nhiên co rụt lại thiếu niên nhân loại trước mắt này trong mắt hắn biến thành một con thanh long cực lớn siêu cấp mang theo uy thế không gì sánh kịp và tuyệt đối vị cách thần thánh nhìn chăm chú vào nó từ huyết mạch cùng vị cách bên trên trực tiếp chấn áp nó khiến nó cảm thấy sợ hãi bịch chỉ thấy một màn khiếp sợ xuất hiện trước mặt mọi người phát ký châu thời đại đạt ký không khắc nhiên cùng lúc đánh tới tỉnh thả lộ ra thần sắc thành kính đông đông dập đầu phảng phất như gặp được long tổ vô thượng trước mặt con thanh long này bản thân nó chỉ là một tiểu lâu la siêu cấp có thể trở thành nhân loại hồn hoàn do long tổ vô thượng lựa chọn là vinh hạnh của quan một giây sau chỉ thấy bá vương long ngang thiên thét dài một tiếng sau đó khí tức đứt đoạn tử vong biến thành một vòng hồn hoàn màu đen một màn này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra vẻ sững sờ cùng thần sắc ngơ ngác một màn này lại xuất hiện chỉ là lần trước tên kia bị chúng ta đánh một trận thế như lần này chúng ta còn chưa ra tay à nó cứ như vậy mà chết đi cất lan đức triệu vô cực chừng to mắt nhìn về phía lý úc tùng lý úc tùng nhún vai hắn ta mở tay ra nói đừng nhìn ta ta cũng không rõ cái gì lần trước đã có rồi lô kỳ bân Lý Kiến Quốc, ba người Tô Lan vẫn còn tự nhiên, bị hù chết, chính ngươi cũng mộng bức, ngươi chính là triệu hồi ra Thanh Long côn đứng tại chỗ, một đầu á long trùng hồn thú vạn năm chính mình bị hù chết, nếu như nói ra, ai sẽ tin chứ? Bổn ý của ngươi là dùng uy thế của Đông Phương Thanh Long chấn nhiếp đối phương, lại để cho những người khác xuất thủ nhanh chóng đem hắn đánh ngất xỉu, ngươi lại đi lên bổ thêm một đao đấy, xem ra, hết thảy đều đạt được không uổng công, nội tâm ngươi đại hỉ, đã xong. Từ khi công nghệ nguyệt hóa, thời gian mà ngươi hóa át có hai ngày thông suốt rồi ân thật không hổ là thần thú quê nhà của ngươi quả nhiên nghiêu bức vậy bây giờ cái hồn hoàn này tính là của ai tiểu phi không có động thủ đánh nó đâu đây không phải là lãng phí một cách vô ích sao lưu kỳ bân hỏi tự nhiên là tính ta nó bị ta hù chết ngươi nhanh chóng đi tới trung tâm vòng hồn hoàn này ngồi xếp bằng tô lan muốn ngăn cản bất quá lại bị lý kiến quốc ngăn lại phải tin tưởng hài tử của chúng ta ngay cả một con á long trùng vạn năm cũng bị hù chết còn có bộ dáng thành kính vừa rồi của bá vương long dập đầu Tiểu Phi tựa như chính là tổ tông của bọn chúng, không đúng, nó không phải bái Tiểu Phi, mà là Đông Phương Thanh Long. Lý Úc Tùng chỉ vào hoa văn Thanh Long trên Thanh Long Côn của người, nói đích xác võ hồn của hai người bọn họ cũng cảm thấy sợ hãi hai người chẳng những không khó chịu ngược lại rất cao hứng điều này cũng đại biểu ngươi thật là một tồn tại nghịch thiên tương lai thành tựu phong hào đấu la đã là chuyện ván đã đóng thuyền chuyện hôm nay phải giữ bí mật nghiêm ngặt nhớ là không được để lộ ra ngoài nếu không sẽ mang đến cho tiểu phi tai họa ngập đầu đây chính là người trong chúng ta có hy vọng trở thành tồn tại phong hào đấu la nhất một khi tiểu phi trở thành phong hào đấu la chúng ta sẽ có được chỗ dựa lớn thuộc về mình Phất Lan Đức mở miệng nói, đương nhiên là nói cho Lưu Kỳ Bân nghe, Lý Úc Tùng là ông nội ngươi. Chính hắn và Triệu Vô Cực cũng đã biết, bất kể như thế nào, bốn người bọn họ tuyệt đối sẽ không nói. Ánh mắt bọn họ như vô tình hay cố ý đều nhìn về phía Lưu Kỳ Bân. Lô Kỳ Bân không phải kẻ ngu, lập tức tỏ thái độ, yên tâm đi, hôm nay ta không nhìn thấy gì cả. Ta cùng Thiệu Hâm mang theo Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp, trở về đi ra ngoài chờ các ngươi. đằng sau đã xảy ra cái gì, ta đây một mực không biết. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lộ ra cười hiểu ý, ánh mắt cũng một lần nữa trở lại trên người ngươi. Tiếp theo phải xem ngươi biểu diễn, ngươi hấp thu cái này một vạn năm hồn hoàn tiến vào thanh long côn, bắt đầu vận chuyển đông phương thanh long quyết luyện hóa. Ngươi kinh ngạc phát hiện, giếng bá vương long không sinh ra tinh thần oán niệm, ngược lại còn mang đến cho ngươi tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Bây giờ tinh thần lực của ngươi ít nhất đạt tới, đã đến cấp độ hồn vương cao cấp. Đây chính là một niềm vui bất ngờ đáng mừng. Tinh thần lực của hồn vương cao cấp và thân thể hồn vương cao cấp rất nhẹ nhàng hấp thu xong một viên vạn niên hồn hoàn về sau chỉ cần tìm toàn bộ long loại hồn thú ta đây liền có thể không cần tốn nhiều sức hấp thu hồn hoàn rồi coi như không tệ trong lòng ngươi nghĩ đến tiếp theo ngươi tiến vào trạng thái im lặng một giờ sau khi hết giờ hồn hoàn màu đen mới từ bên ngoài cơ thể hiển lộ ra ngoài ông dưới hồn hoàn màu đen là một hồn hoàn màu tím tử hắc bố trí đại hồn sư khủng bố như thế quả thực là hù chết người a sau khi hấp thu bá vương long hồn hoàn, thân thể của ngươi cũng lần nữa trở nên cường tráng cao lớn. Hôm nay thân cao đã đạt đến 1m7, 6 tuổi 1m7, đại hồn sư màu tím đen nghịch thiên phối trí, quả thực là biến thái. Ngươi là nam nhân phá vỡ tất cả hồn sư giới, thanh long côn xoay tròn một vòng trên tay ngươi, trên mặt đất, phóng xuất ra hai cái hồn hoàn nghịch thiên màu tím đen, khí chàng trong nháy mắt liền tăng lên quả thực là vô cùng dọa người hấp thu xong hồn hoàn thứ hai đông phương thanh long mở khóa kỹ năng hoàn toàn mới tên là thanh long chi lực kỹ năng này vừa ra ngươi có thể thu hoạch được một phần nhỏ lực lượng của hữu long gia trì toàn bộ tiểu năng ưu nguyệt thiền nhất trung lực kiến lý thêm đặc lý thân ngươi có thể thu hoạch được một phần nhỏ trong quá trình dục cần phải được gia trì toàn bộ trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng cường hãn liên tục hơn nữa có thể cùng thanh long cửu kình trồng lên mỗi một kình bộc phát ra trong nháy mắt mạnh hơn khủng bố hơn bộc phát sát thương cùng lực phá hoại Song Bách thuật thuần thục thời gian hợp cùng chính thần hiệu nội mỹ hình dáng hãn hãn, trừ cái đó ra, còn có thể thu hoạch được năng lực phi hành, tốc độ phi hành là dựa theo Thanh Long để tính, tất cả sức mạnh của kỹ năng đều sẽ theo hồn lực của ngươi tăng lên hoặc là nhân đại hồn hoàn tăng lên mà không ngừng tăng cường. Ngươi trong lòng rất là hài lòng, hồn kỹ rất không tệ, có nó ra chỉ, ta có thể huy vũ ra đệ nhị kình càng thêm hoàn mỹ, khí chất rất khủng bố, nhưng hồn hoàn nếu như hiển lộ ra ngoài, quá mức nghịch thiên cũng sẽ đưa tới họa sát thân bất kể là vũ hồn điện vẫn là thiên đấu đế quốc hoặc là thất bảo lưu ly tông cũng không nguyện ý nhìn thấy một yêu nghiệt quá siêu việt quật khởi sự tồn tại của ngươi đã phá vỡ cân bằng của giới hồn sư đây là điều bọn họ không cho phép cho nên vượt cấp hấp thu hồn hoàn đây cũng là một chuyện không tốt lắm phất lan đức đám người đầu tiên là cao hứng nhưng một giây sau đã bắt đầu lo lắng thiên niên tử sắc đệ nhất hồn hoàn hồn hoàn màu đen thứ hai vạn năm đổi một góc độ khác để suy nghĩ một chút nếu như lý phi không phải người bên bọn họ mà là thiên tài yêu nghiệt của thế lực khác bọn họ đều muốn ra tay bóp chết thiên tài như vậy càng đừng nói đến thế lực khác đúng vậy a à, đây nên làm gì bây giờ chẳng lẽ trước khi tiểu phi trưởng thành thì để hắn một mực ẩn nấp không xuất thế sao tô lan yêu sầu nói ra con trai của mình hàng thì nhã tâm bao khắc có thể lùi đến cường ép nhập thì hồng cuối cùng giết chết hắn chư vị yên tâm đi ta đã lĩnh ngộ một hồn kỹ phóng thích không phóng thích hồn hoàn các ngươi cân nhắc đến vấn đề ta đã sớm cân nhắc đến rồi tự nhiên đã làm xong chuẩn bị ngươi chậm rãi mở miệng nói tới xem ngươi hấp thu vạn niên hồn hoàn tăng lên bao nhiêu lý úc tùng đi lên trước lấy ra chắc hồn cầu màu lam đưa cho ngươi ngươi vươn tay đụng vào dụ theo một đạo quang mang lập lòe hai con số xuất hiện trên quả cầu 28 6 tuổi cấp 28, bây giờ cách 7 tuổi còn rất sớm, dựa theo tốc độ tu luyện như vậy, trước 7 tuổi rất có thể trở thành hồn tôn. Tất cả mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, bất kể là 6 tuổi hồn tôn hay 7 tuổi hồn tôn cũng tốt, đều vô cùng kinh người, bất quá chờ đến hồn tôn tốc độ tu luyện sẽ trở nên chậm lại. Thuộc về một lần chất biến rồi, nhưng thiên phú tu luyện của tiểu phi tốt như vậy, hẳn là sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Phất Lan Đức vươn tay nhắc lên gọng kính mắt, nói, chúng ta đi thôi chạy nhanh rời khỏi nơi này. Lúc này đây, bọn hắn không hỏi thăm ngươi đệ nhị hồn kỹ là cái gì, đây cũng là không muốn biết. Rời khỏi liệp hồn xâm lâm, mọi người liền tách ra, Lý Kiến Quốc và Tô Lan thì trở về Lý Gia. Kế tiếp càng nhiều chuyện cần bận rộn hơn, Lý Úc Tùng và đám người ngươi thì ra roi thúc ngựa, sử lai khắc học viện. Mã Hồng Tuấn đang cố gắng tu luyện, thích ứng đệ nhất hồn kỹ của mình, gặp ngươi trở về, hai người đều rất vui vẻ, thiệu hâm gọi người đến bếp sau tới, Lúc này Thiệu Hâm mặc quần áo đầu bếp màu trắng, đỉnh đầu đội một cái mũ cao màu trắng. Các ngươi trở về rồi, còn chưa ăn cơm sao? Ta hiện tại đi nấu cho các ngươi, Thiệu Hâm nói. Phất Lan Đức đám người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe ra một tia xảo điểm. Hướng Thiệu Hâm cười ha hà nói, không cần, coi như là chúc mừng, chúng ta đi ra ngoài ăn. Được rồi, rất nhanh, mọi người đi vào tử lâu rất nổi danh trong tác thác thành bao hết một phòng bao mùi thơm xông vào mũi ăn như gió cuốn sau khi hấp thu xong hồn hoàn thứ hai ngươi đối với thức ăn càng thêm khát vọng cũng ăn rất nhiều lượng cơm một người ăn so với trước kia càng thêm đáng sợ một màn này khiến tất cả mọi người nhìn ngây người phi ca thật là lợi hại a à. vậy mà có thể ăn nhiều như vậy mã hồng tuấn cùng áo tư tạp chừng to mát kinh hô ăn nhiều một chút mới có thể trở nên mạnh hơn ngươi nói đi ồ chúng ta cũng muốn ăn nhiều một chút mã hồng tuấn và áo tư tạp ăn cơm càng có động lực hơn phất lan đức không rót rượu cho thiệu hâm lộ ra nụ cười gian thương nói thiệu hâm a có một việc chúng ta cần thương lượng với ngươi nếu như thành công ngươi về sau cũng sẽ không thiếu tiền tiêu hơn nữa về sau ngươi có thể sẽ có ước điểm bận rộn ai quan hệ giữa chúng ta là cái gì không cần khách khí như vậy nói thẳng chính là nói ta nhất định sẽ làm cho các ngươi thiệu hâm cũng là uống lên đầu Cất phất tay nói ra, Cất Lan Đức, Lý Úc Tùng, Lô Kỳ Bân, bốn người triệu vô cực liếc nhau, đều lộ ra nụ cười gian xảo. ngươi cùng hai người khác thì cúi đầu ăn cơm, Phất Lan Đức thiên ho một tiếng, đấu giá kẹo đậu đã chuẩn bị xong xuôi, chuyện mua bán nói với thiệu hâm. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, nguyên lai là loại chuyện nhỏ này, ngươi yên tâm đi, đương nhiên không có vấn đề, đúng vậy, làm ăn như vậy vì sao trước đó ta lại không nghĩ tới, thật sự là quá ngu ngốc, một cái kẹo đường do hồn đế chế tạo ra nhất định sẽ bán đất đỏ, đáng đời ta trước kia nghèo a, à. ngay cả điểm này cũng không nghĩ tới, Thiệu Hâm nghe xong, ai một cái, sau đó dùng hồn lực tiêu trừ rượu trên người, đôi mắt sáng ngời, có chút hưng phấn nói, hắn cũng vì sự ngu xuẩn của mình mà cảm thấy không lời nào để nói, thật đúng là tự thủ Kim Sơn không tự biết a, à, chuyện này cũng không thể trách ngươi, chúng ta trước đó cũng không nghĩ tới, đây là tiểu phi nghĩ ra sau khi nhìn thấy kẹo đậu của ngươi chúng ta những lão nhân này thật sự không bằng A, à. sau này có tôn thần tài tiểu phi này rồi, sử lai khác học viện chúng ta sẽ không nghèo khó, ha 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 ha, chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, đến đây, vì cuộc sống tốt đẹp ngày sau của mọi người mà cũng ly, Phất Lan Đức dẫn đầu nâng chén, mọi người cũng cùng một chỗ, cùng một đám, cùng, thẳng lên. Theo cái chén đụng vào nhau, mọi người uống một hơi cạn sạch, cơm nước xong xuôi, thiệu hâm liền đem một túi đã chuẩn bị, đường đậu tốt giao cho Phất Lan Đức. Những hạt đậu này có các loại công hiệu thần kỳ, Phất Lan Đức cùng mọi người cáo biệt, không kịp chờ đợi tiến về phòng đấu giá lớn nhất tác thác thành. Chuyện này có thể được hay không? Rất nhanh đã biết được, sắc trời không còn sớm, đêm nay không có nhiệm vụ khác, ngươi và Lý Úc Tùng quay về Lý Gia. Độ hòa thực hạ đạo viện vạch là y quốc Mỹ Lai Khắc Tử. Cùng lúc đó, một bên khác, Lý Kiến Quốc và Tô Lan bước vào hồn vương, trọng lượng nói chuyện cũng càng thêm nặng, nguyên bản một ít người muốn dở trò. Toàn bộ đều là kinh sợ, bọn họ suốt đêm ở một nơi khác, tổ chức đại lý thương hội tụ hội, người tới rất nhiều, hai hồn vương nói chuyện có phân lượng rất nặng tuyệt đại bộ phận mọi người đều phải nề tình hơn nữa mọi người không có ai gây khó dễ cho việc làm ăn sau khi thảo luận xong đêm nay cũng đại biểu cho lý gia chính thức muốn quật khởi theo các loại đại lý thương càng ngày càng nhiều. Lý ra về sau muốn nghèo khó cũng rất khó. Đảo mắt đã qua 3 tháng. Từ lần đó Phất Lan Đức nếm được, sau khi được ăn ngon ngọt từ đường đậu, trên cơ bản mỗi một ngày thiệu hâm đều sẽ chế tác đường đậu. Lấy ra đầu giá, 3 tháng nay có thể nói thiệu hâm mệt đến chột dạ. Phát hiện tiếp tục như vậy cũng không phải một biện pháp. Phất Lan Đức đám người vẫn là đem trọng tâm đặt ở. Đại lý tiêu thụ thương phẩm của Lý Gia, hiện giờ 3 tháng trôi qua, khăn tay và khăn mặt của Lý Gia ở các đại gia tộc, dưới sự liên thủ của thương nhân, cầm xuống toàn bộ thị trường tác thác thành, tỉnh thả thả bắt đầu hướng thành thị còn lại xung quanh, thôn trấn, thôn hương tiến hành bố trí buôn bán. Giấc mộng của Lý Gia là để lý gia, tất cả thương phẩm trải rộng toàn bộ đại lục, mà thương nhân đi lại các nơi chính là thương nhân đại diện tốt nhất, chỉ là dùng 3 tháng thời gian, Lý Gia đã trở thành gia đình phú hào hàng tỷ, thật sự không thiếu tiền. Phất Lan Đức mấy người cũng là thông qua đại lý kiếm được đầy bồn đầy bát, Sử Lai khác học viện cũng đã nhanh chóng xây dựng lại, tỉnh thả thả bắt đầu 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 tư một ít thiết bị dùng để tu luyện, hôm nay càng giống như là một học viện chính quy hơn, Mã Hồng Tuấn cũng là hai tháng trước bước vào cấp 10, liệp lấy hồn hoàn, 3 tháng nay, Lý gia không ngừng thu mua kình giao với số lượng lớn, Lý Kiến Quốc, Tô Lan, Lý Úc Tùng, bốn người các ngươi thì không ngừng sử dụng, cường độ thân thể đạt được đề thăng phi thường lớn, tu vi của ngươi cũng thuận lý thành chương đột phá cấp 30 hồn tôn, còn là một cái thân thể cùng chiến lực đều phi thường khủng bố hồn tôn sau khi đột phá giếng ngươi không có vội vã lựa chọn để tam hồn hoàn mà là không ngừng rèn luyện thân thể căn cơ vững chắc 6 tuổi hồn tôn đã vượt qua 99,99% ,99 người rồi không cần vội vã tăng lên hồn lực hảo hảo đánh vững căn cơ mới là chính đạo hơn nữa ngươi cũng bày mưu tính kế cho lý gia giải quyết không ít các loại phiền toái trên đường đi sau khi lý gia có tiền liền đại lượng mua sắm chất lượng tài nguyên tốt chất lượng lớn tu hành Tùng ấu tử EG không đến mức thằng mẹ đẻ buồn bã. cái chuyên tử hình chữ A tâm không đến nhập T, khoảng cách đến hồn thánh cũng chỉ là cấp 2 mà thôi, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay qua đi, Lý Úc Tùng có hy vọng đặt chân vào hồn thánh cấp 70, tử kiến quốc tam lệ có thể hình thành đến cấp bậc có thể vệ hành, dù sao hai người này là hai người bận rộn nhất trong lý gia thời gian tu hành rất ít, bất quá cũng may có cải tạo tâm đầu huyết, để thiên phú tu luyện của bọn hắn tăng lên vô số lần. Mặc dù không có quá tận lực đi tu hành, dưới sự trợ giúp của nhiều tài nguyên như vậy, hay là tăng lên rất nhiều, hồn lực trong cơ thể đã tràn đầy, không thể tiếp tục áp chế nữa. Như vậy đối với kinh mạch thật không tốt, xem ra nhất định phải săn bắt hồn hoàn thứ ba rồi. Bây giờ cách thời điểm chính thức triển khai cốt truyện còn có thời gian khoảng 6 năm nữa. Trong 6 năm này nếu như ta có thể nhanh chóng tăng lên hồn lực, có thể làm rất nhiều chuyện băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng độc cô bác bên kia nhất định phải mưu đồ một chút mới được hiện giờ người có thể nhanh chóng trở thành phong hào đấu la không thể nghi ngờ là phất lan đức cùng triệu vô cực hai người lý phi ngồi ở phía sau núi lý gia minh tưởng kết thúc nếu như không có chuyện gì quá lớn xảy ra người rất ít đi xử lai like khắc học viện mà là trực tiếp ở nhà tu hành dù sao mọi người đều biết tình huống của ngươi vô cùng đặc thù trước khi trưởng thành có thể không tiếp xúc với ngoại giới không có đường đi không có giá trong ngủ mọi người bạch nhiên định em em siêu phẩm thì tốt rồi cứ như vậy ẩn núp ở phía sau màn chậm rãi trở nên mạnh mẽ bày mưu tính kế sau đó kinh diễm tất cả mọi người tức giận trước tâm tử của tam trí lúc đó đại trà định mua hơn nữa ngươi cũng cùng phất lan đức luận đạo rồi nhất là liên quan tới hồn sư không chủ động gây chuyện là tài trí bình thường đề tài này là triển khai biện luận phi thường kịch liệt cuối cùng phất lan đức thua ngươi toàn thắng song thẩm tiểu từ lúc đài thác thiên thời tam trí chí hoành chính đến quả cầu màu trắng bạch khổng lồ xám trắng to lớn màu trắng xám thúc đẩy từ nay về sau sử lai khác học viện không có câu nói này mà là lựa chọn khiêm tốn tu hành trong tương lai tất cả mọi người đều kinh diễm không chủ động gây chuyện không chủ động muốn chết nhưng người khác chủ động tìm chúng ta gây phiền toái vậy thì lấy xu thế lôi đình đánh trả câu nói này trở thành một trong những khẩu hiệu của sử lai khắc học viện tư tưởng của ngươi làm việc là vô cùng thành công đồng thời ngươi cũng biết phất lan đức thích liễu nhị long tỉnh lại khích lệ đối phương thừa dịp ngọc tiểu cương đang ở bên cạnh phế vật này hèn nhát vứt bỏ liễu nhị long trọng quyền xuất kích hảo hảo đem đối phương cua tới tay trực tiếp gạo nấu thành cơm ngươi đã trở thành toàn bộ lý gia cùng sử gia nhân vật cấp bậc quân sư của lai khắc học viện tiểu phi ngươi xem hình tượng hiện tại của ta thế nào phất lan đức đi tới phía sau núi bên này hình tượng và khí chất đều có chung một chỗ hiện tại hắn cùng lúc trước quả thực là một trời một vực cạo râu cắt tóc xong trong thời kỳ vui vẻ chuỗi dài ắt màu sắc của khẩu bác quần Đại tranh dùng thái phẩm đốt vận, màu sắc quần áo tinh xảo, khoái nhất tầng đại phẩm nghe liên có thể uống ngụm nước quần, thoạt nhìn càng thêm nhã nhặn, quý ngài đẹp mắt, ngươi cao thấp đánh giá, rất là thỏa mãn nói, vô cùng không tệ. Kết thúc, trao cư lấy hình tượng như vậy đi gặp Dì Liễu đi, lại từ phương diện tình cảm đối phương yếu ớt ra tay, đối với phương diện này nàng đặc biệt yêu mến, hơn nữa thái độ của ngươi cường thế một chút, nhất định có thể cua được Dì Liễu. Vậy thì tốt quá. Phất Lan Đức nghe xong rất là hài lòng nở nụ cười bất quá một giây sau nụ cười thu liễm lại có chút ưu sầu nếu như vậy sau này gặp được ngọc tiểu cương ta phải làm sao đối mặt với hắn hắn chỉ là một người không dám chịu trách nhiệm trốn tránh là một kẻ hè nhát không cần để ý ý ý nghĩ của hắn hạnh phúc của ngươi nên tự mình cố gắng tranh thủ nếu trước đó đã cho hắn cơ hội hắn không hảo hảo quý trọng vậy bây giờ ngươi lấy nó về tay cho ta coi như hắn biết thì có thể làm sao ngay cả lan quảng thành cũng tâm vân cộng hấp vật phát đi rồi liên cùng cái cấp ấn tâm vân thay hút vật phát thời đi rồi ngươi còn sợ hắn, chờ ngươi bắt liễu a à gì lại liền nhanh chóng thâm nhập giao lưu cảm tình, nhanh chóng tạo ra mấy đứa trẻ đến lúc đó cho dù là ngọc tiểu cương hay người kia tế vật thật sự cùng các ngươi gặp mặt rồi có mấy đứa trẻ ở đó cháu và dì liễu ràng buộc sẽ rất sâu sắc, lại thêm mỗi ngày ngươi đều thì thầm với nàng ta dần dần sẽ không còn tình cảm với ngọc tiểu cương nữa. kết thúc lời ta đã nói đến đây có nên thực thi hay không chính ngươi nhìn xem làm đi ngươi bình tĩnh nói trong giọng nói lộ ra một loại thong dong cùng tự tin hạnh phúc là của ngươi nếu như ngươi vẫn không nghĩ ra vậy thì tìm nữ nhân khác đi ngươi mở miệng khuyên nhủ cuối cùng lại thở dài một hơi kỳ thật dựa theo phất lan đức làm như vậy chính là một cái tiếp bàn hiệp nhưng liễu nhị long chính là một hồn thánh nếu không phải bị phế vật ngọc tiểu cương kia làm lỡ việc nói không chừng đã sớm là hồn đấu la thậm chí là phong hào đấu la cùng với việc có thể tập trung tinh thần của các nghiệp vệ loại hình chuyên nghiệp đặc đạt dung đại sư đóng cửa lưu lai có thể nghênh đón tử gia đạt nghênh đón thời gian đóng cửa như vậy lý gia sẽ càng thêm cường đại hiện giờ lý gia chính là cổ đông lớn nhất của sử lai khắc học viện đương nhiên lý gia tỉnh sẽ không nhúng tay vào sự phát triển của học viện ương lai khắc mà là dùng phương thức cung cấp vật chất cùng tài nguyên tham gia đoạn tình cảm này tuyệt đối không thể bị phá hư đây cũng là chủ ý của ngươi ta hiểu được tiểu phi hạnh phúc của ta ta sẽ tranh thủ phất lan đức hít sâu một hơi gật đầu nói, Phất Lan Đức nói, lại nói ngươi chừng nào thì săn bắt hồn hoàn thứ ba. Đã lâu như vậy rồi, ta tính chờ ngươi săn bắt hồn hoàn thứ ba xong lại nói, cùng với ngươi đi đến thiên đấu thành tìm nhị long muội hôm nay phải đi ngay, ngươi trả lời ngắn gọn, trong giọng nói để lộ ra quyết tâm cùng năng lực hành động của ngươi, ta cũng muốn đi sao, thiên đấu thành bên kia ngươi tự mình đi là được rồi, ngươi chừng mắt nhìn, tựa hồ đang suy nghĩ có thật sự cần Phất Lan Đức đi cùng hay không, không được, chủ ý này là ngươi đưa ra, ngươi nhất định phải cùng ta đi nếu giữa đường xảy ra chuyện gì ngươi phải cung cấp phương án giải quyết cho ta bằng không trong lòng ta không nỡ a à. phất lan đức kỳ thật nội tâm vẫn có chút khó chịu thiên ca một tiếng nói có ngươi ở bên cạnh cảm giác an tâm hơn nhiều được rồi thuận tiện đi thiên đấu thành mở rộng tầm mắt ngươi có chút im lặng theo bọn hắn nghĩ đều là tác dụng của thuốc nhưng mà lại là ba tháng trước tâm đầu huyết có quan hệ chỉ là không có ai biết mà thôi bởi vì hiệu quả tâm đầu huyết rất mạnh mẽ hiệu quả chân chính là cải tạo thân thể trong thời gian dài làm dịu thân thể, sống càng thường xuyên, trên người biểu hiện ra hiệu quả càng rõ ràng, trong thời gian ngắn không có khả năng phục dụng lặp lại, cho nên trong 3 tháng này, Lý Phi cũng không có cho bọn hắn uống lần thứ hai uống máu đầu tim, hiện tại hiệu quả nhìn thấy toàn bộ đều là giọt máu đầu tiên, máu trong cơ thể Lý Phi cũng sẽ theo tu vi của hắn tăng lên mà trở nên càng mạnh mẽ hơn, hiệu quả phóng thích ra cũng sẽ mãnh liệt hơn, đợi săn bắn xong hồn hoàn thứ ba, hắn dự định lại cho ba người trong nhà một lần nữa, máu đầu tim cấp bậc hồn tôn nói không chừng có thể trực tiếp làm cho gia gia của mình đột phá, hôn thánh lão bà. Ta cần chúng ta đi xem mắt a, à, làm cho như vậy, khi Lý Ngọc Tùng nhìn thấy cách ăn mặc của Phất Lan Đức thì không khỏi cảm thấy vui mừng, lộ ra vẻ trạch dị, hắn cũng không biết Phất Lan Đức cùng Lý Phi có chuyện gì, dù sao chuyện như vậy không tốt lắm bị người khác biết rõ, đột nhiên tâm huyết dâng trào, muốn thay đổi hình tượng của mình một chút, đừng nghĩ nhiều như vậy, Phất Lan Đức cười ha hả nói, Tiểu Phi nói hôm nay phải đi săn giết hồn hoàn thứ ba, ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào? Phất Lan Đức hỏi, muốn dùng cái chủ đề này để chuyển rời một cái chủ đề khác, chuẩn bị xong xuôi, ngay vừa vặn, ta lại đột phá nữa, hiện tại ta là cấp 69, khoảng cách hồn thánh cũng sắp tới. Lý Ngọc Tùng hơi lộ ra một chút hồn lực, để Phất Lan Đức lộ ra vẻ khác thường, hảo ra hỏa ngươi đến cùng làm sao vậy, không chỉ có cả nhà càng ngày càng trẻ ra. Ngay cả tốc độ tu luyện cũng biến thành nhanh như vậy, lúc này mới qua 3 tháng mà thôi à, ngươi chính là đã đột phá mấy cấp, quả thực là biến thái à. Phất Lan Đức khóe miệng co rút lại, "Có thể chúng ta sẽ nghênh đón mùa xuân thứ hai, đây chẳng lẽ không phải chuyện tốt, thực lực của chúng ta mạnh mẽ, Sử Lai Khắc Học viện, thực lực tổng hợp cũng sẽ mạnh lên." Lý Ngọc Tùng cũng đang ngơ ngác, hắn cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. "Đây đương nhiên là chuyện tốt a, à. đến lúc đó, Sử Lai Khắc Học viện chúng ta có ba danh hồn thánh rồi." Phất Lan Đức nghe xong vẻ mặt càng tươi cười, bất quá vẻ hâm mộ trong mắt một chút cũng không có giảm bớt, "Đúng rồi, Kiến quốc và Tô Lan không có ở đây. Hiện tại sản nghiệp của Lý gia càng làm càng lớn, so với trước đó càng bận rộn hơn. Gần đây cũng đang khai phá sản nghiệp hồn sư mới. Lý Ngọc mở miệng nói ra: A có thể nói nghe một chút hay không? Phất Lan Đức tò mò: Không có gì đặc biệt, tìm những võ hồn kia hoặc hồn kỹ có thể ly thể thời gian dài tồn tại hồn sư, lại đem đồ đặc của bọn họ đem ra ngoài bán. Cùng một đạo lý với Thiệu Hưng, đồng thời chúng ta cũng phát triển ngành dịch vụ của hồn thế giới, chuyên môn cấp cho hồn sư cùng những quyền quý kia phú thương và một số người khác để phục vụ, giá cả thu lấy cũng sẽ căn cứ đẳng cấp mà định ra, mà Lý Gia sẽ trở thành ô dù bảo hộ của bọn hắn. Lý Ngọc Tùng nói, Phất Lan Đức vô cùng đơn giản, vừa nghe liền cảm giác có rất nhiều khởi đầu, đôi mắt sáng lên, nói, cái nghề này đích xác rất mới mẻ, có phải hay không lại là tiểu phi nghĩ ra được, đúng vậy, đầu chúng ta cũng không nghĩ ra được vẫn phải là tiểu phi mới được lý ngọc tùng cười nói lý ra bọn họ hiện tại chính là không thiếu tiền kẻ có tiền chỉ biết càng có nhiều tiền hơn trong thế giới không có luật pháp này một thế giới không có lũng đoạn lý phi đưa ra các loại chủ ý đều là phi thường ác độc hắn không chỉ muốn kiếm nhiều tiền còn phải không ngừng thu mua bên ngoài sau đó lũng đoạn toàn bộ thị trường hiện tại thực lực còn không mạnh vấn đề không lớn chờ tương lai chỉnh thể thực lực lý ra đủ cường đại vậy thì càng thêm không sợ thông qua các loại phương thức khống chế những người có quyền thế, lại thông qua các loại ngành nghề khống chế các gia tộc khác, khống chế toàn bộ thị trường, đạt tới trình độ đủ để phá vỡ một quốc gia. Dù sao bây giờ còn nhỏ yếu, bước tiến sẽ không quá lớn, cơm phải từng miếng từng miếng. Bây giờ còn đang trong giai đoạn thí nghiệm, không vội, Lý Phi cười cười, trong đầu hắn còn có vô số đầu kiếm được nhiều tiền, ý nghĩ lũng đoạn. Hắn tính toán trước tiên đem nội bộ vương quốc Ba Lạp khắc khống chế trước, lại chậm rãi tầm ăn dỗi công quốc vương quốc xung quanh, sau đó kế hoạch vây quanh thành thị của một nông thôn tại chiếm đoạt toàn bộ thiên đấu đế quốc ngẫm lại liền rất điên cuồng trong thời gian này có chỗ nào cần ta hay không phất lan đức tính toán phân một chén canh lý phi và lý ngọc tùng cũng không có ý kiến gì bởi vì trong kế hoạch của bọn hắn sẽ kéo phất lan đức lên thuyền mọi người cùng nhau kiếm tiền phát tài đem quan hệ càng thêm vững chắc đến lúc đó nhất vinh câu vinh một tổn cùng tổn không chỉ có ngươi, toàn bộ sử lai khắc học viện đều có. Đó chính là phụ trách loại người này cùng mở rộng, còn có bảo hộ an toàn của bãi. Đến lúc đó lợi nhuận là chia đôi, Lý Phi nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi săn giết đệ tam hồn hoàn cho ngươi trước đi. Hồn hoàn thứ ba của ngươi muốn bao nhiêu năm? Phất Lan Đức nghe xong vẻ mặt tươi cười, vấn đạo bao nhiêu năm kỳ thật không quan trọng. Chỉ cần vượt qua một vạn năm là được, hai vạn năm hoặc ba vạn năm cũng được. Lý Phi nói, bây giờ nội tình của mình đã vững chắc rồi trước tiên làm một cái vạn niên hồn hoàn đem vị trí lấp đầy tương lai chính mình lại nghĩ biện pháp săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn tăng lên niên đại của mình hắn dự định đi hải vực săn bắn bởi vì nơi đó là thế giới này khu vực tụ tập hồn thú lớn nhất, chủng loại cũng là phong phú nhất. Tinh đấu đại xâm lâm, ở hải vực trước mặt cũng chỉ là một tiểu đệ đệ, bởi vì tăng lên hồn hoàn cần giết rất nhiều hồn thú, mà lục địa hồn thú so với hải vực càng thêm có hạn, hơn nữa còn phải cân nhắc một chút, hiện tại đệ tam hồn hoàn của mình. Nếu như niên đại săn bắn quá cao, vậy thì đợi đến hồn vương hồn tông của mình, thậm chí thời điểm cấp bậc càng cao, hồn hoàn cần có càng nhiều năm tuổi, vạn nhất không có long loại, chỉ bằng đội ngũ hiện tại căn bản ứng phó không nổi bởi vì hắn cũng không dám cam đoan tinh đấu đại xâm lâm nội bộ sẽ có hoàn toàn phù hợp có liên quan đến long tộc tồn tại hồn thú vậy chúng ta đi thôi lần này chỉ có triệu vô cực ta cùng lý ngọc tùng mang ngươi đi qua chúng ta tận lực tìm long loại nếu như năng lực trấn áp của đông phương thanh long có hiệu quả vậy thì đơn giản hơn rất nhiều thất lan đức nói sau khi chứng kiến lý phi biến dị vũ hồn cường đại hắn đối với hồn hoàn săn giết cao cấp cho lý phi cũng không có áp lực quá lớn chúng ta đi thôi dựa lý phi gật đầu một nhóm bốn người cưỡi xe ngựa nhanh nhất trực tiếp đi tới tinh đấu đại xâm lâm ở ngoài cùng là một nơi tụ tập hồn sư ở chỗ này có rất nhiều quầy hàng có người buôn bán đồ vật cũng có loại hình thuê mướn đội ngũ quan trọng nhất là trên mỗi quầy hàng hiện tại đều có khăn tay của lý gia sản xuất thấy một màn như vậy đang ở quầy hàng trên đường đi bọn người lý phi rất là thỏa mãn căn tay bán càng tốt bọn họ lấy được càng nhiều tiền bốn người tiến vào tinh đấu đại xâm lâm đã qua một tuần lễ bây giờ đang ở khu vực giao giới giữa trung vi và chỗ sâu trên đường đã gặp được mấy con hồn thú nhưng mà cũng không có ẩn chứa huyết mạch long tộc cho nên hắn mới từ bỏ không tìm được vậy thì nghỉ ngơi một chút đi long loại hồn thú vốn đã khó tìm rồi lý ngọc tùng nói đang lúc mọi người dự định nghỉ ngơi một chút đột nhiên đại chấn động lên trên mặt đất hòn đá nhỏ đều nhảy lên cỗ ba động này xem ra là có hồn thú cường đại ở phụ cận các ngươi ở chỗ này đợi ta lên xem một chút phất lan đức triệu hồi ra bốn mắt miêu ưng võ hồn phụ thể một bước lên trời rất nhanh đã thấy được bên ngoài một km chính có một con rùa đen khổng lồ loại hồn thú hướng bên này chạy tới đây là thanh thiên long quy không nghĩ tới loại hồn thú này vẫn còn tồn tại, coi như là thuộc về giống loài hiếm có, từ khí tức phát ra, nhìn kìa, ít nhất cũng là một đầu thanh thiên long quy cấp độ 2 vạn năm, có huyết mạch long tộc, vừa vặn thích hợp làm hồn hoàn thứ ba cho tiểu phi. Phất Lan Đức mở miệng nỉ non, bình thường 2 vạn năm là cấp độ hồn đế hấp thu, bây giờ hồn tôn hấp thu cũng đã đủ rồi, hắn rơi xuống mặt đất, thế nào? Lý Phi hỏi. Là một đầu thanh thiên long quy chừng 2 vạn năm, Phất Lan Đức mở miệng nói, thanh thiên long quy, không nghĩ tới loại hồn thú này vẫn còn tồn tại. Đã nhiều năm rồi ta chưa từng nghe nói qua, còn tưởng rằng tuyệt tích rồi, đây đã thuộc về giống loài hiếm có rồi. Hồn hoàng thứ ba rất thích hợp làm tiểu phi, triệu vô cực nói xong, dừng một chút lại bổ sung thêm một câu. Thanh thiên long quy thuộc về danh sách siêu cấp hồn thú, mặc dù chỉ có khoảng 2 vạn năm tuổi thọ. Nhưng mà thực lực cùng lực phòng ngự đều là phi thường khủng bố, vừa xa so với niên đại này, hắn du lịch đại lục nhiều năm như vậy, kiến thức uyên bác, tự nhiên cũng đã nghe nói qua tin đồn liên quan tới Thanh Thiên Long Quy, thứ này giống như ám kim khủng trảo hùng đều thuộc về cấp độ siêu cấp hồn thú đặc biệt là loại hình phòng ngự cực kỳ giỏi lực công kích thứ hai cũng không am hiểu tốc độ trên cơ bản tốc độ đều là tai hại của phân loại tiểu phi ngươi thấy thế nào ba người nhìn về phía lý phi tốt hắn lý phi gật đầu mọi người triệu hồi võ hồn trực tiếp vọt tới phía trước Mặc dù Thanh Thiên Long Quy không am hiểu tốc độ, nhưng cũng là so sánh với hồn thú mà nói, đối với nhân loại hồn sư bình thường vẫn là rất nhanh, có thể dùng tốc độ 10m mỗi giây tiến lên, thân thể của nó rất lớn, vội vàng rời đi, tìm được một hồ nước thật lớn, dự định chui vào phía dưới, bất quá đúng lúc này, phía trước xuất hiện bốn bóng dáng của đạo nhân loại, sắc mặt Thanh Thiên Long Quy khẽ biến, dự định trực tiếp nhảy vào hồ nước, hắn cũng không muốn trở thành hồn hoàn của nhân loại hồn sư, bất quá đúng lúc này một tiếng long ngâm vang lên từ trong huyết mạch của hắn huyết mạch toàn thân cao thấp của hắn đều đang chấn động lấy lộ ra xúc động sợ hãi muốn cùng bái phát hiện này khiến hắn cả kinh lần nữa nhìn lại một bóng người trong đó đã không phải là người nữa mà là một con thanh long to lớn dùng ánh mắt tuyệt đối thượng vị giả nhìn chăm chú vào hắn giống như là cháu trai gặp được thái 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 thượng lão tổ cũng vậy tại chỗ liền quỳ xuống dập đầu quỳ lại quả nhiên là như vậy như vậy kế tiếp nếu không có gì bất ngờ xảy ra tất cả đều ổn thỏa chúng ta đều đang tự không cần xử lý cho tiểu phi liệp sát hồn hoàn trên cơ bản không có nguy hiểm quá lớn phất lan đức lý ngọc tùng triệu vô cực tam mọi người đều lộ ra vẻ tươi cười quả nhiên một giây sau thanh thiên long quy liền dơ chân lên trời phảng phất lĩnh ngộ được sứ mệnh của mình sau đó ngã xuống mặt đất hóa thành một vòng hồn hoàn màu đen nếu là như vậy vậy ta có thể trực tiếp tìm kiếm châu ngựa thiên thanh hay không để cho một đầu mười vạn năm hồn thú trực tiếp hiến tế cho ta đột nhiên một ý niệm điên cuồng hiện lên trong đầu lý phi bất quá bây giờ vẫn là chính sự trọng yếu hắn nhanh chóng đi tới trung tâm hồn hoàn đem hồn hoàn dẫn vào bên trong thanh long côn bắt đầu vận chuyển đông phương thanh long quyết hấp thu lần này hấp thu cũng rất thuận lợi trình độ nhục thể của hắn đã đạt đến trình độ vô cùng mạnh mẽ cộng thêm quan hệ không có tinh thần oán niệm chỉ tốn một thời gian nát hương liền hoàn thành hấp thu theo hồn hoàn hấp thu xong, đạo khóa thứ ba trong cơ thể cũng bị mở ra, là đệ tam hồn kỹ mà Đông Phương Thanh Long ban cho hắn. Là một hồn kỹ phòng ngữ rất mạnh, tên là Thanh Long Thủ Hộ, dụ ba vòng hồn hoàn từ trên người hắn hiện ra. Từ hắc hắc hắc, hồn hoàn biến thái được phối trí thành, sáu tuổi tam hoàn hồn tôn lý Ngọc Tùng đã không kịp chờ đợi cầm chắc hồn cầu đi đến trước mặt. Tiểu Phi tới, kiểm tra một chút, được, Tiểu Phi vươn tay chạm đến, dụ theo quang mang lóe lên, sâu số xuất hiện, cấp 37 cấp 37 cũng không tệ lắm, Lý Phi nói thầm trong lòng, cô 6 tuổi cấp 37, ha ha tuyệt thế thiên tài a, à. ta hỏi còn có ai? Lý Ngọc Tùng thì cười to, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực càng kích động hơn, tiết tấu như vậy cứ tiếp tục, chẳng phải trước 20 tuổi, tiểu phi có thể trở thành phong hào đấu la, hai người dùng giọng điệu đùa giỡn nói, 20 tuổi quá lâu rồi, ta muốn 10 tuổi trở thành phong hào đấu la, Lý Phi nói, ha ha ha, tiểu phi cũng biết nói đùa, Kim, ba người nghe xong nhìn nhau một chút, trực tiếp nở nụ cười không có cách nào để phong hào đấu la 10 tuổi. Coi như Lý Phi Thiên Phú rất ngưu bức, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì bắt đầu từ hồn tôn, tốc độ tu luyện sẽ chậm lại. Càng về sau càng như thế, bọn họ chính là những người từng trải trực tiếp nhất, tự nhiên hiểu được điểm này. Phản ứng của ba người cũng là trong dự liệu của Lý Phi, ngược lại cũng không có phản ứng gì quá lớn, dù sao nghe đích xác rất khiến người ta không tin. 10 tuổi phong hào đấu la, ngươi cho rằng đây là tần số nữ à bất quá lý phi thật đúng là tính toán khiêu chiến một chút mặc dù hắn biết bắt đầu từ hồn tôn sau đó mỗi một cấp một mỗi một đại cảnh giới đều sẽ làm cho tu vi trở nên chậm chạp nhưng hắn tin tưởng đông phương thanh long quyết và đông phương thanh long cường đại làm một mục tiêu thật ra cũng không có nguy hại gì ngược lại còn tăng cường tiến độ tu luyện của mình lý phi bắt đầu tìm kiếm thước thể thanh thiên long quỳ nhìn xem có thể tìm được một khối hồn cốt hay không bất quá rất đáng tiếc cũng không có tìm được ta có chút thất vọng lý phi lắc đầu một siêu cấp hồn thú hiếm có như vậy còn là hai vạn năm vậy mà không có hồn cốt nổ ra xem ra vận khí của hắn thật sự không tốt lắm a à, đang lúc hắn muốn từ bỏ rời đi trong lúc bất chợt dao găm tiếp tục cạo một cái đột nhiên thấy được một thân thể xương khô tỏa ra hào quang sáng ngời đây là hồn cốt thật đúng là có lý phi lấy ra bất quá hai vạn năm hồn cốt vẫn là thân thể xương cốt loại bộ vị trọng yếu này hắn cũng không định hút thu hai vạn năm thể xương cốt các ngươi ai muốn hấp thu, Lý Phi đưa hồn cốt cho ba người xem, không nghĩ tới rơi ra rồi, hồn cốt ngươi hấp thu đi, có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn nữa, Phất Lan Đức đám người nhãn tình sáng ngời, đều muốn bất quá nghĩ nghĩ, lại là lắc đầu, nếu như Lý Phi hấp thu hồn cốt này, khẳng định còn có thể đem hồn lực tăng lên, khu kiền cốt là một bộ vị trọng yếu, ta cũng không có ý định hấp thu, hơn nữa hai vạn năm quá thất, một khi hấp thu, tương lai gặp được thứ tốt hơn, ta đây không cách nào hấp thu, Lý Phi lắc đầu, quan trọng nhất là hồn kỹ phòng ngự của hắn cũng đủ dùng. Thanh Long thủ hộ tuy rằng tên nghe đơn giản, nhưng hiệu quả lại không đơn giản chút nào. Khá lắm, ngươi còn ghét bỏ. Ba người nghe xong trực tiếp chửi bậy lên. Võ hồn của ta là Long Văn Côn, nếu như ngươi không hấp thu thì, hay là cho ta đi, một khi ta hấp thu thành công, có thể đột phá cấp 70, trở thành hồn thánh, thuận tiện đi săn một cái hồn hoàn. Lý Ngọc Tùng trầm tư một lát, mở miệng đạo hạnh. Lão Lý ngươi hấp thu đi, tốt lắm ra ra ngươi cầm lấy đi hấp thu, tương lai nếu như, còn có ta liền cho các ngươi lý phi nhìn phất lan đức cùng triệu vô cực nói không có việc gì nếu như không phải tiểu phi ngươi mang bọn ta kiếm tiền chúng ta hiện tại vẫn là nghèo rớt mùng tới đấy huống chi sử lai khác học viện chúng ta có thể có thêm một gã hồn thánh đây cũng là một chuyện tốt tương lai có thể làm càng nhiều chuyện hơn địa vị cũng càng mạnh hơn Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng rất thức thời nói, ta đây liền không khách khí, Lý Ngọc Tùng cầm lấy rồi trực tiếp hấp thu, hấp thu hồn cốt còn dễ dàng hơn so với hồn hoàn, nhờ vào tu vi hồn đế cấp 69 của Lý Ngọc Tùng mà hắn có thể đạt được, trong nháy mắt đã hấp thu xong, ông lão hồn lực của hắn cũng tăng lên một cấp, từ cấp 69 trở thành chuẩn hồn thánh cấp 70, kế tiếp chỉ cần săn bắn hồn hoàn thứ bảy là được rồi, chờ sau khi tiễn tiểu phi ra ngoài, chúng ta lại dùng tiền triệu tập một ít, người cao cấp, cùng nhau đi săn thú hồn hoàn thứ bảy cho ta đi. Lý Ngọc Tùng nói, hồn thú thứ bảy của hắn, ít nhất cũng phải từ 3 vạn năm đến 5 vạn năm. Lý Ngọc Tùng tính toán, tận khả năng hấp thu một cái niên đại cao hơn nữa. Dù sao hiện tại tố chất thân thể của hắn rất mạnh, cường độ thân thể cũng như thế. Những ngày này hắn cũng hấp thu không ít kim dao, từ sau khi Lý Gia trở thành gia đình phú hào hàng tỷ, ngay tại hải ngoại nạc danh. trắng trợn an bài người thu mua đại lượng kim giao, dưới trăm năm. Hiện tại, một đống lớn tồn kho của Lý Gia còn có một đống lớn, thu mua nhiều như vậy, tự nhiên sẽ khiến người hoài nghi. Lý Gia tuyên bố với bên ngoài, chính là đang nghiên cứu một cái có thể trợ giúp nam nữ thúc tình, không có tác dụng phụ, dược tề không ác không hôi tanh mùi. Điều này tự nhiên là rất hợp lý, bởi vì trên thế giới này, mọi người cũng chỉ biết kim dao có thể dùng để thúc tình. Hơn nữa cái đồ chơi này rất thối, cũng không phải rất được hoan nghênh, cho nên biết được nguyên lai là dùng để làm cái này. Mọi người tự nhiên là tiếp nhận, cũng tin được. Ông nội, con định hấp thu bao nhiêu năm đây lý phi hỏi ba vạn năm đến năm vạn năm tìm một đầu có huyết mạch long tộc trước tiên gặp được ai trước vậy thì hấp thu ai lý ngọc tùng suy nghĩ một chút rồi nói lý phi ta không cần phải rời khỏi đây nói không chừng lưu ta lại thời điểm then chốt có thể dùng đến năng lực kia của ngươi có thể hù chết hồn thú nhưng không biết người khác có thể hấp thu hay không lý ngọc tùng nói vậy thì tại thời điểm hồn thú dập đầu ngươi trực tiếp ra tay đi toàn lực đánh giết vậy chẳng phải xong rồi sao lý phi chủ ý này có chút không đạo đức nhưng lại rất thực dụng ta cảm thấy cái chủ ý này của tiểu phi có thể thử một lần coi như không được vậy thì cho võ hồn của tiểu phi hấp thu phất lan đức đi lên phía trước hắn đẩy mắt kính nói triệu vô cực đạo không có ý kiến gì đến cũng đến rồi dứt khoát trực tiếp hấp thu xong lại trở về đi tiểu phi cũng không yếu vậy được rồi chúng ta tiếp tục xuất phát thôi lý ngọc tùng gật đầu ngay tại thời điểm ba người định rời đi trong bụi cỏ phía trước vọt ra một người điện hạ đây là con rùa thiên thanh long mà chúng ta đã đuổi giết kia đã chết rồi là ai làm bảy người nhìn thiên thanh long quy đã chết phía trước rất là phẫn nộ đây chính là siêu cấp hồn thú hiếm có chúng ta tìm một năm mới tìm được tung tích bây giờ lại bị người khác nhanh chân đến trước đây là các ngươi giết chết các ngươi có biết không chúng ta vẫn luôn đuổi giết thế thiên thanh long quy hơn nữa đã bị chúng ta đả thương là chúng ta phát hiện trước trong số bảy người trong đó sáu người phẫn nộ nhìn phất lan đức trong mắt bốn người hàn quang lập lòe điện hạ có thể được người xưng hô như vậy xem ra thân phận của nhóm người này không đơn giản a à. lý phi đám người thầm nghĩ trong lòng là chúng ta giết thì như thế nào chúng ta cũng không biết là các ngươi truy sát cùng phát hiện con long quy này bị chúng ta giết chết đó là bản lĩnh của chúng ta mà các ngươi giết không chết thì bị chạy mất là các ngươi vô năng phất lan đức khinh thường nói một giây sau bước chân một bước tứ nhãn miêu ưng xuất hiện bảy cái hồn hoàn xuất hiện trên chân triệu vô cực cũng đứng dậy đại lực kim cương hùng cũng xuất hiện bảy cái hồn hoàn cũng hiện ra Lý Ngọc Tùng triệu hồi Long Văn Côn. Dưới chân lại là dâng lên sáu cái hồn hoàn, mặc dù chỉ là lục hoàn, nhưng thực lực của hắn đủ để chống lại hồn thánh. Lý Phi thì ở phía sau nhìn xem, cũng không có phóng thích võ hồn, hai hồn thánh. Một hồn đế, không đúng, người này khí tức có chút không đúng, hẳn là một cái đạt đến cấp 70, lục hoàn hồn thánh còn chưa có liệp sát hồn hoàn thứ bảy. Thấy thế tất cả mọi người nhướng mày, sắc mặt hắn trầm xuống, về phần tiểu quỷ kia, bọn họ vậy mà nhìn không thấu tu vi nhưng loáng thoáng nói cho bọn họ biết kẻ này không đơn giản sáu người đều phóng xuất ra hồn hoàn cùng vũ hồn các loại binh khí cùng thú loại võ hồn có một hồn thánh năm người còn lại đều đã đến là hồn đế mà trung niên nhân trước mặt chính là điện hạ trong miệng bọn họ vũ hồn là một thanh đại đao màu vàng loáng thoáng tản ra long uy hoàng hoàng tử tử hắc hắc sáu cái hồn hoàn cũng xuất hiện bảy cái đánh bốn cái đối phương còn có một đứa trẻ vướng víu ưu thế ở phía bọn họ bên này con thiên thanh long quy này chính là con rùa săn bắt nó đấy tân tân khổ khổ đợi một năm kết quả là lại làm áo cưới cho người ta cơn giận này hắn không thể nuốt xuống các ngươi đoạt hồn thú mà bản điện hạ dự định hiện tại còn có lý ta chính là quốc vương vương quốc ba lạp khác của vương quốc con trai của thân vương hiện tại ta lựa chọn cho hai người các ngươi thứ nhất chúng ta cùng nhau săn giết hồn hoàn thứ bảy cho ta đồng thời trở thành thủ hạ của ta chuyện này cứ như vậy mà tính đệ nhị chết ở chỗ này người trung niên lạnh lùng nói hai bên rằng co hỏa dược mười phần vị đối phương nhân số nhiều chúng ta bên này không chiếm ưu thế hơn nữa thân phận người này không đơn giản chúng ta còn muốn bảo vệ tiểu phi một khi phân tâm không tốt ta tới ngăn chặn bọn họ các ngươi mang tiểu phi ly khai phất lan đức lợi ngọc tùng triệu vô cực ba người truyền âm Lý Phi tự nhiên cũng nghe được, trầm mặc một lát sau, truyền âm nói ra vừa vặn ta một mực không có cơ hội xuất thủ, nếu không thừa dịp này, để ta luyện một chút, bất quá sau khi nhìn thấy thực lực cùng hồn hoàn của ta, những người này không thể lưu ánh mắt, quét mắt nhìn vũ hồn của những người này, khóe miệng hắn nhếch lên một tia cười xấu xa không dễ phát giác, đi lên phía trước, con trai đạm đạo thân vương thì như thế nào? có dám cùng ta đánh một trận hay không thua chúng ta săn giết hồn thú cho ngươi ta gia nhập các ngươi thác lôi khắc nghe xong khinh thường nói chỉ bằng một tiểu tử thối như ngươi tóc còn chưa mọc đủ a à, phải không lý phi triệu hồi thanh long côn một tiếng rồng ngâm kinh khủng xuất hiện từ hắc hắc ba cái hồn hoàn đáng sợ bố trí từ dưới chân bay lên chư vị xin nghe long ngâm cười một tiếng lý phi trong mắt hàn quang lóe lên đã thi triển ra đệ nhất hồn kỹ thanh long cửu hướng phía trung niên nhân bắn tới một gậy đáng sợ này nếu như bị trực tiếp đập trúng đâu cũng đừng nghĩ giữ lại toàn bộ đối với võ hồn và hồn thú có liên quan đến rồng đây chính là hiệu quả có được áp chế tuyệt đối không phải liên quan đến long tộc hiện tại cấp bậc lý phi không cao hiệu quả áp chế sẽ không quá mạnh mẽ nhưng rất đáng tiếc chính là võ hồn của người trung niên trước mặt vừa vẫn có liên quan tới rồng lần này hắn gặp nạn rồi làm sao có khả năng cẩn thận mọi người thấy hồn hoàn bố trí xong đã biết rõ trêu chọc một con quái vật trong mắt hắn hiện lên sát cơ người như vậy tuyệt đối không thể lưu lại nhất định phải giết chết nếu không một khi trưởng thành bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ bất quá một giây sau trường đao màu vàng kim trong tay trung niên nhân trực tiếp biến mất trên mặt trung niên nhân lộ vẻ hoảng sợ vũ hồn của hắn vậy mà không chịu hồi ra được hơn nữa trong cơ thể vũ hồn dĩ nhiên đang sợ hãi cũng vào lúc này trước mặt xuất hiện một bóng đen một cây gậy đã hướng phía hắn đập xuống bịch lý phi tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không kịp phản ứng đầu của trung niên nhân trực tiếp bị một gậy gõ nở hoa điện hạ những người còn lại phản ứng lại sắc mặt tái nhợt nhi tử của đại nhân vật này không ngờ lại bị người ta một gậy đập nát đầu cái này liệt kê tốt cũng là một gã lục hoàn hồn thánh a đối phương dù có biến thái hồn hoàn đến mức nào đi nữa cũng chỉ là một gã hồn tôn mà thôi làm sao có thể như vậy bọn họ muốn tiến lên bắt lấy lý phi bởi vì nhi tử của thân vương đã chết bọn họ nhất định phải bắt sống người tuyệt đối không thể bắt người chết bằng không bọn họ liền xong đời nếu như bắt không được cũng sẽ xong đời nhưng phất lan đức triệu vô cực ba người lý ngọc tùng và tiểu Giã tự nhiên sẽ không cho những người này cơ hội áp sát lý phi cùng thời khác đó cũng vào tới đối thủ của thất phu ngươi là ta triệu vô cực triệu hồi võ hồn chân thân trực tiếp kiềm chế hồn thánh của đối phương sắc mặt đối phương âm trầm các ngươi xong đời rồi đây chính là ba lạp khác con trai của thân vương vương quốc các ngươi giết hắn xong đời đó là gậy vân rồng các ngươi là người của lý gia chờ ta trở về hóa đơn báo cáo chuyện này lý gia các ngươi đợi bị diệt tộc đi triệu vô cực khinh thường nói ha ha chỉ cần ngươi chết hơn nữa hủy thước diệt tích vậy thì không ai biết là chúng ta làm thất phu xem chiêu Triệu Vô Cực chính là cấp 77, ra hỏa trước mắt này chỉ là cấp 71 mà thôi, muốn đánh giết đối với tinh anh trong hồn thánh như Triệu Vô Cực mà nói, quá mức đơn giản. Song phương kịch chiến cùng nhau, cùng lúc đó, một bên khác, chiến đấu cũng đồng thời bạo phát, bang bang bang. Phất Lan Đức Triệu hồi ra võ hồn chân thân, cùng Lý Ngọc Tùng đi chung một chỗ, đối với năm tên hồn đế còn lại phát động sát chiêu, võ hồn Lý Phi xuất hiện. Mặc dù không sợ hãi giống như con trai của thân vương trốn ở trong cơ thể không dám đi ra, nhưng uy lực giảm đi rất nhiều, hồn kỹ bạo phát ra hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Phất Lan Đức chính là cấp 78 hồn thánh cường giả, phối hợp với Lý Ngọc Tùng, những người này căn bản không có lực chống đỡ, rất nhanh đã bị giết chết bốn người, còn lại một người muốn chạy trốn, kết quả lại bị Lý Phi đuổi theo. Quy Vũ gia đệ nhị cảnh, trong nháy mắt tăng lên 200% biên độ, cộng thêm thanh long chi lực trồng chất sau đó, tỷ lệ phần trăm vượt xa 200. Xuyên, hoa một cô này mang theo lực bộc phát vô cùng khủng bố, theo tiếng rồng ngâm kinh thiên mà lên người này đã bị một gậy đập thành thịt nát tình cảnh có chút thê thảm cùng tàn khốc nhưng lý phi lại không cảm thấy trong lòng khó chịu gì dứt khoát lưu loát rất tốt phất lan đức cùng lý ngọc tùng tán dương sau đó ba người nhanh chóng phong tỏa những nơi còn lại ngăn cản tên hồn thánh kia chạy trốn bảy danh nhân vốn có ưu thế bên bọn họ kết quả sau một phen chiến đấu bị cường thế chấn chết trực tiếp chết sáu tên chỉ còn lại một mình hồn thánh mà hồn thánh này thì bị triệu vô cực ấn xuống đất hành hung cho dù triệu hồi ra võ hồn chân thân cũng không dùng hai lần thực lực chênh lệch quá lớn cộng thêm võ hồn của triệu vô cực là cận chiến cường công mỗi một kích bộc phát đều vô cùng khủng bố hơn nữa ở bên cạnh còn có thanh long côn long thắng ở uy khiến cho hồn thánh này không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng hắn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng không gì sánh được không giết ta ta nguyện ý vì các ngươi làm việc hồn thánh bị đánh mặt mũi bầm dập toàn thân run lẩy bẩy trực tiếp nhận thua thực lực của hắn ta và triệu vô cực chênh lệch quá lớn các ngươi thấy thế nào triệu vô cực nhìn về phía đám người lý phi dạng người này không đáng tin cậy lý phi lắc đầu so sánh với người sống vẫn là người chết mới có thể làm cho người ta an tâm theo một phen lời nói ra triệu vô cực nhếch môi lộ ra nụ cười tàn nhẫn không có ý tứ ta cũng có suy nghĩ giống như bọn hắn ngươi vẫn là đi chết đi dứt lời toàn lực một quyền hướng tới hồn thánh đầu gục xuống không chạm vào hồn thánh chỉ kêu thảm một tiếng đầu cũng bị một quyền đánh nổ, giống như dưa hấu, huyết nhục bay múa đầy trời. Tên hồn thánh này chết đến mức không thể chết thêm được nữa. Mọi người nhanh chóng đem những thứ đáng giá trên người những người này mang đi, thu hoạch hoàn tất. Sau đó hiện trường đào hố vùi lấp, sau đó lại làm một ít bảo bối cùng thịt trên người thiên thanh long quỳ, bỏ hồn đạo khí vào trong mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây đáng tiếc là dung lượng hồn đạo khí của bọn họ quá nhỏ thân thể thiên thanh long quy quá lớn căn bản không cách nào chứa đựng toàn bộ nếu không bọn họ cũng không nỡ để hắn lưu lại bất quá hôm nay kinh lịch nhưng so với kinh nghiệm trước kia còn kích thích hơn a à, trong khoảng thời gian ngắn ngủi bọn họ đã rời xa chỗ kia ngàn mét tìm được một hồ nước rửa sạch vết máu trên người tất cả mọi người thần thanh khí sảng hẳn lên đốt một đống lửa lớn lấy ra một cái nồi lớn đem thịt thiên thanh long quy bỏ vào trong đó lại cho thêm chút hương liệu đã chuẩn bị xong, đậy nắp lại, một nồi bưng lên, chờ chín rồi có thể ăn được rồi. Tiểu Phi lần đầu tiên giết người có cảm giác gì, ngồi bên cạnh đống lửa, Lý Ngọc Tùng hỏi, Lý Phi thì nhìn, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào trong nồi, nuốt một ngụm nước bọt, trải qua chiến đấu vừa rồi, còn có trước sau trải qua, hiện tại hắn đang rất đói, rất đói khát, nhất là sau khi hấp thu xong đệ tam hồn hoàn. Thân thể cần có năng lượng càng thêm khổng lồ, hắn hận không thể trực tiếp ăn sạch cả con thiên thanh long quy này nghe được ra ra nhà mình đột nhiên hỏi như vậy lý phi phục hồi tinh thần nói không có cảm giác gì quá lớn hồn sư không nhuốm máu không thể nào trở thành cường giả hiện tại coi như ta có lần đầu tiên giết người xem như trở thành một hồn sư chân chính tiểu phi tâm lý của ngươi so với tưởng tượng của chúng ta còn cường đại hơn còn lại niên kỷ giống như ngươi thậm chí người lớn hơn ngươi mười mấy tuổi lần đầu tiên giết người đều nhịn không được nôn mửa hoặc là xuất hiện các loại tâm lý không tốt mà ngươi cũng không có. Cái này đã vượt qua rất nhiều hồn sư rồi. Phất Lan Đức cùng triệu vô cực tán dương nói. Hơn nữa, Lý Phi dùng hai gậy đập nát hai người. Hình ảnh này máu tanh nhiều hơn. Cộng thêm triệu vô cực cũng là một quyền đánh nổ đầu nam nhân. Những hình ảnh này đều là những hồn sư đã từng giết người. Cũng có thể sẽ xuất hiện tạm thời khó chịu. Càng đừng nói hồn sư chưa từng giết người. Nhưng Lý Phi cước vẫn bình tĩnh. Căn bản không giống như người mới 6 tuổi vừa thức tỉnh võ hồn. Lý Phi có đủ loại hành vi, đều không thuộc về phạm trù sáu tuổi này, càng giống như là hai ba mươi tuổi. Bất quá hiện thực chính là hắn chính là sáu tuổi, ít nhất trong mắt bọn họ là như vậy. Ta là yêu nghiệt, à, người khác không được thì ta đều được. Lý Phi sắc mặt bình tĩnh nói, ha ha, được ba người thoải mái cười to bất quá tên kia là huynh đệ quốc vương ba lạp khắc vương quốc con trai của thân vương bây giờ chết ở chỗ này mặc dù bị chôn vùi nhưng phía sau khẳng định còn có thể phát sinh đại động tĩnh không biết liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không phất lan đức trong mắt hiện lên một tia lo lắng bọn họ lợi hại hơn nữa cũng không địch lại quân của một quốc gia đội hao tổn đến chết người huống chi vương quốc ba lạp khắc không thiếu hồn thánh binh đến tướng chặn nước tới đất ngăn lý phi đến ba lạp khắc vương quốc phủ đệ bên kia thân vương thành phủ đệ không phải thiên thanh long quy đã bị lính đánh thuê khóa chặt rồi sao con ta đã ra ngoài gần nửa tháng rồi vì sao còn không có trở về có thể hay không đã xảy ra chuyện thân vương ba ba tức giận ngồi ở trên thủ tọa đại điện trong lòng có một loại dự cảm không tốt mấy ngày nay nằm mơ đều mơ thấy con trai của mình cách mình càng ngày càng xa, hắn đã an bài người đi ra ngoài tìm kiếm tin tức, nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả. Loại cảm giác hô ứng lẫn nhau đến từ huyết mạch này, bình thường là không sai được, nhất là sau khi võ hồn thức tỉnh, chỉ có thể càng thêm mãnh liệt. Chúng ta đang ở khu vực trung tâm phía tây tinh đấu đại xâm lâm, cùng khu vực bên trong phát hiện thi thể của Thiên Thanh Long Quy, thế nhưng không phát hiện tung tích của công tử và những người còn lại. Một nam tử vọt vào báo cáo lại: "Tìm tiếp tục tìm cho ta, không thể bỏ qua bất kỳ một manh mối nào có khả năng tồn tại." âm thanh ba lạp trầm thấp nói là nam nhân không dám dừng lại ở chỗ này ứng một tiếng liền nhanh chóng rời đi vương ra gần nhất từ tác thác thành bên kia đến một nhóm hàng hóa hoàn toàn mới đều rất thú vị thuộc hạ đã mua từ tay mấy thương nhân nghe nói những hàng hóa này là hoàn toàn mới sản xuất ra tại tác thác thành bên kia đặc biệt hỏa nhiệt một tên chó săn từ ngoài cửa đi vào sau lưng hắn còn có người cầm mấy thứ đồ chó săn tuân mị cười nói có thứ hoàn toàn mới đều trình lên cho ta xem một chút ba lập tức giận lập tức nổi lên hứng thú vì vậy chó săn liền bắt đầu đem đồ vật ra từng bước từng bước giới thiệu từ tác thác thành mà đến đây là xuất từ tay ai trong mắt ba lạp khí lóe ra vẻ tán thành hỏi không nghĩ tới dân gian còn có thứ tốt như vậy nghe nói là xuất từ tác thác thành lý gia gần đây lý gia này thanh danh đại việc buôn bán vô cùng thành công lý gia này tiêu phí lượng lớn tiền tài lôi kéo các hồn sư cao cấp khắp nơi thế lực rất cường đại hôm nay là tác thác thành đỉnh tiêm gia tộc trong tộc có một vị hồn vương, lão gia chủ tên là Lý Ngọc Tùng, là một vị hồn đế, hơn nữa còn có quan hệ với sử lai khắc học viện. Hồn đế cũng có hai, cỗ thế lực này không đơn giản, cho săn báo cáo lại toàn bộ tin tức mình thu thập được, sau đó lại lấy ra phong thư tổng kết tốt, giao cho ba lập khí, ba lập tức giận nghe xong, nhìn lại nội dung trong phong thư một chút, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Cái tên sử lai khắc học viện này, ta nhớ được bọn hắn đã bồi dưỡng qua không ít thiên tài, chỉ là rất đáng tiếc vẫn là một kẻ nghèo khó như trước hơn nữa còn không có đạt được tư cách chính quy hồn sư học viện lần trước bọn họ có người muốn tìm chúng ta làm kết quả bị người của chúng ta kéo lấy phía sau bọn họ cũng không có người làm chỗ dựa ngươi mang ta đi lý ra nói chuyện làm ăn với bọn họ một chút về chuyện hợp tác làm ăn vương phủ chúng ta cũng phải chia một chén canh ba lạp khí đạm mặc nói ra mặc dù những người này không có bối cảnh nhưng bất kể như thế nào đều là hồn thánh cùng hồn đế nếu thật sự chọc giận vạ nhất gia nhập thiên đấu hoàng thất hoặc là võ hồn điện đến lúc đó lại tới tiến hành trả thù vậy thì vị trí thân vương này của hắn cũng chỉ có thể làm đến cùng cho nên hắn dự định dùng trí không cần phải dùng thủ đoạn thô lỗ ngươi nói cho bọn hắn biết chỉ cần lý ra chia cho chúng ta một chén canh sử lai khác học viện chính quy hồn sư học viện chứng minh tư cách bổn vương gia đã giải quyết cho hắn ba lạp khí đạo có bổn vương gia che chở bọn họ có thể ở trong vương quốc ba lạp khác đem việc làm ăn làm lớn mạnh hơn nếu như không thức thời vậy thì phải để lý ra bọn họ nửa bước khó đi nói đến đây hắn hừ lạnh một tiếng cầu tử nghe mệnh gật đầu sau đó rời đi tinh đấu đại xâm lâm đã ba ngày trôi qua kể từ khi giết chết con trai của thân vương bốn người cũng tìm ba ngày không thấy có tìm được hồn hoàn thích hợp với lý ngọc tùng bất quá ngay hôm nay vận khí của bọn hắn cuối cùng là đi tới phía trước cách đó không xa có một đầu long văn hổ hổ năm vạn năm năm vạn năm long văn hổ có được huyết mạch long tộc cái này không thua gì danh sách siêu cấp hồn thú. bất quá đánh nhau bình thường mấy người chúng ta liên thủ cũng đánh không lại đối phương. con súc sinh này vô cùng lợi hại. trốn ở phía sau lùm cây. phất lan đức đám người đang lặng lẽ nhìn phía trước cách đó không xa đại lão hổ đang kiếm ăn. truyền âm trao đổi trước tiên thử biện pháp mà tiểu phi nói xem sao đã nếu như không được vậy chỉ có thể tìm kiếm hồn thú có niên đại thấp một chút lý ngọc tùng truyền âm nói tìm lâu như vậy rồi hắn cũng có chút bất đắc dĩ tinh đấu đại xâm lâm mặc dù chủng loại đại hồn thú cũng rất nhiều nhưng mà có thể gặp được hồn thú thích hợp với tuổi của mình hay không cũng là một loại vận khí hay cho phất lan đức triệu vô cực lý phi gật đầu bốn người triệu hồi võ hồn từ bốn phương tám hướng hướng long văn hổ công kích tới phất lan đức cùng triệu vô cực vừa ra tay chính là võ hồn chân thân gia tăng đại chiêu tối cường lý ngọc tùng không có hồn hoàn thứ bảy chỉ có thể vận dụng hồn kỹ loại tăng phúc thêm vào hồn kỹ thứ sáu cùng một chỗ toàn lực đánh tới vì bảo đảm kế hoạch tiến hành thành công ba người bọn họ dự định trước tiên tiêu hao một đợt long văn hổ mà lý phi thì chờ đợi thời cơ rồi mới ra tay long văn hổ đang kiếm ăn cảm nhận được cảm giác nguy cơ truyền đến từ phía sau lưng sắc mặt biến đổi quay người liền gầm lên trên người long văn lóe ra quang mang Hổ khiếu chi âm mang theo Long Uy, tiếng gầm của hắn như hổ mà không phải hổ, giống rồng mà không phải rồng. Lý Ngọc Tùng bị đánh lui, bất quá Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực công kích, mới là phát ra chủ yếu nhất. Lý Ngọc Tùng chính là một người hấp dẫn lực chú ý, công kích của hai người trái phải sát nhập vào nhau, hung hăng đánh trúng thân thể Long Văn Hổ. Ầm, ừ, Long Văn Hổ phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Đột nhiên một cỗ long uy từ trên người hắn bộc phát ra, đem Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, hai người bước lui. Long văn hổ hướng phía Lý Ngọc Tùng đánh giết tới, mở ra cái miệng to như chậu máu, phát ra mùi vị tanh hôi, muốn một ngụm nuốt chửng Lý Ngọc Tùng. Lý Ngọc Tùng vận chuyển hồn lực, một gậy đánh tới. Ngay tại lúc này, cây gậy của hắn phát sinh một chút long văn biến dị, nghiêng ra một tia sáng màu xanh nhạt. Long văn hổ sắc mặt đại biến, lực lượng trên người hắn lại bị áp chế, mặc dù biên độ không phải rất lớn, nhưng cây gậy này lại mang đến cho hắn một cỗ uy nhiếp đáng sợ. Khanh một giây sau, song phương đều bị đẩy lui long văn hổ hổ thật mạnh lý ngọc tùng âm thầm kinh hãi đột nhiên phía trên bầu trời xuất hiện một vết nứt một cây gậy màu xanh rơi xuống nện lên người long văn hổ một giây sau trực tiếp biến lớn thô biến dài ra long văn hổ bị ép căn bản đứng lên không nổi trong mắt hắn tràn đầy vẻ sợ hãi long huyết và long văn đến từ trong cơ thể đều đang sợ hãi để hắn giờ khác này không cách nào phát huy ra lực lượng phảng phất nếu như mình động chính là đại bất kính đối với sinh linh bên trong cây gậy này đậu xanh rau má cây gậy này còn có thể biến lớn biến lớn biến giải phất lan đức triệu vô cực lý ngọc tùng ba người thấy thế lộ ra vẻ khiếp sợ thanh long côn đã chấn áp hắn ra ra nhanh giết hắn đi lý phi truyền âm vào trong đầu lý ngọc tùng được rồi lý ngọc tùng trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn quy vũ lên mạnh nhất một côn hung hăng rơi xuống cổ long văn hổ rầm rầm chỉ nghe tiếng xương cổ gãy vang lên long văn hổ ai hào một tiếng toàn bộ thân hình đều mềm nhũn ngã trên mặt đất không thể động đậy tất cả mọi người không ngờ tới săn bắn một con hồn thú vạn năm vậy mà lại đơn giản như vậy cây gậy đi xuống dưới một đầu long văn hổ hổ năm vạn năm cứ như vậy tiến về cực lạc thế giới lý phi thu hồi thanh long côn trên người long văn hổ ngưng tụ ra một vòng hồn hoàn màu đen lý ngọc tùng đi lên phía trước ngồi xếp bằng đem hồn hoàn dẫn dắt tiến vào thể nội bắt đầu hấp thu luyện hóa ba người còn lại thì ở một bên hộ pháp trong mắt ba người thân hình lý ngọc tùng dần dần bành trướng lên làn da trướng hồng lông tinh tế miệng máu mở rộng ra hơi nóng bốc lên nhìn dáng vẻ rất khó chịu gân xanh dưới da thịt cũng đúng lúc này nổi lên đây dù sao cũng là hồn hoàn năm vạn năm không có việc gì chứ triệu vô cực lo lắng nói dù sao hắn cùng phất lan đức đệ thất hồn hoàn cũng chỉ là bốn vạn năm tả hữu lý ngọc tùng trực tiếp hấp thu một giới hạn tối đa cao nhất năm vạn năm người bình thường không chịu nổi hẳn vấn đề không lớn lúc trước phản ứng này là bình thường chỉ cần gắng gượng vượt qua là được rồi phất lan đức lau mồ hôi nói hắn đưa mắt nhìn về phía lý phi bất ngờ phát hiện tiểu tử này phá lệ bình tĩnh thế nhưng một chút lo lắng cũng không có bởi vì lý phi biết lý ngọc tùng hấp thu rất nhiều kim giao hơn nữa còn có tâm huyết của mình trợ giúp hắn cường hóa nhục thể hấp thu hồn hoàn năm vạn năm tuyệt đối sẽ không có chuyện gì hắn chính là không biết phương diện tinh thần oán niệm long văn hổ có thể sinh ra hay không mà thôi đột nhiên hắn cảm nhận được long văn trong long văn côn của lý ngọc tùng xuất hiện dị động từ đó tản mát ra một tia hào quang màu xanh nhạt vừa vặn cùng huyết mạch trong cơ thể hắn hô ứng lẫn nhau theo thời gian trôi qua nhìn vào trong tầm mắt cây côn long văn của lý ngọc tùng phát sinh biến dị mắt thường có thể thấy được thay vì nói là biến dị có lẽ dùng tiến hóa càng thêm hợp lý phàm là vũ hồn nhiễm huyết dịch của đông phương thanh long đều sẽ sinh ra thăng hoa có lẽ lúc trước còn không có rõ ràng như vậy, nhưng hiện tại theo hồn hoàn thứ bảy hấp thu, giải tỏa năng lực võ hồn chân thân, cho nên triệt để làm cho Long Văn Côn của Lý Ngọc Tùng. Hoàn thành lần tiến hóa đầu tiên, một tiếng long ngâm cường hãn vang lên, long uy khuếch tán, long văn côn bên trên long văn 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 đã biến thành màu xanh, mặc dù cũng không phải là long văn của đông phương thanh long, nhưng cũng tạp nham hơn trước đó rất nhiều. Rồng càng cường đại hơn mấy chục lần, là một con rồng màu xanh, nhưng cũng không phải là đông phương thanh long ngươi cũng có thể lý giải thành đây là nhóm huyết mạch đầu tiên của đông phương thanh long có long văn cho dù chỉ là huyết mạch con nối dõi long văn nhưng uy năng căn bản không phải trước kia có thể so sánh tiềm lực vô cùng đáng sợ cũng có thể xưng là tiểu thanh long văn hôm nay một thanh long văn côn này phẩm cấp càng vượt qua bản long côn trở thành khí tức ẩn chứa một tia thần tính coi như là võ hồn cấp bậc bán thần chờ lần thứ hai tiến hóa khẳng định có thể trở thành thần cấp thậm chí là siêu thần cấp hãy để chúng ta rửa mắt mà nhìn đi võ hồn của lão lý biến dị rồi phất lan đức cùng triệu vô cực cũng phát hiện điểm này lộ ra vẻ kinh hãi cùng khiếp sợ á ma ngây dại long văn côn còn có thể tiến hóa hơn nữa khí tức phía trên còn có vì sao giống gậy long văn của tiểu phi như vậy đều là màu xanh bất quá so với tiểu phi thì hình như còn kém không ít phất lan đức nâng gọng kính lên đang mở to hai mắt nhìn chẳng lẽ chúng ta đều coi thường long văn côn Võ hồn Thiên Kỳ Bách Quái, trước kia cũng không có Long Văn Côn tu luyện tới hồn thánh, không có người phát hiện chỗ bất đồng này, hiện tại có một người, chúng ta cũng coi như là người đầu tiên chứng kiến, Triệu Vô Cực cảm thán nói, Lý Phi giải thích các ngươi đoán cũng không sai, có thể lý giải võ hồn của ta là tiên thiên biến dị, mà vũ hồn của gia gia ta, hậu thiên biến dị thuộc về ngoại vật ảnh hưởng mang đến, bằng hữu kia của ta đặc biệt nghiên cứu về vũ hồn có nên cho hắn nghiên cứu một chút về võ hồn của các ngươi hay không phất lan đức nhìn về phía lý phi nói lý phi nhíu mày nói chuyện này còn xin hai vị giữ bí mật không nên nói ra ngoài cắt đều thuận theo tự nhiên đi vũ hồn của chúng ta có đặc thù của võ hồn chúng ta sẽ không cho người ngoài nghiên cứu phất lan đức nhìn ra được lý phi tựa hồ rất phản cảm với tiểu cương không nói tiếp nữa hơn nữa lần này mình phải đi thiên đấu thành đào góc tường của gia hỏa này tương lai gặp mặt sau hai người chỉ có thể có xấu hổ lý phi nói tới phúc thúc ngọc tiểu cương trung quy là một ngoại nhân chúng ta mới là người một nhà ta không hy vọng chúng ta thành công trong tương lai nếu như hắn có thể đến được mà để cho hắn hưởng thụ một cách vô ích ai nha ta hiểu rõ tiểu phi phất lan đức thở dài một tiếng gật đầu hiện tại hắn và ngọc tiểu cương hoàn toàn không cùng một đường dù cho nội tâm của mình có vẫn là hơi chút nhớ tới một chút tình cảm trước kia nhưng cũng chỉ thế mà thôi trong khoảng thời gian này đến nay lý phi là chuyên môn bắt ngọc tiểu cương đến cho phất lan đức hắn tẩy não chính là muốn để cho hắn đối với phế vật ngọc tiểu cương này sinh ra cảm xúc phản cảm đừng để đến lúc đó nhà mình có chút đồ vật gì đó toàn bộ đều giao cho đối phương thân là người xuyên việt lý phi thật sự không thích ngọc tiểu cương cùng đường tam hai người này thật sự rất ghê tởm ông cũng vào lúc này trên người lý ngọc tùng xuất hiện hồn lực cường đại ba động một vòng màu sắc vạn năm hồn hoàn màu đen rất đậm trên người hắn xuất hiện ngay sau đó phía dưới lục nguyên hồn hoàn cũng xuất hiện hoàng tử 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 hắc 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 cẩn thận xem xét một chút hồn hoàn của hắn màu sắc làm cho phất lan đức cùng triệu vô cực hai người cả kinh bọn họ nhớ rõ hồn hoàn thứ nhất của lý ngọc tùng là một cái hồn hoàn màu trắng ngay cả trăm năm cũng không có đệ nhị hồn hoàn màu vàng trở nên đặc biệt sâu ba cái hồn hoàn vạn năm màu đen phía sau cũng là như thế điều này cũng đại biểu cho vũ hồn biến dị cũng làm cho niên đại hồn hoàn tăng lên bây giờ lý ngọc tùng đang ở trong thất hoàn hồn thánh cũng là một nhóm đứng đầu trong bảng xếp hạng kia có long văn côn cường đại như thế cho dù là gặp phải hồn đấu la cũng không phải không có lực đánh một trận đối với biến hóa này lý phi ngược lại là lộ ra vẻ bình tĩnh dường như chuyện gì sẽ phát sinh đều nằm trong dự liệu của hắn chúc mừng ra ra chân chính trở thành hồn thánh không biết hồn lực của ngươi bây giờ đạt tới bao nhiêu cấp lý phi đi lên phía trước chúc mừng lão lý chúc mừng a à. đội hình chúng ta bên này lại thêm một gã hồn thánh thực lực và địa vị đều tăng lên rất nhiều ha ha hiện tại sử lai khắc học viện chúng ta đã có ba tên hồn thánh rồi thật đáng mừng a à. phất lan đức cùng triệu vô cực cũng vội vàng tiến lên khởi hoài cười to nói hấp thu cái hồn hoàn năm vạn năm này hồn lực của ta tăng lên tới 73 cấp. Lý Ngọc Tùng cẩn thận cảm ứng một chút, hồn lực trên người chấn động, lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cẩn thận cảm ứng một chút, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng thật là cấp 73, người bình thường hấp thu hồn hoàn thứ bảy bình thường đều là chỉ tăng lên một cấp, đó chính là cấp 71, mà lợi hại hơn một chút, cũng là một bộ phận rất nhỏ mới có thể đạt tới cấp 72. Nhưng không ngờ lần này, Lý Ngọc Tùng trực tiếp tăng lên 3 cấp độ, đạt đến cấp 73 tình trạng. Đây chính là giảm bớt 1-2 năm khổ tu rồi. Phải biết rằng sau khi đạt tới hồn thánh, mỗi lần tăng lên một cấp đều vô cùng khó khăn. Sau khi hoàn thành tất cả hồn hoàn săn bán, mọi người nhanh chóng rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, trở về thế giới loài người. Thời gian lâu như vậy rồi, Lý Phi cũng không tới sử lai khắc học viện vẫn là chỗ lúc trước chỉ bất quá thôn trang chung quanh đều bị trưng thu phất lan đức bọn họ sau khi có tiền trước tiên liền xây dựng thêm học viện tìm người đặt hàng các loại thiết bị mặc dù so với đỉnh cấp hồn sư học viện chính thức thì còn kém rất nhiều nhưng cũng tuyệt đối vượt qua trên đại lục vô cùng nhiều hồn sư học viện bây giờ học viện còn đang trong quá trình thi công mặt đất và kiến trúc xung quanh đều vô cùng đẹp đẽ so với những người nghèo kết xác trước đó thì quả thực là một trời một vực quy mô có tiền cũng tăng lên học viện không có ý định chiêu mộ mấy lão sư trở về còn có nhiều chiêu sinh một chút lý phi hỏi chúng ta còn đang cố gắng tìm kiếm trước đó đã tới mấy người nhìn thấy chúng ta là học viện không có bằng chứng liền rời đi hiện tại quan trọng nhất là vẫn là giải quyết thủ tục chính quy của học viện để cho hắn trở thành đủ tư cách hồn sư học viện nếu không chúng ta ngay cả tham gia toàn đại lục hồn sư cao cấp học viện tinh anh thi đấu có tư cách tham gia cũng không có phất lan đức mở miệng nói trực tiếp dùng tiền đi trên thế giới này tuyệt đại đa số đều có thể thông qua tiền để giải quyết hoặc là tìm võ hồn điện hoặc là tìm ba lạp khắc vương quốc lý phi nói phất lan đức nói ta trước đó chính là tìm ba lạp khắc vương quốc bất quá tướng ăn của đám người kia rất khó coi vẫn luôn kẹt cho ta không có làm tiếp quả thực là khi người quá đáng nói đến đây không khỏi làm cho hắn nhớ lại hình ảnh bị nhục nhã trước đó đó chính là học viện bọn họ không phải học viện chính quy ngay cả tư cách tham gia tinh anh đại tái cũng không có điểm này vẫn luôn là một cây gai trong lòng hắn đâm vào hắn rất đau lý phi nói vậy thì đi tìm võ hồn điện đi chúng ta lấy danh nghĩa hồn thánh người có thể nâng lên thành người phát ngôn của võ hồn điện mời ra ăn một bữa cơm lại dùng kim tiền ăn mòn đối phương bằng vào thân phận của đối phương muốn giúp chúng ta làm thật ra rất đơn giản trước kia không có tiền ta thật đúng là không dám nghĩ bất quá bây giờ đã có tiền vậy thì đi thử một lần đi phất lan đức nhíu nhíu mày cuối cùng gật đầu tuy rằng hắn là một thần giữ của nhưng thời điểm then chốt cần dùng đến tiền một khác kia tuyệt đối sẽ không hàm hồ huống chi hiện tại tài sản so với trước kia nhiều hơn rất nhiều lý phi sở dĩ đưa ra cái này cũng muốn trước khi bọn hắn còn chưa triệt để trưởng thành tìm một chỗ dựa vững chắc bất quá cái chỗ dựa này cần buộc cùng bọn hắn vào trên một chiếc thuyền đó chính là lợi ích phúc thúc ngươi làm như vậy lý phi tựa vào bên tai phất lan đức nhĩ thầm mị mị nói lời này bi đeo nghe xong sau đó không ngừng gật đầu hai mắt tỏa sáng thật không hổ là ngươi a à. tiểu phi vậy thì tốt rồi ta hiện tại liền đi làm tốt lý phi gật đầu phất lan đức rất nhanh rời đi phi ca hôm nay sao lại rảnh rỗi tới đây lúc này đây mã hồng tuấn và áo tư tạp từ bên trong chạy ra nhìn thấy lý phi lộ ra vẻ mừng rỡ lý phi là thiên tài có phương pháp tu hành thuộc về đối phương không phải cùng tu hành với bọn họ sao cộng thêm bình thường rất ít khi tới bên này cơ hội gặp mặt của ba người cũng ít đi mà mã hồng tuấn cùng áo tư tạp bị lý phi ảnh hưởng đối với việc trở nên mạnh mẽ khát vọng càng thêm lớn mạnh động lực tu hành cũng là phi thường mạnh tuy rằng vẫn là cùng lý phi trên lệch rất lớn nhưng mà so với những người còn lại quả thực chính là cấp bậc quái vật vừa mới săn bắn xong hồn hoàn cho nên thuận đường tới đây nhìn các ngươi lý phi cười nói phi ca ngươi bao nhiêu cấp mã hồng tuấn mắt tròn xoay hỏi tam lâm lý phi đạo phi ca Ngươi đùa giỡn với bọn ta đi, ta nhớ được ngươi cũng giống chúng ta đều là 6 tuổi a, 6 tuổi cấp 37 hồn tôn có chút quá bất hợp lý rồi, mã hồng tuấn và áo tư tạp cũng không có đem chuyện này coi thành thật, chỉ cần là người bình thường đều sẽ không cảm thấy đây là sự thật, bởi vì quá mức vớ vẩn, trên đại lục còn chưa từng xuất hiện người như vậy, nếu quả thật là, như vậy người này khẳng định là yêu nghệ cấp bậc siêu cấp nghịch thiên, quái vật nghĩ cũng không dám nghĩ a, ngươi có ý nghĩ, Lý Phi đạo phi ca chúng ta tới đánh một trận mã hồng tuấn nóng lòng muốn thử khổ tu nhiều ngày như vậy hắn cảm giác mình đã mạnh lên rồi đến mức áo tư tạp còn lại là đảm đương tác dụng phụ trợ chính hắn cũng muốn trở thành hồn sư có tính công kích nhưng hiện thực rất tàn khốc trung quy cũng chỉ là một ảo tưởng mà thôi ngươi chỉ có thể bị ta đánh lý phi cười nói còn chưa từng đánh qua hết thảy đều khó nói ta là mạnh lắm rồi mã hồng tuấn hai tay chống nạnh vỡn bụng nói tới đi ngươi ra chiêu trước đi Lý Phi ngoắc ngoắc, tay Mã Hồng Tuấn thấy thế, triệu hồi ra một con gà tây, đây chính là tà hỏa phượng hoàng biến dị của hắn, trực tiếp phát động hồn kỹ đệ nhất về phía Lý Phi, đối mặt với công kích này, Lý Phi đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp dùng thân thể thuần túy đón lấy, ầm, Mã Hồng Tuấn công kích đánh lên người hắn, ngay cả phòng ngự mặt ngoài cùng cũng không có phá vỡ, chỉ có một chút khói trắng bốc lên, cái gì mà trực tiếp dùng thân thể đỡ lấy, hơn nữa một chút sự tình cũng không có, đây là cái thể xác gì vậy mà kinh khủng như thế mã hồng tuấn cùng áo tư tạp hít một hơi khí lạnh kinh hô lý phi vỗ vỗ bả vai nói tiếp theo đến phiên ta dứt lời thân thể của hắn đã đi tới trước mặt mã hồng tuấn khiến cho người sau không kịp phản ứng một giây sau đã bị một bàn tay đánh vào trên người bay ngược ra ngoài a à. thân thể mã hồng tuấn không ngừng lăn trên mặt đất ngã một cái chó ăn phân hảo 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 đau quá Mã Hồng Tuấn thanh âm run rẩy, ban tử tiếp tục trở về rèn luyện a, à, hiện tại ngươi xa xa không phải đối thủ của ta, Lý Phi dự định rời đi, đối thủ như Mã Hồng Tuấn vậy, hắn không có chút hứng thú nào, bởi vì thật sự là quá yếu, đều là 6 tuổi giống nhau, chênh lệch chính là lớn như vậy a. À. Đột nhiên trên người Mã Hồng Tuấn xuất hiện một cỗ tà hỏa, cả người phi thường khó chịu, làm sao vậy? Áo tư tạp, Triệu vô cực, Lý Ngọc Tùng và những người khác đều biến sắc, Lý Phi xoay người nhìn lại, ngươi không biết, chẳng lẽ đây là tà hỏa? quyết điểm của tà hỏa phượng hoàng chính là không hoàn thiện võ hồn thuộc về loại có thiếu hụt rất lớn tà hỏa trong cơ thể một khi không chế không nổi chỉ muốn tìm đồ để phát tiết đây là mã hồng tuấn lần đầu tiên phát tác hiện tại hắn phi thường khó chịu muốn tìm một nữ nhân đến phát tiết tà hỏa một chút lý phi lao đến một cái tát đánh vào lồng ngực của hắn một giây sau một đạo long ngâm xuất hiện sinh mệnh chi lực mang theo long uy trực tiếp rót vào trong cơ thể mã hồng tuấn mạnh mẽ chấn áp tà hỏa của mã hồng tuấn xuống lúc này mới khiến mã hồng tuấn dễ chịu nhận lấy vừa rồi ta làm sao vậy đó là hỏa diễm gì mã hồng tuấn có chút mê mang lý phi nói đó là tai hại của võ hồn ngươi ta hỏa cần phát tiết bất quá bây giờ ta đem nó chấn áp xuống dưới về sau sẽ không phát sinh sức mạnh của đông phương thanh long quả nhiên hữu dụng rất nhiều tác dụng hắn còn chưa khai phá đây này chờ sau khi trở về phải khai phá thật tốt mới được không ngờ vũ hồn này còn có tai hại như vậy đám người triệu vô cực nhíu mày bất quá dù sao đây cũng là tai hại của võ hồn thật sự dễ dàng giải quyết như vậy sao tất cả mọi người đều tò mò vừa rồi lý phi đến cùng làm cái gì bọn họ chỉ nhìn thấy năng lượng được rót vào tiến vào trong cơ thể mã hồng tuấn sau đó liền không có cụ thể đã xảy ra chuyện gì chỉ có lý phi cùng mã hồng tuấn biết rõ dùng long uy càng cường đại hơn chấn áp một phượng hoàng có tai hại vẫn là có thể làm được lý phi nói trong phòng làm việc của tổng chấp sự chi nhánh vũ hồn thành tác thác nhận được một phần thư tín do thuộc hạ đưa tới mở ra xem xét nội dung bên trong khiến hắn hứng thú gần đây lý gia thanh danh vang dội một ngày thu đấu kim thằng nhãi này lại muốn cùng ta bàn một vụ làm ăn lớn siêu cấp có ý tứ hơn nữa còn là phất lan đức tự tay viết tên này dù sao cũng là một hồn thánh mặt mũi vẫn là phải cho vậy đi xem bọn hắn sẽ làm ra trò gì đi tổng chấp sự là người có tiếng nói lớn nhất ở phân bộ võ hồn ở tác thác thành hiện nay về phần phó điếm chủ cùng điếm chủ là không có ai nếu như công tích của hắn chắc tuyệt hai vị trí này chính là hắn đã đặt trước nếu không chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội lần này vừa vặn tới rồi nếu như mình có thể cùng lý gia còn có phất lan đức cùng những người này móc nối quan hệ ở trong đó kiếm một khoản tiền làm công tích như vậy năm nay có hy vọng thăng làm phó điếm chủ hắn phân phó một chút nói mình phải đi ra ngoài xử lý một ít chuyện sau đó mới rời đi trực tiếp đi tác thác thành nơi hào phóng nhất khách sạn hoa lệ nhất cũng là khách sạn đắt nhất khách sạn đắt nhất xa hoa nhất trong phòng một hồi hồng môn yến đã bày xong lần này người ra mặt là phất lan đức cùng lý ngọc tùng về phần triệu vô cực tên này chính là bị võ hồn điện truy nã đấy hiện tại xuất hiện mà nói không quá phù hợp về phần lý phi thằng nhãi này sau khi chấn áp tà hỏa trong cơ thể mã hồng tuấn thì liên quay trở về lý gia tu hành hắn đã bố trí xong ván cờ rồi kế tiếp chỉ đợi người của võ hồn điện nhảy vào sau đó lại mang theo toàn bộ những người còn lại của võ hồn điện cũng nhảy vào đi nếu như vậy tác thác thành vũ hồn điện liên cùng lý gia bọn hắn cùng thuộc một con trâu chấu trên một con thuyền tóm lại là odin tiến vào phòng đóng cửa lại nhìn thoáng qua phất lan đức cùng lý ngọc tùng trực tiếp mở miệng nói phó viện trưởng không biết lần này tại hạ tìm tại hạ là vì chuyện gì đây về phất lan đức sử lai khắc học viện cùng chuyện lý gia lúc trước hắn đã cố ý sắp xếp người điều tra một lần tự nhiên hiểu rõ lý ngọc tùng đã là phó viện trưởng của sử lai khắc học viện rồi hơn nữa phất lan đức vẫn là lý gia mang theo kiếm tiền bắt đầu chơi đùa mới có hôm nay cái này phú nhiêu ra tải sau khi hắn biết được cũng hâm mộ không thôi những đồ dùng sinh hoạt do lý gia sản xuất ra kia thật sự dùng phi thường tốt hắn cũng là người được lợi chủ yếu nhất là giá cả rất thân dân lượng đại quản no hơn nữa bây giờ còn chưa thu các loại vũ hồn đặc thù hồn sư dường như lại muốn dở trò gì đó liên lợi lợi phía sau lý gia liên quan đến cũng là một con số vô cùng khổng lồ hôm nay lý gia tại tác thác thành địa vị đã thuộc về đội thứ nhất danh sách rồi nếu như không phải bên trên còn có vương quốc ba lạp khác người của vương thất đè ép xuống như vậy lý gia chính là thế lực mạnh nhất danh xứng với thực, mặc dù hắn là tổng chấp sự chi nhánh Võ Hồn Tác Thác Thành, nhưng tu vi cũng chỉ là cấp bậc hồn đế, không dám phô trương thanh thế trước mặt một gã hồn thánh uy tín lâu năm, hơn nữa hai người này cũng không có ác ý với hắn, còn tươi cười nghênh đón, khu nhà, phất Lan Đức rất nhiệt tình mời áo chấp sự, mời ngồi, những món ăn này đều nhanh chóng nguội, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, Odin ngồi xuống, nói ra vẫn là trước tiên nói sự tình đi, nếu không, ta ăn không yên tâm a. À hơn nữa công vụ của ta bề bộn nhiều việc lý ngọc tùng cùng phất lan đức liếc nhau vì vậy bắt đầu đem lý phi sớm tổ chức tốt ngôn ngữ nói ra lý ra chúng ta có rất nhiều hạng mục kiếm tiền muốn mời ngươi nhập cổ phần mọi người cùng nhau kiếm tiền lần này mời áo chấp sự đến đây ngoại trừ chuyện làm ăn hợp tác ra còn có chính là muốn ngươi tự thân xuất mã vì sử lai like khác học viện chúng ta làm tiếp đi một giấy chứng nhận tư cách chính quy của học viện hồn sư cao cấp nhất định phải có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh đại tái nơi này có 10 vạn kim hồn tệ coi như là phí vất vả Phất lan đức nói xong hai tay vung lên một cái vali hành lý rất lớn xuất hiện có một cái khe hở bên trong lóe ra kim quang một đám kinh hồn tệ chất đống căng phòng mùi tiền tài ăn mòn chết tiệt a à. odin nghe theo lời nói hợp tác làm ăn của lý ngọc tùng đã động tâm rồi, Như Lệnh, sau khi thấy được một túi lớn kim quang lóng lánh kinh hồn tệ này, càng là nuốt một ngụm nước bọt, cho dù hắn là hồn đế, cũng chỉ là một cái 61 mà thôi, muốn kiếm được 10 vạn kim hồn tệ, cũng cần một đoạn thời gian không dài, bổng lộc của hắn cũng không có nhiều như vậy a. À, ha ha, ngươi lai like hai vị lão huynh là vì chuyện này, đã chiếu cô ta như vậy, ta đây liền mặt dày tiếp tục. Ngươi yên tâm đi. Sử Lai khác học viện chứng minh sự tình, ta sẽ nhanh chóng giải quyết cho các người. Về phần chuyện hợp tác, ta đã đáp ứng chi nhánh vũ hồn bên này. Nếu như ta có thể lấy được hạng mục kiếm tiền như vậy, chờ sau khi có thành tích thì cấp trên nhất định sẽ để cho ta tấn chức phó chủ tiệm. Đến lúc đó không gian hợp tác của chúng ta sẽ càng lớn hơn nữa. Odin cũng không có, có người lập dị sảng khoái đáp ứng. Sau khi đem một túi lớn kim hồn tệ thu vào hồn đạo khí, cầm lấy chén rượu trên bàn dơ lên, hai vị, ta làm trước. Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Lý Ngọc Tùng cùng Phất Lan Đức liếc nhau, cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ thuận lợi như thế, tự nhiên cũng rất cao hứng, cầm lấy chén rượu cũng uống cạn, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Đã xưng huynh gọi đệ rồi, không có ai sẽ vì lợi ích mà gây khó dễ, Odin đã có thể nghĩ đến cuộc sống siêu giàu có trong tương lai của mình. Lý Ngọc Tùng đang nói chuyện trời đất, còn có chuyện vô tình hay cố ý đột phá hồn thánh, báo cho Odin biết. Odin biết được tin này liền khiếp sợ, lại vội vàng chúc mừng, nhân mạch càng nhiều càng tốt a. À. Một gã hồn thánh ở chỗ nhờ thành phân lượng thế nhưng là rất nặng, càng đừng nói hai vị hồn thánh nơi này quan hệ tốt như vậy, hơn nữa đều là sử lai khắc học viện, lý ra có được hồn thánh hậu, địa vị sẽ càng thêm vững chắc không thể phá, vừa vặn có thể mượn nhờ lần làm ăn lớn này, cướp lấy vị trí phó điếm chủ thật đúng là cả hai cùng có lợi mà, trong lòng Odin đắc ý. Hôm nay đã lôi kéo được tổng trị sự của vũ hồn phân điện, kế tiếp chính là từng bước một, những người còn lại trong phân điện vũ hồn đều bị bắt, cũng từng bước từng bước ăn mòn, lôi kéo được lý gia ta trên thuyền lớn này, khiến tầng mạng lưới quan hệ này càng lúc càng vững chắc, nhất vinh câu vinh, một tổn cùng tổn, đây chỉ là giai đoạn trước, đến hậu kỳ. Các ngươi tổn hại Lý Gia Ta thì chưa chắc sẽ tổn hại. Lý Ngọc Tùng vừa uống rượu vừa ăn đồ ăn, trong lòng vừa nghĩ đến hắn rất bội phục lý phi thông minh của cháu mình lý ra cùng hắn còn có sử lai like khắc học viện có thể có hôm nay cũng là đối phương bày mưu tính kế tạo thành ăn ngon uống tốt nói tốt bảo đinh vô cùng cao hứng rời đi lý ngọc tùng cùng phất lan đức cũng chia ra nói tiểu phi là người của võ hồn điện và gia đình chúng ta đã thu thập toàn bộ ngươi xem lý kiến quốc đi đi đến cầm một phần tư liệu trong tay đưa cho lý phi xem lý phi cầm lấy xem xét nói xong hắn bắt đầu tiến hành ăn mòn mỗi người bọn họ kế hoạch để cho những người này triệt để ràng buộc cùng một chỗ với chúng ta sau này vũ hồn điện có thể giải quyết rất nhiều chuyện cho chúng ta cũng bị lý ra chúng ta quản chế một khi gặp phải phiền toái liên xuất ra hạng mục hợp tác với bọn hắn đi ứng đối sau đó lại từ phía sau lưng cáo chi cho những người này lợi ích bị hao tổn thật lớn để bọn hắn đi giúp lý ra chúng ta giải quyết phiền toái tiềm ẩn hiện tại chúng ta phải luôn nhìn chằm chằm tác thác thành một khi có người cùng chúng ta đoạt sinh ý em bọn hắn chôn đi Tác Thác Thành là thuộc về lý gia chúng ta. Trong mắt Lý Phi hiện lên một tia xảo trá, nói ta cũng đang có ý này, ngươi nỗ lực tu hành, tăng lên hồn lực, chuyện kiếm tiền cứ giao cho bọn ta là được rồi. Nghe xong lời này, Lý Kiến Quốc cũng cảm thấy giật mình, không nghĩ tới kế hoạch này sẽ là lời mà đứa nhỏ nhà mình nói ra, bất quá nhìn thấy Lý Gia dần dần mạnh lên, hắn cũng thật cao hứng, được, Lý Phi gật đầu. Có Vũ Hồn Điện tổng chấp sự tự mình làm chân chạy xử lý, sáng sớm hôm sau, Sử Lai Khắc học viện liền thu được chứng minh học viện chính quy, không thể không nói, hiệu suất làm việc này thật sự rất cao, dù sao đây cũng là thành lập ở trên tiền tài lợi ích, nếu như không có tiền, người khác chim cũng không thèm để ý đến ngươi. Hàn Huyên khách sáo vài cái rồi mới nói, "Odin rời đi, hôm nay Sử Lai Khắc học viện đã có thủ tục chính quy chứng minh, Ba Lạp Khắc học viện đám tạp chủng kia cũng không thể nói gì." giải đấu hồn sư tinh anh toàn đại lục lần này, ta cũng muốn tranh một chút mới được, có tiểu phi tọa chấn, có lẽ có thể lấy được một thành tích không tệ, nhìn bóng lưng Odin đi xa dần. Phất Lan Đức tay cầm công văn chứng minh sử lai like khắc học viện, nội tâm nỉ non, quay người tiến vào học viện, khi hắn đem tin tức này báo cho những người còn lại, mọi người đều rất cao hứng nỗ lực, lực lượng lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như hoàn thành xong thủ tục chính quy, đến lúc đó cũng có thể báo một ngụm ác khí, cho nên bọn họ quyết định bày một bàn ăn mừng một phen, chờ ăn xong bữa cơm này, hắn sẽ trả thù. Phất Lan Đức mới dự định đi đến Thiên Đấu Thành, trong khi bọn họ chuẩn bị thức ăn, một chiếc xe ngựa tiến vào Tác Thác Thành, đi thẳng đến phủ đệ Lý gia, chỉ là Lý gia, chỉ là ta trong ba lạp khắc vương quốc một thành tiểu gia tộc, lại muốn ta tự mình đi một chuyến thật xa đến đây, chờ một chút nhất định phải để cho bọn hắn đẹp mắt một chút. Bên trong buồng xe, một nam tử hừ lạnh khinh miệt tự nói, Người này chính là thụ mệnh thân vương Ba Lạp Khế, sứ giả thân vương đến đây thương lượng làm ăn với Lý Gia. Ở trước mặt thân vương Ba Lạp Khế chỉ biết vâng vâng dạ dạ, nhưng ở bên ngoài, hắn ta mũi chỉ lên trời, chưa bao giờ sẽ nhìn thẳng vào người trong lý giải của hắn coi như lý gia có hồn đế kiếm lời một chút nhưng ở trước mặt một quốc vương quyền cũng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu làm người những người này càng muốn nâng sứ giả thân vương là ông ta lên tận trời nếu không chờ sau khi hắn trở về tùy tiện ở bên chỗ thân vương viết chút báo cáo nhỏ ngày lành của lý gia sẽ chấm dứt đôi mắt có chút chuyển động hắn gọi ngừng xe ngựa cũng không có ý định trực tiếp tiến về lý gia mà là để xa phu đi tới một khách sạn đi một ngày một đường hắn đói bụng gọi thức ăn trong khách sạn tinh tế thưởng thức lấy đột nhiên cách đó không xa xuất hiện thanh âm ồn ào hắn để hạ nhân đi tìm hiểu một chút chuyện gì đang xảy ra chỉ chốc lát hạ nhân vội vàng chạy về hồi hưởng sứ giả những người kia đều đang nghị luận lý ra hạ nhân nói nghị luận lý ra làm gì sứ giả thân vương thản nhiên nói lão gia chủ lý ra đột phá hồn thánh rồi hạ nhân nói khiến cho đũa của sứ giả thân vương suýt chút nữa không cầm chắc ngươi nói cái gì lý gia lão gia tử đột phá hồn thánh rồi sứ giả thân vương lộ ra vẻ kinh ngạc trước đó chỉ là hồn đế mà thôi hôm nay chính là hồn thánh rồi đúng vậy rất nhiều người đều đang bàn tán về điều này hẳn là sẽ không giả hạ nhân kinh sợ ta biết rồi ngươi xuống trước đi sứ giả thân vương phất phất tay hạ nhân nhanh chóng rời đi nếu quả thật đột phá đến hồn thánh Vậy thái độ của ta đối với Lý Gia liền phải khác rồi. Sứ giả thân vương thu hồi tâm lý khinh thị. Dù sao trong cả ba lạp khắc vương quốc mới có bao nhiêu hồn thánh. Cho dù là hồn đấu la cũng chỉ có giải rác vài người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà thân vương phủ thượng. Ngay cả một gã hồn đấu la cũng không có. Chỉ có một hồn thánh cấp 71. Mà hồn thánh này trước đây không lâu đi theo công tử tiến về tinh đấu đại xâm lâm. Thú liệp hồn hoàn. Đến nay còn chưa trở về tại ba lạp khắc vương quốc nội một gã hồn thánh hàm kim lượng vẫn là phi thường lớn hắn ngay cả đồ vật cũng không có ăn xong trực tiếp đi xuống tự mình đi tới lý gia vốn hắn định để cho người đi thông báo cho người của lý gia để gia chủ của đối phương tới bên này cùng hắn đàm luận mà chính hắn thì không qua được điều này có thể thể hiện ra cao nhân nhất đẳng của mình nhưng bây giờ ra một gã hồn thánh hậu kết cục trực tiếp đảo ngược thế giới này quả nhiên vẫn phải xem thực lực hắn không thể trêu chọc lý gia nếu không chỉ cần Lý Gia nguyện ý trung thành với vương thất ba Lạp Khắc, quốc vương nhất định sẽ an bài một vị quốc vương địa vị cao, được trọng dụng, đến lúc đó, cho dù hắn là sứ giả thân vương, cũng có thể sẽ vì bình ổn lửa giận của một hồn thánh, bị thân vương của mình giao ra ngoài, đến lúc đó, trước mắt hắn cũng chỉ có một con đường, đó chính là một con đường chết, cùng một thời gian, tin tức liên quan tới việc hắn đột nhiên đến Tác Thác Thành cũng rất nhanh truyền đến tai Lý Gia, dù sao toàn bộ Tác Thác Thành hiện tại đã tạo thành một tấm lưới lợi ích vô cùng khổng lồ hơn nữa xe của vương gia phủ rất sang trọng quý giá xuất hiện trên đường cái sáng loáng mọi người cũng không phải kẻ ngu báo cho lý gia tin tức là có thể thu hoạch được một nhóm lớn kinh hồn tệ phi thường phong phú làm phần thưởng chỉ cần là chuyện xảy ra trong thành là được trên cơ bản là trốn không thoát khỏi pháp nhãn của lý gia vừa vặn sáng sớm tô kiến quốc tô lan lý ngọc tùng người một nhà lý phi ngồi cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng lý phi nhìn ba người đem canh ngậm máu trong lòng hắn uống vào lộ ra một tia tươi cười hài lòng hắn cũng rất muốn nhìn một cái máu đầu tim của 37 hồn tôn sẽ có chỗ nào không giống nhau rất nhanh hiệu quả liền xuất hiện sắc mặt ba người càng tốt hơn sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy toàn thân trên dưới tràn đầy cảm giác lực lượng mười phần hoa tu vi của lý ngọc tùng trực tiếp từ cấp 73 đột phá đến cấp 74, hồn lực của Lý Kiến Quốc và Tô Lan cũng từ cấp 55 đột phá đến cấp 56, Lý Kiến Quốc cùng Tô Lan tu vi tương đối thấp, hiệu quả trong cơ thể còn chưa hoàn toàn hấp thu xong, chờ hảo hảo luyện hóa hoàn tất, nói không chừng còn có thể tăng lên mấy cấp, về phần Lý Ngọc Tùng, bản thân chính là một gã hồn thánh, có thể đột phá một cấp cũng đã tốt lắm rồi, muốn trong khoảng thời gian ngắn liên tục đột phá vẫn còn có chút khó khăn trừ phi tu vi lý phi đạt tới cao hơn bất quá dù vậy hiệu quả của tâm huyết cũng sẽ liên tục cải tạo thăng hoa nhục thể của bọn họ vì sao hiệu quả lần này lại mạnh như vậy trực tiếp để cho ta tăng lên một cấp giảm bớt trí ít một hai năm khổ tu lý ngọc tùng kinh ngạc nói từ lần đầu tiên ăn đến nay tình huống như vậy đã từng xuất hiện phía sau cũng không có xuất hiện tài liệu vẫn là những cái trước đó nhưng mà lần này xác thực xuất hiện cái này phi thường đáng giá để cho người ta suy nghĩ sâu xa sự tình ta cũng vậy trong cơ thể có thể có lực lượng cuồn cuộn không ngừng ta cảm giác sau khi luyện hóa xong còn có thể tăng lên lý kiến quốc cùng tô lan nói ra cũng vào lúc này quản gia đi tới đem tin tức xe ngựa thân vương đến báo cho bốn người lý phi biết thân vương ba lạp khắc sao đột nhiên đến thăm tác thác thành lý kiến quốc và tô lan có chút nghi hoặc con người lý ngọc tùng và lý phi co rụt lại liếc nhau một cái lý phi hỏi bọn họ phương hướng là đi đâu thiếu ra phương hướng của bọn họ là hướng về phía lý gia chúng ta mà đến quản gia nói đến chỗ của chúng ta lý ngọc tùng nhíu mày hắn lo lắng chuyện bọn họ giết chết con trai của thân vương bị bại lộ ra ngoài dù sao chuyện này liên quan trọng đại tới hắn và lý phi cũng không có đem chuyện này báo cho lý kiến quốc cùng tô lan dù sao ít một người biết liền nhiều một phần an toàn ta biết rồi các ngươi coi như không có chuyện gì phát sinh hết thảy thuận theo tự nhiên tiến hành đi lý phi nói vâng quản gia rời đi nếu như ta đoán không sai lần này thân vương tới đây rất có thể là muốn cùng chúng ta chia một chén canh hoặc là thăm dò chúng ta lý phi đạo chờ một chút tùy cơ hội hành sự bọn họ đã hoàn mỹ tuyệt diệt tuyệt đối không có khả năng bị người phát hiện là bọn hắn làm cho nên hắn dám chắc chắn lần này thân vương đến tuyệt đối không phải vì chuyện con trai sau khi chết mà đến huống chi đối phương hiện tại có lẽ còn không biết con trai mình đã chết dù sao trong tinh đấu đại xâm lâm thú liệt hồn hoàn cũng không phải là vấn đề lớn tình huống đặc thù gì cũng sẽ gặp phải trở về lâu cũng là bình thường nếu như là chuyện hợp tác lý phi dự định cũng kéo thân vương xuống nước ngồi chung một thuyền với lý gia bọn họ đến lúc đó có chi nhánh vũ hồn cùng một thân vương hộ giá hộ tống chỉ số an toàn của lý gia sẽ tăng lên bên ngoài phủ đệ lý gia có một chiếc xe ngựa đang dừng lại sứ giả thân vương từ phía trên đi xuống trên dưới chỉnh lý một chút quần áo trang điểm của mình cũng không muốn mất mặt mũi của thân vương phủ ngươi xin thông báo một tiếng ta là thân vương sứ giả ba lạp kỳ phụng lệnh vương ra ta đặc biệt đến chúc mừng lý lão gia chủ đột phá hồn thánh sứ giả thân vương mở miệng nói với hộ vệ ở cửa ra vào sâu trong đáy mắt hắn từng tia khinh thường lóe lên đối với người này hộ vệ nho nhỏ mà thôi nếu không phải thấy lão gia tử nhà ngươi đột phá hồn thánh thì mặt mũi là gì hắn sẽ không ôn hòa như vậy mũi đã sớm hết lên trời trực tiếp bước vào bên trong sở dĩ làm như vậy cũng muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt một gã hồn thánh sứ giả thân vương hộ vệ vừa nghe thấy sắc mặt khẽ biến chờ chút hắn xoay người rời khỏi tiến vào thông báo rất nhanh đã trở lại mời đi theo ta lão ra ở phòng tiếp khách chờ người nói xong hắn chủ động dẫn đường sứ giả thân vương đi theo phía sau đồng thời vừa đánh giá phủ đệ lý gia từ khi lý gia trở thành gia tộc phú ông ước vạn trước tiên chính là tiêu tốn lượng lớn tiền tài xây dựng thêm và xây dựng phủ đệ bây giờ trình độ hoa lệ so với trước đây hoàn toàn là một trời một vực quy mô đã vượt qua vương phủ dưới sự dẫn dắt của hộ vệ rất nhanh tiến vào phòng tiếp khách ở đây có rất nhiều người tới tặng quà toàn bộ mọi người đưa lễ xong xuôi sau đó vội vàng rời đi trên mặt đất phòng tiếp khách toàn bộ đều là nhờ thành trì người có uy tín danh dự đưa tới chúc mừng lễ vật mỗi một loại đều quý trọng không thể không nói, loại cảm giác này thật sự sảng khoái, tin tức đột phá hồn thánh cũng là hắn cố ý thả ra ngoài, đây cũng là chủ ý của Lý Phi, dù sao hiện tại Lý Gia chính là thời điểm quật khởi, Lý Ngọc Tùng làm cái mặt hồn thánh bài diện, thế nhưng có thể mang đến rất nhiều đãi ngộ hậu đãi, trong phòng tiếp khách, Lý Ngọc Tùng đang ra lệnh cho hạ nhân đem đồ vật xuống, Lý Kiến Quốc cùng Tô Lan, còn có Lý Phi đều ở chỗ này chủ trì đại cục, rất nhanh bọn họ đều thấy sứ giả thân vương đến. Ánh mắt sứ giả thân vương trực tiếp khóa chặt trên người Lý Ngọc Tùng, khi thấy hình dạng cùng thần sắc của đối phương thần thái lại chênh lệch lớn như thế với hiện tượng của mình lộ ra vẻ khiếp sợ nội tâm nghĩ đến vậy mà trẻ tuổi như vậy đây thật sự là lão gia hỏa đã có tuổi chẳng lẽ sau khi bước vào hồn thánh còn có thể phản lão hoàn đồng hay sao đáng tiếc hắn cũng không biết những thứ này dù sao cũng chỉ là một hồn vương nho nhỏ mà thôi ta đại biểu ba lạp khác thân vương đến chúc mừng lý gia lão gia tử đột phá hồn thánh hắn chắp tay ôm quyền nói trước tiên sau đó từ bên trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp quà tinh xảo giao cho lý ngọc tùng chỗ sâu trong đáy mắt còn hiện lên một tia đau lòng trước khi đến đây bọn họ đều vạn vạn không nghĩ tới đối phương sẽ đột phá hồn thánh cũng không có cố ý chuẩn bị đồ vật gì cho nên vì không muốn lộ ra hắn cố ý đem bảo bối chính mình coi trọng làm hạ lễ đưa ra ngoài chờ sau khi trở về vương ra hẳn là sẽ khen thưởng ta hắn thầm nghĩ trong lòng bởi vì cách làm này của mình quá sáng suốt trực tiếp giúp thân vương giảm bớt một đại địch nhân còn lôi kéo tình hữu nghị của một hồn thánh, ha ha, thì ra là sứ giả thân vương đại giá Quang Lâm Hàn Xá, có sự cách biệt không xa đón tiếp, đến cũng đến rồi, còn tặng lễ vật gì nữa, quá mức khách khí rồi, Lý Ngọc Tùng cười ha hà nói, ngoài miệng mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn là vươn tay nhận lấy, không nên tự nhiên không cần nha, xem thần sắc đối phương như thế nào, Lý Ngọc Tùng cũng đoán được đại khái, xem ra, cũng không phải vì chuyện của con trai thân vương mà đến, nói cách khác, đối phương còn không biết là bọn họ giết chết nhi tử của thân vương lý ngọc tùng cũng âm thầm thở dài một hơi tuy hắn không sợ ba lạp khác thân vương thật sự chọc giận chỉ cần ích lợi đúng chỗ hắn có biện pháp có thể giết chết thân vương đương nhiên biện pháp này cũng là lý phi suy nghĩ ra được một lão già như hắn nghĩ không ra giống như ngươi không thích vậy nhìn lý ngọc tùng ngoài miệng nói ra một bộ hành vi trên tay trong lòng sứ giả thân vương nói thầm bất quá trên mặt vẫn là trước sau như một duy trì nụ cười hòa ái lão gia tử có thể hay không mượn một bước nói chuyện lần này ta phụng mệnh vương ra nhà ta đến đây ngoài việc chúc mừng ngài đột phá hồn thánh gia còn có một việc chính là muốn đại biểu vương ra nhà ta cùng lý gia nói chuyện hợp tác trên sinh ý sứ giả thân vương an đờ a nhìn chung quanh không có người ngoài ở đây vì vậy hắn nói ra mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này hiện giờ địa vị của lý gia không thể so sánh được hắn cũng không dám trực tiếp phách lối nói với lý ngọc tùng lý gia làm ăn không tệ vương gia nhà ta coi trọng muốn cùng tiến đến kiếm một chén canh có thể vì sử lai khắc học viện chính quy học viện làm thủ tục biết điều liền đồng ý nếu không vương gia muốn lý gia ngươi hoàn chỉnh hắn hiện tại bởi vì thực lực của lý ngọc tùng hồn thánh mà trở nên hòa thân dễ gần chủ động lấy lòng Trước đó những lời này cũng không thể nói như vậy, cần phải sửa lại một chút, chờ sau khi chuyện nơi đây kết thúc, trở về hồi báo cho vương gia nhà mình, khẳng định có thể được vương gia thông cảm. Dù sao đây chính là một gã hồn thánh, một gã hồn thánh, tuy lực tại ba lạp khắc vương quốc, thế nhưng là vô cùng cường đại, phong hào đấu la cùng hồn đấu la, không xuất hồn thánh chính là tồn tại mạnh nhất. Lý Ngọc Tùng nghe xong, cùng ba người Lý phi liếc nhau, sau đó cười nói, Lão phu thích nhất là làm ăn, chúng ta bên này mời." Lý Ngọc Tùng cười dẫn sứ giả thân vương tiến vào thiên phòng, tiến hành đàm phán, dù sao đây cũng là chủ đề mẫn cảm, ít người biết rõ không còn gì tốt hơn, bây giờ toàn bộ tác thác thành đều là sản nghiệp của Lý gia, quả nhiên bị tiểu phi đoán đúng, lần này tới thật đúng là muốn cùng chúng ta chia một chén mỹ vị. Lý Kiến Quốc thân là người làm ăn, chủ đạo dây chuyền làm ăn khổng lồ như Lý gia, đôi mắt rất độc ác, lập tức liền nhìn ra bản chất của vấn đề. Lý Phi hai mắt hơi nheo lại, cười nói chỉ cần kéo thân vương xuống nước, chúng ta đây ở tác thác thành, thậm chí là bố cục của ba lạp khắc vương quốc, sẽ càng thêm như cá gặp nước, chúng ta phải đem thân vương ra, triệt để cột vào trên thuyền lý gia ta, trước tiên để hắn nếm thử chút ngon ngọt đã, chờ sau này hồn lực của chúng ta tăng lên, bố cục hoàn toàn hoàn thành, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị lý gia chúng ta bài bố. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của hắn. Hắn là người bố cục phía sau màn, người bên ngoài Lý Gia, toàn bộ đều là quân cờ. Bây giờ, Lý Gia chúng ta đã triệt để đem quan lớn của tác thác thành làm thành, lôi kéo ăn mòn xong. Việc làm ăn trong thành sẽ không bị người phá hư, nhưng ở trong các thành trì còn lại, lại có người muốn cạnh tranh với chúng ta, bị một ít lực cản nhỏ. Lần này thân vương lên thuyền, vừa vặn có thể giúp chúng ta nhẹ nhõm giải quyết chuyện này đến lúc đó chúng ta liền có thể thuận lý thành trương, làm người cạnh tranh còn lại. Lý Kiến Quốc cười ha hà nói, kết quả chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ đi ra, chúng ta chờ một chút đi. Lý Phi bắt đầu mở từng hộp lễ vật ra, phát hiện bên trong chứa đồ vật đều là bảo bối tốt, sau này đợi lão ra từ đột phá hồn đấu la và phong hào đấu la. Còn có mình và ba ba mụ mụ tiếp tục đột phá, lực ảnh hưởng của Lý ra càng lúc càng lớn, người tới tặng quà sẽ càng nhiều hơn. Lý Phi lại nghĩ tới một cơ hội phát tài, những người này rất hào phóng, đều là người có tiền ba mẹ ta về tu luyện trước đã nơi này các ngươi nhìn xem Lý Phi nói tốt ngươi đi đi Lý Kiến Quốc và Tô Lan gật đầu Lý Phi dự định đi nghiên cứu một chút kỹ năng mới học được kỹ năng này là hắn hấp thu hồn hoàn thứ ba trở về tu luyện Đông Phương Thanh Long thông qua truyền thừa ký ức truyền cho kỹ năng của hắn để ad có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn rất mong mọi người ủng hộ để ad có kinh phí mua bản dịch cảm ơn mọi người nhiều nha